chương 426, bước đầu của kế hoạch. Hoác Khải không hề né tránh khuyết điểm của mình, anh trả lời lại, đúng thế, những năm qua tôi đã bỏ bê mảng này, vì vậy kỹ thuật của tôi vẫn dừng lại ở trình độ của năm đó, thế nên tôi thua rồi. Khi nhìn thấy Hoác Khải nhận thua, cao thủ vô danh ấy không hề cảm thấy vui mừng, ngược lại còn vò đầu bứt tóc, đôi mắt vô thần. Đợi bao năm như thế, kết quả lại chiến thắng dễ dàng đến vậy đối thủ đã từng đánh bại anh ta bây giờ đã yếu đến mức anh ta chẳng có chút hứng thú nào nữa, mười mấy năm chờ đợi để đổi lấy kết quả này sao? Cảm giác này thực sự rất khó chịu, khiến anh ta muốn đập phá tất cả máy móc trước mặt. Lúc này, anh ta nhận được email thứ hai. Hoắc Khải đã đoán được rằng cao thủ vô danh sẽ cảm thấy không vui. Chờ nhiều năm như thế, bất cứ ai cũng muốn chiến thắng một cách sảng khoái, đây là điều rất bình thường. Nhưng nếu phát hiện ra đối thủ của mình giờ đây chẳng khác gì một đứa trẻ, rất ít người có thể chịu được cảm giác này. Vậy nên anh gửi email thứ hai đi cũng coi như đã có kế hoạch từ trước. Tôi biết anh đang cảm thấy khó chịu, nhưng đừng để việc chiến thắng tôi trở thành chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Nếu anh muốn khiêu chiến danh giới cực hạn, tôi có thể mang tới cơ hội cho anh. Cao thủ vô danh nhìn bức email một lát rồi mới trả lời, là ai? Không phải một người, mà là một tập thể. Về mặt kỹ thuật cá nhân, gần như trên thế giới này không có ai giỏi hơn anh được nữa, nhưng anh cảm thấy một mình anh có thể chống lại cả thế giới được không? Nếu không thể thì chứng tỏ quá trình khiêu chiến của anh vẫn chưa kết thúc. Đã làm người thì phải cố mà hoàn thành chuyện khó khăn nhất. Tôi có thể mang tới cơ hội để anh khiêu chiến cả thế giới. Đọc những câu chữ trên màn hình, cao thủ vô danh ngẩn ngơ một hồi. Khiêu chiến cả thế giới. Audio điện tử võ tấn bền anh ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, từ trước tới nay, đối tượng khiêu chiến của anh ta vẫn luôn là một cá thể. Bất kể người đó đến từ quốc gia nào hay dùng kỹ thuật gì thì chỉ đều là một cá thể. Nhưng giờ đây Hoác Khải lại mở rộng mục tiêu khiêu chiến của anh ta ra phạm vi thế giới, đây là một khái niệm hoàn toàn mới. Sốt cuộc ý anh là sao? Khiêu chiến cả thế giới bằng cách nào? Giữa Internet và hiện thực có một vách ngăn, như hai vũ trụ hoàn toàn khác nhau, anh đại diện cho vị thần mạnh nhất trong thế giới giả lập, còn thế giới hiện thực chính là đối tượng mà anh cần chinh phục. Gia nhập vào đội ngũ của tôi, lấy VR làm nền tảng, đột phá vách ngăn của thế giới. Nếu một ngày nào đó anh có thể dùng sức mạnh của Internet để khống chế cả thế giới, vậy thì đó chính là thành công. Cao thủ vô danh lại bắt đầu sửng sốt, dùng sức mạnh của Internet để khống chế cả thế giới. Nghe thì như đang nói tới việc làm của một hacker, nhưng anh ta biết ý của Hắc Khải không phải như thế nếu chỉ là hack mạng lưới internet của cả thế giới thì không hẳn là chuyện không thể với anh ta tuy rằng tất cả các máy chủ quan trọng đều bị giấu ở một nơi cực kỳ bí ẩn nhưng anh ta không cần phải đối phó với những thứ đó có rất nhiều cách để làm tê liệt internet thế nhưng internet tê liệt thì chỉ có thể làm mọi người không thể sử dụng internet được nữa không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ trong hiện thực đó không phải khống chế chỉ là đe dọa mà thôi nghĩ tới câu nói lấy VR làm nền tảng của Hắc Khải, cao thủ vô danh loáng thoáng hiểu ra ý anh. Vách ngăn lớn nhất giữa thế giới hiện thực và thế giới internet đó là hai thế giới này tuy cùng một vũ trụ nhưng lại bị phân chia cực kỳ rõ ràng. Anh không thể đưa những thứ trong internet ra ngoài đời thực được. Sự xuất hiện của VR khiến chuyện không thể ấy trở thành có thể, dù rằng tỷ lệ rất thấp. Giống như những gì viết trong các cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nếu một ngày nào đó thiết bị điện tử có thể đưa ý thức tư duy của con người vào thế giới giả lập kia, liệu có phải hai thế giới đã chính thức kết nối với nhau rồi không? Trước mắt kỹ thuật này đã bắt đầu manh nha hình thành, chỉ có điều vẫn còn cách ví dụ thực tế rất xa. Ý của Hoác Khải rất đơn giản, anh mong cao thủ vô danh có thể lợi dụng kỹ thuật của mình để vươn tầm kỹ thuật VR lên đến đỉnh cao. Đương nhiên, cái gọi là đỉnh cao chỉ là lý thuyết mà thôi, hoặc có thể nói là mục tiêu cuối cùng, còn hiện tại thì Hoác Khải chỉ muốn có được sự giúp đỡ của anh ta. Anh không sợ một ngày nào đó tôi sẽ nổi điên, giết chết tất cả bọn họ sao, cao thủ vô danh hỏi. Nếu ý thức tư duy của con người thật sự có thể hòa vào thế giới ảo, đồng thời làm ảnh hưởng tới cơ thể thực, vậy thì chuyện giết người sẽ trở nên vô cùng đơn giản với người khống chế kỹ thuật này. Bởi vì trong thế giới con người, tử vong não bộ mới coi như cái chết thực sự, Thế nên việc hủy bỏ một sóng điện não của một người trong thế giới giả lập chẳng phải chuyện gì khó khăn. Đọc được email của cao thủ vô danh, Hoắc Khải mỉm cười nói, đến thời điểm anh nắm giữ quyền sinh sát với cả thế giới thì chứng tỏ anh đã thành công chống lại nó rồi. Như thế thì sao anh lại giết những người chỉ có thể phục tùng anh đây? Anh đâu phải một kẻ điên cuồng chỉ biết giết người, anh chỉ muốn thêm chút gia vị vào cuộc sống khô khan của mình thôi, thế nên tôi không lo rằng anh sẽ làm thế. Chờ đợi suốt 10 phút mà cao thủ vô danh không trả lời lại, Hoắc Khải ngẫm nghĩ rồi gửi cho anh ta một email cuối cùng, anh cứ nghĩ cho kỹ đi, nếu có ý tưởng đó thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, đây là cách liên lạc với tôi. Sau khi gửi mail đi và đăng xuất, Hoắc Khải tắt máy rời khỏi quán nét. Anh đã làm hết những gì có thể làm được rồi, còn lại chỉ cần chờ xem cao thủ vô danh ấy sẽ lựa chọn thế nào nữa thôi. Theo sự hiểu biết của Hoắc Khải về bản tính của con người, tỷ lệ rất cao là cao thủ vô danh sẽ đồng ý với lời đề nghị của anh. Bởi vì ý nghĩa sinh tồn của người này là không ngừng khiêu chiến những thử thách khó khăn hơn. Đối với anh ta, khiêu chiến đơn lẻ đã kết thúc rồi, đối thủ duy nhất mà anh ta mong ngóng đánh bại đã thất bại ê chế trước anh ta, có thể đi khiêu chiến ai được nữa đây. Phá vỡ vách ngăn của thế giới này, để thế giới giả lập và hiện thực kết nối với nhau, đó mới là thử thách có độ khó cao. Hoác Khải đã cố tình đảo lộn một khái niệm. Anh chuyển sự khiêu chiến mang tính kỹ thuật thành mục tiêu cả đời, chỉ cần cao thủ vô danh không phải một bậc thầy tâm lý thì nhất định anh ta sẽ sập bẫy. Cũng không hẳn là sập bẫy, nói chính xác hơn thì Hoắc Khải đã làm thăng hoa ý nghĩa sinh tồn của anh ta. Chuyện này cũng vô cùng quan trọng với anh. Công ty của Hoắc Gia Minh làm về VA, nó không chỉ là để đối phó với nhà họ Hoắc, mà còn là một trong những xu thế của tương lai theo dự đoán của Hoắc Khải. Ngành này có một tương lai rộng mở. Thế thì vì sao không bắt lấy cơ hội xâm nhập vào luôn, có thể coi là một công đôi việc ấy chứ? Đối với chuyện như thế, hơn phân nửa là người bình thường sẽ chỉ nghĩ tới một khía cạnh, nhưng Hoắc Khải vừa muốn hoàn thành kế hoạch, lại vừa muốn trợ giúp cho tương lai. Hoắc Gia Minh không phải một quân cờ, công ty nước ngoài ấy cũng không phải một quân cờ, tất cả là một trong những cánh tay đắc lực của Hoắc Khải trong tương lai. Sau khi xử lý xong chuyện này, Hoắc Khải về nhà làm hai chuyện một là bảo vương vũ hành thành lập công ty đầu tư tài chính do cậu ta đứng tên. Công ty đầu tư tài chính này sẽ là cỗ máy thu hoạch lợi nhuận ngầm của Hoác Khải. Chuyện thứ hai là đi tìm cơ hương ngưng, nói với cô ấy rằng nhất định phải có một lý do quan trọng để nhà họ cơ đồng ý thăng cô ấy lên hàng thừa kế thứ hai. Hành động của tên giả mạo ở nhà họ Hoác ngày một trắng trợn, Hoác Khải không còn nhiều thời gian nữa anh không muốn chờ đến khi lực lượng của mình đủ mạnh rồi thì nhà họ Hoác cũng đã bị người ta đục phá lung tung, trở thành một đống hỗn độn. Yêu cầu ấy của anh khiến cơ hương ngưng sửng sốt rất lâu. Hàng thừa kế thứ hai. Cô ấy mới được thăng lên hàng thừa kế thứ ba được nửa năm, dựa theo quy định thăng hạng của nhà họ cơ, ít nhất cũng phải đến năm sau, tức là hai năm mới có một cơ hội. Chỉ khi từ hàng thừa kế thứ hai lên hàng thừa kế thứ nhất thì mới có một năm một lần, khiến mọi người cảm thấy căng thẳng tăng áp lực cạnh tranh. E là bọn họ không đồng ý đâu, Cơ Hương Ngưng nói. Tuy rằng cô ấy cũng muốn đề cao địa vị của mình ở nhà họ Cơ, nhưng thêm một con cháu thuộc hàng thừa kế cấp 2 cũng coi như chuyện lớn trong gia tộc. Hiện tại có rất nhiều người đề phòng Cơ Hương Ngưng, không muốn để cô ấy quá thoải mái, sao lại đồng ý để cô ấy phá hỏng quy định cơ chứ? Đối mặt với vấn đề này, Hoắc Khải nói, chúng ta có đồng minh, hơn nữa có người không đồng ý thì cũng có thể dùng thủ đoạn đa phần lợi nhuận của nhà họ cơ trong những năm qua đều rơi vào túi riêng của bọn họ, vậy nên chẳng có ai là sạch sẽ hết. Chỉ cần cô Hà quyết tâm thì sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được cô. Cơ hương ngưng nhìn Hoác Khải, rất lâu không nói gì. Có sự trợ giúp của Hoác Khải, cô ấy cũng tin chắc là mình có thể thăng hạng thành công. chương 427, Nguy cơ và cơ hội Trước mặt người đàn ông này, người nhà họ cơ chẳng khác nào đám trẻ con, anh có thể dễ dàng đùa giỡn bọn họ, tùy tiện dở vài trò vặt đã có thể xoay bọn họ quay như trong chóng rồi vậy nhưng cô luôn cảm thấy việc này có chút nóng vội mới nửa năm sao đột nhiên anh lại chạy tới nói rằng mong cô lên được hàng thừa kế thứ hai chứ xảy ra chuyện gì rồi sao cơ hương ngưng hỏi sao tôi cứ cảm thấy anh rất nóng vội bây giờ chưa có vấn đề gì không có nghĩa tương lai cũng vậy hơn nữa cô thực sự muốn đi từng bước một làm theo quy tắc của nhà họ cơ mấy năm tăng một hàng sao nếu vậy đợi cô lên được chức chủ tịch cũng phải tầm 40 tuổi, Hoắc Khải nói. Đương nhiên cơ hương ngưng không muốn đến tuổi xế chiều rồi mới bỏ lên được thời kỳ đỉnh cao. Nếu đã thiết lập mục tiêu này, vậy thì càng nhanh càng tốt. Nhưng Hoắc Khải đột nhiên tăng tốc khiến cô không thể thích ứng được. Lúc này, Hoắc Khải chỉ cười nói, không cần lo lắng nhiều, cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Một gia tộc chỉ có vài trăm triệu chẳng là gì đối với Hoắc Khải. Nếu là trước đây, anh còn chẳng cần phải ra mặt, tìm đại một người trong nhà họ hoắc xử lý cũng được. Chẳng riêng gì nhà họ cơ, cho dù là công ty lớn có giá cả chục tỷ của Miêu Nhất Khoa cũng không là gì, chỉ cần hai anh em hoắc Thanh Vân và hoắc Lập Quần cũng đủ khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Khi lên đến một đẳng cấp nhất định, nhiều việc làm dễ như trở bàn tay. Cơ hương ngưng không nói gì, không phải do cô ấy không đồng ý, chỉ là trong lòng luôn có mối nghi ngờ. Tiết tấu của Hoắc Khải càng nhanh, cô càng cảm thấy mình ngày càng xa người đàn ông này. Hơn nữa, cảm xúc đột nhiên kéo tới trong lòng khiến cô không thể thích ứng được, sao đột nhiên cô lại có hảo cảm với người đàn ông này nhỉ? Ban đầu cô sợ anh nhớ lại rồi trả thù, sau đó cảm thấy tồi tệ, cảm thấy phiền chán, bây giờ lại có chút yêu thích. Sự thay đổi của Hoắc Khải khiến Cơ Hương ngưng không kịp trở tay, càng khiến cô cảm thấy tội lỗi. Cô có lỗi rất nhiều với Ninh Thần khi để cô ấy gánh tất cả mọi chuyện, sao có thể vì người đàn ông này bỗng trở nên xuất sắc mà thích anh được chứ? Nếu vậy, cô phải ăn nói sao với Ninh Thần? Đến tận bây giờ, Cơ Hương ngưng chưa từng yêu một ai. Sự hiểu lầm của cô với Phan Tư Mễ khi còn học đại học đã khiến cô vô cùng căm ghét mấy thứ tình cảm nam nữ. Cái gì mà tình yêu các thứ chẳng thể nào thực tế bằng công việc và sự nghiệp. Cho dù ở đây tràn ngập sự lừa gạt thì đã làm sao ít nhất khi người nhà dối lừa bạn, bạn vẫn biết, còn tình cảm thì bị tổn thương rồi vẫn chưa biết ai là người tạo ra vết thương ấy. Cơ hương ngưng vừa xinh đẹp vừa có tài, có cả nhà họ cơ ở đằng sau nên người theo đuổi cô ấy rất đông, vậy nhưng đến tận bây giờ, người duy nhất cô ấy có thể chắc chắn rằng bản thân mình thích chỉ có Hoác Khải. Nhưng cô chẳng thể tỏ tình với Hoác Khải mà chỉ đành chôn vùi tình cảm ấy sâu trong lòng. Sau khi hít sâu một hơi, cơ hương ngưng gật đầu nói, được, vậy để tôi thử, có điều chuyện này cần chút thời gian. Được, nếu có chuyện gì, cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, hoặc khải đáp. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của cơ hương ngưng vang lên. Cô cầm điện thoại lên nhìn, là cơ xuyên hải gọi tới. Sau khi nhấc máy, giọng nói gấp gáp của cơ xuyên hải truyền tới, không xong rồi, có mấy công ty cung ứng hàng hóa đột nhiên ngừng cấp hàng, cháu mau chóng đi xem xem có chuyện gì. Công ty con đầu tiên của Cơ Hương Ngưng đang là nơi thu lợi lớn nhất của nhà họ Cơ, không một công ty con nào khác có thể cạnh tranh, nhất là sau khi nhà họ Cơ bị những người khác chia rẽ, bọn họ càng đổ nhiều tài nguyên vào đây hơn, vậy nên công ty con của Cơ Hương Ngưng làm ăn ngày một lớn. Cùng với công việc ngày càng nhiều, đẳng cấp của những đối tác làm ăn cũng ngày một nâng cao, có nhiều công ty đứng top đầu công ty cung ứng trong nước đều hợp tác cùng bọn họ cũng nhờ có những sản phẩm cung ứng của bọn họ nên chi nhánh công ty của cơ hương ngưng mới phát triển thuận lợi đến vậy. Bây giờ cơ xuyên hải đột nhiên nói bọn họ muốn ngừng cung cấp hàng hóa, đương nhiên cơ hương ngưng rất sốt ruột. Sau khi tắt máy, cô ấy nhanh chóng cầm áo khoác rồi đi ra ngoài. Hoác Khải gọi với một tiếng, tôi đi cùng cô. Mấy công ty cung ứng hàng hóa này đều do Hoác Khải giúp cô ấy lựa chọn, chẳng ai có thể hiểu rõ bọn họ bằng anh. Vậy nên cơ hương ngưng không từ chối chuyện đưa anh đi cùng trên đường đi tới một trong số những công ty cung ứng hàng hóa, cơ hương ngưng thắc mắc, đang yên đang lành sao lại dừng cung cấp hàng chứ. Hơn nữa còn mấy công ty cùng một lúc. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, ta phải gặp mặt mới biết được, Hoác Khải nói. Đương nhiên trong lòng Hoác Khải có suy đoán nhất định nhưng anh không dám chắc. Một trong những công ty cung ứng hàng hóa nằm ngay thành phố bên cạnh nên chỉ 2 giờ sau, chiếc xe chở hai người đã dừng tại bãi đỗ xe của công ty. Đến tòa nhà chính của công ty, Cơ Hương Ngưng và Hoác Khải nói với nhân viên lễ tân rằng muốn gặp tổng giám đốc công ty. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện, nhân viên lễ tân lắc đầu nói, thật ngại quá, tổng giám đốc của chúng tôi đang đi họp ở nơi khác, tạm thời chưa thể quay lại được. Cơ Hương Ngưng cũng là người có kinh nghiệm, cô nhìn cái là biết nhân viên lễ tân đang nói dối. Nếu như tổng giám đốc đang đi họp ở nơi khác, sao cô không nói thẳng ngay từ đầu, cứ phải đợi hỏi rõ thân phận của người ta mới nói. Rất rõ ràng, cấp trên đã giao cho cô ta nhiệm vụ nếu người bên cơ hương ngưng tới thì cứ nói tổng giám đốc không ở công ty cơ hương ngưng biết mình cứ cố chấp cũng chẳng được gì nên nhìn hoác khải và hỏi sao giờ nhỉ ở đây đợi ông ta sao nếu ông ta không muốn gặp cô có đợi cũng vô dụng đi qua công ty khác xem sao hoác khải đáp hai người lại nhanh chóng đi tới công ty thứ hai kết quả chẳng có gì khác biệt biết được bọn họ là người của nhà họ cơ nhân viên lễ tân nói rằng người phụ trách không có ở đây, không rõ bao giờ mới quay về. Chạm mặt với hai công ty như vậy, cơ hương ngưng cũng hiểu ra, mấy công ty này như lên kế hoạch trước với nhau, bắt tay ngưng cấp hàng, còn không chịu gặp mặt. Bọn họ làm trò gì vậy chứ, chẳng hiểu kiểu gì, cơ hương ngưng tức giận nói. Công ty đã thiết lập hệ thống rất tốt cho việc tiêu thụ sản phẩm, có kế hoạch cụ thể về lượng hàng hóa cần cung ứng trong mỗi giai đoạn, Bây giờ đột nhiên dừng cung cấp hàng như này sẽ gây rối loạn toàn bộ kế hoạch của bọn họ, còn có khả năng gây ra hàng loạt vấn đề vi phạm hợp đồng. Một khi vấn đề vi phạm hợp đồng diễn ra nhiều lần hoặc trong thời gian dài, vậy thì đó chắc chắn là một đòn đả kích rất lớn đối với hệ thống tiếp thị. Bây giờ các đại lý không có nhiều kiên nhẫn, trong vòng 3 ngày không cung cấp hàng cho bọn họ, bọn họ có thể tìm các công ty khác, ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Những công ty này đều là những công ty cung ứng hàng hóa đứng đầu cả nước, không dễ làm ra chuyện vi phạm hợp đồng như này, dù sao khi vi phạm hợp đồng, bọn họ không chỉ phải bồi thường mà còn bị tổn hại về danh dự. Phải làm đến mức này, chỉ có thể là bọn họ đang đối mặt với nguy hiểm lớn hơn cả việc vi phạm hợp đồng thôi, Hoắc Khải nói. Nhưng mức độ tiêu thụ sản phẩm của chúng ta rất bình thường, đào đâu ra mối nguy hại chứ cơ hương ngưng hỏi. Chúng ta không có, không có nghĩa nơi khác cũng thế, Hoắc Khải trả lời. Nếu như bị một áp lực lớn từ bên ngoài tác động khiến bọn họ không thể nào chống đỡ được, vậy chắc chắc bọn họ sẽ chọn bỏ của chạy lấy người rồi. Cơ hương ngưng ngơ ngác, sau đó đột nhiên hỏi, ý của anh là có người chèn ép bọn họ, không để bọn họ cùng ứng hàng cho chúng ta? Là đám người cạnh tranh với chúng ta hả? Nhưng chắc bọn họ không có đủ sức để làm ra chuyện này đâu. Đương nhiên không phải đám người thua cuộc đấy rồi. Tổng thị phần của bọn họ cũng chẳng nhiều bằng chúng ta những công ty cung ứng này sao có thể bị bọn họ chèn ép được chứ có thể khiến bọn họ không dám cung ứng hàng hóa cho chúng ta chắc chắn là kẻ khác hoác khải nói anh biết người đó là ai rồi sao cũng đoán được phần nào hoác khải nghĩ một lúc không cần đến mấy chỗ khác nữa chúng ta về công ty trước đã chuyện này là nguy cơ của công ty nhưng lại là cơ hội của cô cơ hội cơ hương ngưng chẳng hiểu gì cả người ta ngừng cung ứng hàng hóa rồi nguy cơ ngay trước mắt đây chứ đảo đâu ra cơ hội. Hoác Khải bật cười nói, cô nghĩ, nhà họ cơ có ai đủ năng lực giải quyết chuyện này không? Cơ hương ngưng trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, đương nhiên không rồi. Đẳng cấp của những công ty cung ứng hàng hóa này rất cao, đừng nói người bình thường của nhà họ cơ, cho dù chủ tịch cơ Trấn hùng có tới cũng chả làm được gì. Hoác Khải cười nói, thì đúng rồi, nhà họ cơ rất coi trọng công ty con này, chắc chắn bọn họ không muốn công ty con này sập tiệm. Bất kể bọn họ có quyền lực ở công ty con này hay không, ít nhất thì cuối năm vẫn có một khoản tiền lời chảy vào túi. Vậy nên chắc chắn bọn họ sẽ dốc sức nghĩ cách giải quyết nguy cơ này, nhưng bọn họ chẳng có đủ năng lực để giải quyết. Nếu như cô có thể đứng ra giải quyết chuyện lần này, việc được nâng lên đến hàng thừa kế thứ hai có phải là chuyện đương nhiên không? Nghe thế, cơ hương ngưng ngẩn người một lát, mãi mới hiểu ra được. Hoắc Khải muốn nương theo chuyện này để cho cô cơ hội đặt cách tiến lên hàng thừa kế thứ hai. Chuyện này khiến cô cảm thấy hơi lạnh chân tay, tất cả mọi người đều đang nghĩ xem nên giải quyết rắc rối này như nào, nhưng người đàn ông này lại nghĩ đến việc lợi dụng chuyện này để tạo lợi ích khác cho cô ra sao. chương 428, người có năng lực thì làm nhiều. Nguy cơ như này mà anh còn nghĩ được đến lợi ích, phải có chuyện gì khiến anh hoảng loạn được chứ? Thậm chí, trong mắt anh, cả nhà họ cơ chỉ là một trò chơi. Nếu như những chuyện này thực sự chỉ là trò chơi đối với anh, vậy cô là gì? là một trong những quân cờ sao. Nghĩ đến đây, trong lòng cơ hương ngưng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cô rất không thích cảm giác này. Cho dù cô biết khả năng của Hoác Khải hơn mình cả trăm lần, nhưng cô cũng không muốn bản thân ở vị trí thiếu quan trọng đến thế. Cô sao thế, Hoác Khải nhìn ra được sự bất thường của cơ hương ngưng nhưng không nghĩ gì nhiều, anh còn nghĩ rằng người phụ nữ này đang cảm thấy hoảng sợ khi đối mặt với nguy cơ trước mắt. Cơ hương ngưng trở về thực tại, lắc đầu nói, không có gì, Vừa nãy anh nói đến đâu rồi? Tôi nói, có thể lợi dụng nguy cơ lần này để tạo ra cơ hội cho cô. Cô không cần lo lắng quá mức đâu, theo tôi thấy, chuyện này dễ giải quyết thôi. Có điều đây đúng là rắc rối lớn với nhà họ Cơ, vậy nên cũng chính là cơ hội tốt nhất của cô. Cơ Hương ngừng im lặng vài giây, sau đó gật đầu, "Anh quyết định đi, anh nói sao, tôi làm vậy là được rồi." Hoắc Khải có thể cảm nhận được trạng thái của Cơ Hương ngừng khác trước rất nhiều nhưng lại chẳng biết làm sao anh chỉ có thể quy cho việc cô ấy cảm thấy bất an do gặp phải vấn đề lớn mà thôi. Có điều đúng như anh nói, chuyện này đúng là rắc rối lớn với người khác nhưng trong mắt anh thì rất dễ giải quyết. Cho dù không xác nhận tình hình cụ thể, Hoác Khải cũng có thể chắc chắn trên 90% mối nguy hại này do nhà họ Hoác gây ra. Nói chính xác hơn là hai anh em Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần tạo ra. Anh giúp công ty của Miêu Nhất Khoa lấy được một món hời lớn, khiến cho sự áp chế của nhà họ Hoắc đổ sông đổ bể. Dựa trên sự hiểu biết của anh về nhà họ Hoắc, chắc chắn hai anh em Hoắc Thanh Vân sẽ điều tra về anh sau khi xảy ra chuyện. Không khó gì để tra ra gốc rễ của Hoắc Khải, nhất là với thực lực của nhà họ Hoắc càng dễ như trở bàn tay. Sau khi bọn họ điều tra được gốc gác của anh, đầu tiên sẽ muốn chèn ép anh, cũng có thể nói là trả thù. Sau khi trả thù xong, bọn họ muốn mời gọi hay một gậy đập chết anh thì lại là chuyện khác. Tóm lại, chuyện xảy ra lần này có thể do hai anh em Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần trả thù anh mà ra, vì anh đã giúp đỡ Miêu Nhất Khoa nên dẫn tới rắc rối. Sức mạnh của nhà họ Hoác đủ để khiến mấy công ty cung ứng này phải lo sợ, do đó bọn họ thà vi phạm hợp đồng, ngưng cung ứng hàng hóa cho nhà họ cơ còn hơn chống đối nhà họ Hoác. Nhìn chung nhà họ cơ chỉ là bị liên lụy, nằm không cũng trúng đạn. Sau đó, hai người quay về công ty khoác khải soạn mấy cái mail nhưng không gửi ngay mà bảo cơ hương ngưng báo cáo tình hình hiện giờ cho nhà họ cơ biết. Thật ra chẳng có gì đáng để báo cáo trong tình huống này, chỉ là công ty cung ứng hàng hóa ngưng cấp hàng, người phụ trách tránh không gặp mặt. Mấy người thuộc dòng chính trong công ty con tức đến nổi nóng mắng chửi, nói rằng bên cung ứng hàng hóa không giữ lời hứa. Bọn họ tạo áp lực với cơ hương ngưng, yêu cầu cô phải đưa ra phương án giải quyết. Nếu là trước đây, Cơ hương ngưng sẽ nghĩ cách chuyển đổi bên cung ứng hàng hóa hoặc dốc hết sức mình để khôi phục lại nguồn cung ứng hàng. Nhưng trước lời khuyên của Hoác Khải, cô ấy không làm như thế mà trịnh trọng nói với nhà họ ngưng, hệ thống tiếp thị vừa mới hoàn thiện, nếu như lần này thay đổi nhà cung ứng hàng hóa, vậy công ty sẽ gặp tổn thất rất lớn. Phương án tốt nhất là chờ đợi, đợi đám người phụ trách kia chịu gặp mặt mình hoặc đợi bọn họ cung ứng hàng hóa trở lại trước lúc ấy, chỉ có thể ổn định các đại lý để không gây ra hỗn loạn trên thị trường. Đương nhiên, những thông tin này phải được giữ bí mật tuyệt đối, không để người khác dễ dàng biết được. Hệ thống tiếp thị do Hoác Khải chỉ đạo cơ hương ngưng thiết lập nên toàn bộ công ty, ngoại trừ hai người bọn họ, chỉ có trưởng phòng của bộ phận tiếp thị được biết chút ít, tổng giám đốc nói sao là vậy. Hơn nữa, trưởng phòng bộ phận tiếp thị vẫn là người cũ, cơ hương ngưng kiên trì không thay người mới. Những người đã làm việc lâu năm này đều từng bước từng bước đi cùng Cơ Hương Ngưng đến hiện tại, coi như là người thân cận của cô ấy. Bất luận lời Cơ Hương Ngưng nói là đúng hay sai, chỉ cần cô ấy mở lời, trưởng phòng bộ phận tiếp thị sẽ không phá hỏng mà nghe theo những gì Cơ Hương Ngưng dặn dò. Có bọn họ làm chứng, những người quản lý cấp cao chẳng hiểu biết gì đến công việc trong công ty, chỉ ngồi chơi đợi hưởng lợi cũng chẳng còn cách nào. Bọn họ chỉ đành làm theo lời Cơ Hương Ngưng nói, ngồi nhà đợi đợi cả một tuần trời. Ngày nào cũng có người tới hỏi xem mọi chuyện tiến triển đến đâu, cơ hương ngưng chỉ đáp một câu, không có gì mới. Càng chờ lâu, người nhà họ cơ càng nóng ruột, đến cả cơ chấn hùng cũng không nhịn được, tự mình tìm tới chỗ cơ hương ngưng tra hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là như nào. Trước mặt cơ chấn hùng, cơ hương ngưng nói rất rõ ràng rằng tình hình bây giờ là không gặp được người phụ trách của bên kia, cũng không lấy được hàng, ngoại trừ ngồi đợi ra thì cũng hết cách. Cô chắc chắn là không thể đổi công ty cung ứng hàng sao. Chắc trong nước không chỉ có mấy nhà cung ứng này, cơ chấn hùng nói. Nếu như mới lúc đầu thì có thể đổi nhưng giờ không kịp nữa rồi. Công ty cung ứng mới không có mặt hàng chúng ta cần, mất ít nhất nửa tháng để mở dây chuyền sản xuất mới, đợi nửa tháng thì hoa cũng ngúa tản cơ hương ngưng đáp. Sao cô không nói sớm, một người thuộc dòng chính thức giận nói, trước đây chúng tôi đã nói cô đổi công ty cung ứng, cô lại nói sẽ ảnh hưởng tới hệ thống tiếp thị, bây giờ thì bảo đã quá muộn để đổi. Cô cố ý đẩy nhà họ cơ xuống hố lửa đúng không? Cơ hương ngưng nhìn người lãnh đạo cấp cao kia, đanh giọng nói, ăn nói cho cẩn thận, sao tôi lại đẩy gia tộc xuống hố lửa được chứ? Tôi có nói sai đâu, tùy tiện đổi công ty cung ứng hàng hóa sẽ dẫn tới chất lượng sản phẩm trước sau không đồng nhất, tiểu chuẩn loạn tùm lum, đến lúc ấy bên đại lý phải giải thích như nào với thị trường. Nếu thị trường chấp nhận còn được, nhưng lỡ như không chấp nhận thì sao? Khi đó sẽ xảy ra tình trạng trả lại một lượng lớn hàng, thậm chí bọn họ còn rút khỏi hệ thống tiếp thị, không có những đại lý này, chúng ta bán hàng cho ai? Ông thấy chuyện này có gây ra ảnh hưởng lớn không? Lãnh đạo cấp cao kia của nhà họ cơ đầu biết những điều này, giờ nghe thấy vậy, ông ta cảm thấy rất có lý. Công xưởng khác nhau thì những tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm cũng sẽ không thể thống nhất được, nếu để phía thị trường phát hiện ra hàng hóa trước sau khác biệt vậy sẽ rất dễ xảy ra sai sót người tiêu dùng hiện nay rất thông minh, không dễ lừa gạt. Có thể sẽ có người nói, bạn có thể giải thích tình hình cho bọn họ biết, do bên cung ứng hàng đột nhiên ngừng cấp hàng nên mới phải đổi nhà xưởng. Dù cho có người tin thì cũng sẽ có người đặt ra nghi vấn, nếu không phải do nhà họ cơ có vấn đề, sao người ta lại đột nhiên ngừng cung ứng hàng. Đến tận lúc này, người nhà họ cơ vẫn không biết được vì sao lại đột nhiên ngừng cung ứng hàng. Cơ chấn hùng còn cố tình để người điều tra nội bộ gia tộc, xem xem có phải xảy ra vấn đề gì mà mình không biết không. Vậy nhưng kết quả điều tra cho thấy, nội bộ gia tộc không có vấn đề gì. Điều này khiến người khác rất nghi ngờ, gia tộc không có vấn đề gì, vậy bên cung ứng hàng hóa rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Có một số lãnh đạo cấp cao khác không quản lý công ty còn cũng theo chân cơ chấn hùng tới. Đám người này ghen ăn tức ở với mấy người cơ hương ngưng. Lúc đầu, Cơ hương ngưng dùng quyền quản lý và lợi tức như một quân bài để lôi mấy người này lên thuyền, những người khác không lên được thì sinh lòng đố kỵ. Đều là người trong hội đồng quản trị, dựa vào đâu mà hai người được quản lý công ty con có lợi nhuận cao nhất chứ? Nhưng khi ấy cơ hương ngưng chọn những người này đều vì bọn họ dễ lôi kéo, đương nhiên đám người kia không có cửa. Bây giờ, công ty con gặp rắc rối, đám người kia lại nhảy ra đầu tiên, chỉ trích những người này không quản lý tốt không có năng lực thì đừng ngồi vào vị trí này chúng tôi có thể giúp đỡ bọn họ muốn nhân cơ hội này để kiếm chút quyền lực đương nhiên lãnh đạo cấp cao ở công ty con không đồng ý rồi mới vô duyên vô cớ gặp phải một vấn đề mấy người đã muốn nhảy ra làm kẻ tiểu nhân thích gây sự đúng không chưa biết trường nhà cung ứng hàng hóa đột nhiên ngừng cấp hàng là do mấy người đứng đằng sau dở trò cũng nên một đám người cãi tay đôi với nhau như sắp muốn lao vào đánh nhau tới nơi cho dù cơ trấn hùng là chủ nhà họ cơ, khi gặp phải tình huống này ông ta cũng đành bó tay. Ông ta chỉ biết nhìn Cơ Hương Ngưng, trầm giọng nói, cô là tổng giám đốc của công ty, bất luận vì lý do gì, nếu đã ngồi vào vị trí này thì phải đảm nhận những trách nhiệm thuộc về mình. Dù thế nào đi nữa cũng phải giải quyết cho xong chuyện này. Không phải tôi không muốn giải quyết mà đến tận giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì, làm sao giải quyết chứ?" Cơ Hương Ngưng đanh mặt nói, lúc kiếm ra tiền sao không thấy ai khen tôi tốt? Bây giờ xảy ra vấn đề lại đổ mọi áp lực lên đầu tôi. Cái gì mà đổ hết lên đầu cô? Cô là tổng giám đốc của công ty, cô không chịu trách nhiệm thì còn ai vào đây? Đúng thế, người có năng lực thì làm nhiều. Chương 429, mạnh mẽ. Một đám người nhà họ Cơ mồm năm miệng 10, vừa đe dọa, vừa dụ dỗ Cơ Hương ngưng phải chịu trách nhiệm với chuyện này. Đến cả mấy người quản lý cao cấp của dòng chính trong chi nhánh cũng làm vậy lúc bình thường thì họ vui vẻ tạo mối quan hệ tốt với người trẻ tuổi có thành tích nổi trội như cơ hương ngưng nhưng bây giờ xảy ra chuyện thì họ lại muốn làm rõ trách nhiệm thứ mà họ muốn chỉ có lợi ích nhưng không phải chịu trách nhiệm thấy điệu bộ của đám người này trong lòng cơ hương ngưng chợt nhớ lại và hiểu ra những lời mà hoác khải từng nói những gì khiến cô khó chịu nhưng không có cách nào thay đổi thì cách duy nhất chính là phải thay thế nó muốn làm được như thế thì phải giành được ghế chủ tịch hội đồng quản trị Người nhà họ Cơ xa đọa rồi, Cơ Trấn Hùng đã được coi là một trong những người có tài nhất, nhưng ông ta cũng không hề có một chút trách nhiệm nào như những người kia. Chuyện lớn như thế lại bắt một cô gái trẻ phải chịu toàn bộ trách nhiệm thì ông ta cũng không đáng mặt là người đứng đầu. Vốn dĩ, Cơ Hương ngưng còn vì chuyện đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng quản trị mà cảm thấy lo lắng không yên, cảm thấy bản thân cô chưa đủ năng lực, nhưng bây giờ xem ra cô đã đánh giá quá cao những người này. So với họ, Cô còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Cơ Hương Ngưng mới nói, tôi muốn nâng quyền lực lên hạng 2, hơn nữa trong vòng nửa năm sau lại tiếp tục tăng lên hạng nhất. Cả gian phòng trở nên yên tĩnh hẳn, mọi người đều nhìn Cơ Hương Ngưng. Một thành viên hội đồng quản trị của dòng chính nói đầy vẻ khó chịu, cô nghĩ gì thế, không phải là cô không biết quy củ của dòng họ. Đừng nhắc đến quy củ của dòng họ với tôi, theo tôi thấy thì cái nhà này đã không còn phép tắc nào đáng tin các ông không muốn gánh vác trách nhiệm lại muốn tôi bán mạng làm việc vì lợi ích của mấy người vậy thì phải đưa cho tôi chút lợi ích chứ trên đời này không có lý nào mà muốn ngựa chạy lại không cho nó ăn cỏ nếu các ông đồng ý tôi sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để xử lý chuyện lần này hơn nữa còn làm cho chi nhánh phát triển thêm rực rỡ nếu không đồng ý thì bây giờ tôi tuyên bố rời khỏi dòng họ các ông tìm người khác làm tổng giám đốc đi tôi tin rằng chắc chắn sẽ có công ty sẵn sàng mời tôi về làm Phó tổng giám đốc Lý, anh nói xem có đúng không?" Cơ Hương Ngưng nhìn về phía Hoắc Khải khiến ánh mắt của những người khác cũng đều chuyển về phía đó. Dù là Cơ Xuyên Hải, Cơ Trấn Hùng hay là mấy thành viên dòng chính đi theo khi nghe thấy vậy thì tim đều đập thình thịch. Họ bỗng nhiên hiểu ra, sự tồn tại của dòng họ đối với Cơ Hương Ngưng mà nói thì không phải là không thể thiếu. Cô gái này rất có năng lực, cô ấy đã đưa một chi nhánh tiến lên đứng đầu cả dòng họ mà chi nhánh thứ hai cũng đang dần tiến đến vị trí đó người có bản lĩnh như thế thì có vô số công ty sẵn sàng bỏ số tiền lớn để mời cô ấy về làm ở lại dòng họ cô ấy có thể đạt được lợi ích gì đứng hạng ba thì chẳng qua là một năm được chia mấy triệu tiền lãi nhiều hơn thì cũng không thể quá chục triệu nhưng nếu cô ấy ở bên ngoài thì có thể nhẹ nhàng đút túi chục triệu tiền lương điều quan trọng nhất là cơ hương ngừng đã kéo hoác khải lên rồi mọi người đều biết chi nhánh được như ngày hôm nay, hơn nửa phần công sức là của Hoắc Khải. Là một người trẻ tuổi đưa ra rất nhiều ý tưởng, cải cách công ty giúp cho các nghiệp vụ được tiến hành trôi chảy. Bây giờ Cơ Hương ngưng nói muốn đi đến công ty của Hoắc Khải, cô ấy đi rồi, Hoắc Khải còn ở lại sao? Rõ ràng là anh cũng sẽ không ở lại. Rất nhiều người của nhà họ Cơ đang đoán giả đoán non, hai người này có gì đó mờ ám, nếu không, một người trẻ tuổi tài giỏi như thế, sao lại hết lòng vì nhà họ Cơ? Nếu hai người này đều đi rồi thì chi nhánh còn lại cái gì? Trong những người đang làm ở chi nhánh, không ai có đủ tự tin giữ vững vị thế của chi nhánh. Họ hiểu rõ vị trí mình là những kẻ đến để vơ vét tiền của. Còn về việc quản lý thì đó không phải là sở trường của họ. Hơn nữa, bây giờ người trong công ty đều rất tin phục Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải, thậm chí uy danh của hai người họ còn cao hơn cả thành viên hội đồng quản trị. Đặc biệt là trưởng phòng kinh doanh, phòng tuyên truyền Phòng sau bán hàng đều là cấp dưới trung thành của Cơ Hương Ngưng. Hơn nữa, những người đó đều không phải là con cháu nhà họ Cơ, ngộ nhớ bọn họ nóng đầu lên, đi theo Cơ Hương Ngưng thì không phải chi nhánh sẽ trở thành cái vỏ rỗng hay sao? Nghĩ đến đây, Cơ Xuyên Hải liền cười lên ha ha, nói: "Hương Ngưng à, con bé này đều là người một nhà, hà tất phải nói như thế, có gì thì cứ từ từ bàn bạc." "Đúng đúng đúng, có gì thì cứ bàn bạc đã, sao nóng thế?" một đám người lập tức đổi giọng, cảnh tượng này khiến cơ hương ngưng phải bật cười kinh bỉ. Vẻ chế giễu của cô rất rõ ràng, mọi người đều có thể nhìn ra nên tự nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể kìm nén. Cả cơ chấn hùng, vào giờ phút này cũng không còn đường lui nên nói, hương ngưng à, tôi biết cô tức giận nhưng quy tắc của dòng họ. Tôi nói rồi, đừng nói đến quy tắc, hoặc là tăng hạng cho tôi, hoặc là tôi đi. Tôi cũng nói luôn cho các ông biết, tôi đã sớm không muốn làm trâu làm ngựa cho cái nhà này rồi. Nếu các ông đồng ý để tôi đi thì tôi sẽ không cần phần tiền lãi năm nay nữa, như vậy các ông cũng có thêm một khoản, đúng không cơ hương ngưng nói. Cơ chấn hùng cười khan một tiếng, vỏn vẹn mấy triệu tệ sao mà so được với công ty có lợi nhuận hơn trăm triệu một năm chứ. Ông ta nhìn những người khác, sau đó nói thế này đi. Chúng tôi phải bàn bạc một chút, trước tiên cô xử lý chuyện này đi, sau khi chúng tôi quyết định rồi thì vậy các ông cứ bình tĩnh mà cân nhắc, tôi muốn tự cho mình nghỉ phép vài ngày. Đến khi các ông suy xét xong rồi thì nói với tôi, hoặc các ông có thể nhân lúc hệ thống kinh doanh còn chưa sập, nhanh chóng tìm một người giải quyết chuyện này, cơ hương ngưng nói. Mọi người nghe xong câu này thì bất giác nhìn sang Hoắc Khải. Nhà cung cấp đều do Hoắc Khải tìm, những người khác không quen biết. Nếu nói ngoài cơ hương ngưng ra thì người có thể giải quyết chuyện này chính là Hoắc Khải. Hoắc Khải nhướng mày, nói tôi cũng cảm thấy rất mệt, cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tổng giám đốc cơ muốn đi đâu nghỉ dưỡng thì tôi có thể đi cùng. Lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều tỏ ra vẻ mặt u ám. Hai người họ rõ ràng là có điều gì đó mở ám. Nếu là trước đây thì chắc chắn họ sẽ phát điên lên nhưng bây giờ không ai dám làm thế. Lợi nhuận của chi nhánh thực sự quá cao, cộng hai chi nhánh với nhau thì đã gần bằng tổng lợi nhuận của những chi nhánh còn lại vì một phút nóng giận mà từ bỏ lợi nhuận cao chót vót thì chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy. Họ hoàn toàn không ý thức được rằng, từ giây phút cơ hương ngừng giữ quyền điều hành công ty thì họ đã xa vào bẫy của Hoác Khải. Lợi nhuận của chi nhánh thật sự rất cao, vô cùng hấp dẫn, mà càng hấp dẫn thì những người bước vào càng khó thoát ra. Họ đã bị trói chặt lên chiếc thuyền này. Một khi chiếc thuyền này có nguy cơ bị lật đổ thì chỉ có thể lựa chọn cam chịu, cầu nguyện cho bão tố đừng nhấn chìm họ. Lúc đầu, Hoắc Khải đã bảo cơ hương ngưng chủ động từ bỏ chi nhánh, một phần là để lôi kéo đồng minh, còn phần khác là để chuẩn bị cho tình huống ngày hôm nay. Chỉ có cách trước tiên đưa cho họ mật ngọt không thể chối từ thì khi gặp nguy hiểm mới có thể lợi dụng nó để tìm lối thoát. Như bây giờ, cái cây trồng từ lúc đầu đã ra hoa, kết quả và đến lúc được thu hoạch rồi. Phó Tổng Giám Đốc Lý, giúp tôi đặt một vé đi biển, chỉ cần không phải ở trong nước thì đi đâu cũng được, càng xa càng tốt tốt nhất là đến chỗ không có tín hiệu điện thoại, cơ hương ngưng nói. Hoác Khải ừ một tiếng, nói, nơi không có sóng thì chỉ có ra đảo hoang, nếu vậy thì không an toàn lắm. Nếu Tổng Giám Đốc cơ muốn đi đến nơi xa một chút thì có rất nhiều bãi biển mà thời gian cả đi cả về cũng phải mất một hai tuần. Được rồi, anh đặt vé đi, cơ hương ngưng gật đầu nói. Hai người bên sướng bên họa, ai cũng biết rõ là họ đang cố ý tạo áp lực nhưng không ai nói được gì. Ông không đồng ý, nhớ hai người họ thật sự đạp cửa mà đi thì làm thế nào? Họ đi rồi thì ai chịu trách nhiệm? Ngộ nhớ hai chi nhánh có lợi nhuận hàng năm cao kinh người kia đều phá sản thì bất kỳ ai ở nhà họ cơ đều không còn cách nào đứng vững. Kể cả cơ chấn hùng, cũng không ngồi yên, nếu không hôm nay ông ta cũng chẳng đích thân đến đây. Mà vài người của dòng chính đang nắm giữ quyền điều hành của chi nhánh thì trong lòng hoảng loạn, vội vàng nói với cơ chấn hùng, chủ tịch, tôi thấy việc đang gấp thì nên xử lý nhanh. Bây giờ, dòng họ đang trong thời kỳ nguy hiểm. Nếu thật sự là hương ngưng có thể giải quyết thì cho cô ấy tăng lên hạng 2 cũng hợp tình hợp lý. Dù sao thì cả dòng họ, đừng nói là hạng 2, mà kể cả hạng nhất thì cũng có ai giải quyết được phiền phức lần này. Đúng rồi. Có công lớn như thế để đổi lấy hạng 2 thì cũng rất xứng đáng. Tôi tán thành. Tôi cũng tán thành, ai muốn phản đối thì bảo người đó đến gặp tôi. Thấy mấy người nhất loạt giơ tay, cơ chấn hùng tỏ ra do dự, không biết quyết định thế nào. Dù sao việc làm này cũng là trái quy tắc mà dòng họ đã lập ra từ lâu. Nếu xử lý không tốt thì sau này sẽ gặp phiền phức. Chương 430, thư bảo đảm. Thái độ của Cơ Hương ngưng rất quyết liệt, nếu họ không đưa ra quyết định ngay tại đây thì cô ấy sẽ đi luôn. Đến khi quay lại thì không chừng công ty đã phá sản rồi. Hiện tại công ty vẫn kiếm được nhiều tiền là do sự điều hành liên tục và thường xuyên nếu liên kết của quy trình bán hàng có vấn đề thì sẽ quy trình sẽ bị phá vỡ. Người không hiểu hệ thống này, muốn cứu vãn được nó thì cũng là chuyện vô cùng phức tạp. Chỉ riêng việc lên kế hoạch cho đủ nhân sự và chuỗi sản phẩm đã đau đầu lắm rồi. Nếu lúc đầu không phải do Hoác Khải giúp đỡ, chỉ dựa vào mình cơ hương ngưng thì có lẽ là đến giờ quy trình vẫn chưa chạy trôi chảy. Phải dựa vào sự hiểu biết hơn người của Hoác Khải mới có thể nhẹ nhàng làm được việc này, chứ nếu là người khác thì chắc không làm xong được. Tổng giám đốc cơ, vé máy bay hôm nay còn chuyến hơn 9 giờ tối, bây giờ thanh toán sao? Hoắc Khải hỏi, còn cố ý để màn hình thanh toán sáng lên để mọi người nhìn thấy. Thấy điểm đến là nơi cách đây hơn mấy ngàn cây em thì mí mắt của ai cũng giật giật, cơ xuyên hải vội vàng đi qua, tắt điện thoại của Hoắc Khải, nói cậu đừng vội, không phải là chủ tịch đang suy nghĩ sao, sẽ có kết quả ngay bây giờ. Những người khác cũng ồn ào nói với cơ chấn hùng, chủ tịch, tôi thấy chuyện này cứ như thế đi chưa nói sâu xa chỉ riêng những cống hiến của hương ngưng trong hai năm gần đây cho gia tộc cũng sớm nên tăng lên hạng hai rồi quy tắc là vật chết con người mới là vật sống người còn sống thì có chuyện gì mà không giải quyết được việc nào ra việc đấy tôi cảm thấy hương ngưng xứng đáng tuyệt đối với vị trí hạng hai chắc chắn không có ai phản đối chuyện này ông đừng do dự nữa vốn dĩ cơ chấn hùng vẫn còn suy xét xem có vấn đề gì hay không bây giờ lại bị một đám người lải nhải bên tai khiến ông ta vô cùng khó chịu lại thêm hoác khải rảnh rỗi không có việc gì ngồi bên kia trượt trượt màn hình điện thoại thỉnh thoảng lại hỏi có cần thanh toán không khiến cơ chấn hùng vừa tức vừa vội cuối cùng ông ta dứt khoát nói được rồi tất cả im miệng lại cho tôi làm nhảm mãi muốn biến chỗ này thành cái chợ sao ông ta vừa lên tiếng thì tất cả mọi người đều không hé môi nói lời nào cơ chấn hùng nhìn cơ hương ngưng nói, việc tăng lên hạng 2 là quy tắc của dòng họ. Cô muốn phá lệ thì phải có năng lực tương xứng. Tôi có thể đặt cách tăng hạng cho cô nhưng cô phải ký thư đảm bảo. Nếu không giải quyết được phiền phức lần này thì sau này sẽ không có tư cách tăng hạng. Hơn nữa, dù tốt hay xấu thì chỉ có thể ở lại nhà họ cơ. Cô dám ký thư bảo đảm thì tôi dám to gan tăng hạng ngay cho cô. Nếu chỉ có một mình cơ hương ngưng, nhất định cô ấy sẽ lưỡng lự, không chừng sẽ vì nội dung của thư đảm bảo mà từ bỏ khả năng tăng hạng nhưng bây giờ cơ hương ngưng không hề do dự một là cô ấy tin tưởng hoác khải có đủ năng lực giúp mình giải quyết chuyện này huống hồ chính anh đã nói muốn lợi dụng nguy hiểm biến thành cơ hội không có phương án đáng tin cậy thì sao có thể đưa ra đề nghị như thế hai là cơ hương ngưng cũng chán ghét nhà họ cơ như bây giờ cả dòng họ đều mục nát thối tha cô ấy muốn làm việc mà người khác không làm được thì phải liều một lần không vấn đề gì ông cứ chuẩn bị thư bảo đảm bây giờ tôi có thể ký luôn, cơ hương ngưng nói. Khi cô ấy nói lời này, thậm chí còn không nhìn hoắc khải một cái, tỏ ra tự tin vô cùng. Cơ chấn hùng nhìn chằm chằm cô ấy một lúc lâu, hoài nghi đằng sau khủng hoảng lần này, liệu có phải là trò quỷ của nhánh phụ để được tăng hạng hay không? Nói thật lòng, không chỉ ông ta nghi ngờ mà những người khác của nhà họ cơ cũng nghi ngờ như ông ta. Nhưng bây giờ, hoài nghi thì có tác dụng gì, vì ông có lo ngại hơn nữa thì cũng chỉ có thể đáp ứng điều kiện của cơ hương ngưng. Vẫn là câu nói đó, đã cùng đi lên chiếc thuyền này thì cho dù nó đi thế nào, đi về đâu thì cũng không ai xuống thuyền được nữa. Cơ chấn hùng chỉ có thể thầm an ủi mình, sau khi lấy đi chi nhánh thì việc tăng hạng được coi như là bồi thường dành cho cơ hương ngưng. Nói trắng ra, lợi nhuận một năm mà hạng hai nhận được cũng không quá chục triệu mà thôi, nhưng có thể giữ lại nhân tài như thế thì còn đáng giá hơn chục triệu nhiều. Bao nhiêu công ty hàng năm đều tốn mấy trăm triệu quảng cáo, không phải là để nâng doanh số bán hàng sao? Kết quả thế nào, chi phí quảng cáo luôn luôn cao hơn doanh số bán hàng thực tế, hàng năm lỗ vốn nhưng vẫn chỉ có thể chống chọi vì nếu không quảng cáo thì doanh số bán hàng lại càng thấp. Sau đó, cơ trấn hùng tự viết một bản thư bảo đảm, nội dung giống như những gì ông ta nói lúc trước. Cơ Hương ngừng cũng không có thêm yêu cầu gì ngoài yêu cầu sau nửa năm thì tăng lên hạng nhất. Bởi vì cô ấy biết trong một thời gian ngắn, cơ chấn Hùng chắc chắn sẽ không đồng ý. Một cuộc khủng hoảng tương đương với một cơ hội, muốn đạt được những đặc quyền khác thì chỉ có thể đợi lần khủng hoảng tiếp theo. Lúc này, cơ hương ngừng bỗng nhiên rất mong chờ vào lần khủng hoảng tiếp theo, cô ấy bắt đầu nhận ra bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, cô ấy luôn hy vọng công ty phát triển thuận lợi, không gặp phải phiền phức gì. Mà bây giờ, khi phiền phức tìm đến cửa thì cô ấy lại cảm thấy thích nó không, không phải cô ấy thay đổi mà là bị người khác dạy hư rồi. Cô ấy bất giác nước mắt về phía Hoắc Khải đang đứng một bên nói chuyện với cơ xuyên hải và những người khác. Trong lòng cơ hương ngưng nghiến răng nghiến lợi hận người đàn ông này. Từ một nhân vật nhỏ bé không đối phó nổi cơ xương minh trở thành ngôi sao mới, bây giờ có thể đối mặt trả giá với chủ tịch hội đồng quản trị của dòng họ, sự thay đổi lớn của cô ấy sáng rõ như ban ngày. Mọi người đều cho rằng, cô ấy và người đàn ông kia có mối quan hệ đặc biệt, nhưng chỉ có cô ấy tự hiểu rằng mối quan hệ của hai người vô cùng trong sáng nhưng sao trong lòng lại không vui cứ giữ mối quan hệ trong sáng không tốt sao tại sao lại cảm thấy có chút không cam lòng ký thư bảo đảm xong cơ trần hùng nói sau khi trở về tôi sẽ lập tức mở cuộc họp hội đồng quản trị tuyên bố thăng hạng trước cho cô nhưng cô cũng phải nhớ rằng đã dám bảo đảm với chúng tôi thì không được để lần khủng hoảng này làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty nếu không giải quyết được không giải quyết được thì cả đời này tôi làm trâu làm ngựa cho nhà họ cơ, không có nửa câu phàn nàn cơ hương ngưng nói. Tuy lời nói bị cắt ngang nhưng cơ chấn hùng cũng không tỏ ra không vui, ông ta ừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Những người khác của nhà họ cơ, từ người khá quen thuộc như cơ xuyên hải hay là những người thuộc dòng chính bị chi nhánh lôi kéo đều phấn khởi, nhiệt tình chào hỏi tạm biệt cơ hương ngưng và hoắc khải. Còn có một vài thành viên hội đồng quản trị không liên quan đến chi nhánh thì cười tươi nhìn Hoắc Khải rồi nói, "Tôi cảm thấy sau này có thể hẹn thời gian nói chuyện một buổi về chuyện đó." Hoắc Khải cũng rất khách sáo trả lời, "Các ông có thời gian thì lúc nào tôi cũng có thể trợ giúp." Mấy người cười khà khà rồi hài lòng rời đi. Đến khi văn phòng trống rỗng, Cơ Hương Ngưng mới nhìn Hoắc Khải, hỏi anh nói với họ cái gì mà khiến họ vui vẻ như thế. "Tôi nói có thể giúp họ tăng lợi nhuận của chi nhánh." hơn nữa không cần quyền điều hành hay chia lợi nhuận của họ, chỉ đơn thuần là trợ giúp thôi, Hoác Khải nói. Cơ hương ngưng nghe thấy thế thì xứ người, sau đó tỏ ra không hiểu hỏi tại sao anh phải làm như vậy. Không phải nói muốn làm theo phương pháp trước đây, mua lại từng chi nhánh sao, cho đến khi lôi kéo được nhiều người sao. Như thế thì tốc độ quá chậm, hơn nữa có kinh nghiệm lần đầu, sau này họ sẽ không dễ dàng dính bẫy như thế. Hoác Khải mỉm cười trả lời cô ấy, hơn nữa, chúng ta có nắm quyền điều hành hay không, thật ra cũng không quan trọng. Vì những chi nhánh kia không phải là mục tiêu của chúng ta, nên coi như cho bọn họ thì cũng không sao. Nhưng nếu có thể làm giảm đi sự cảnh giác trong lòng họ, cùng một vài hành động âm thầm sau lưng họ thì sẽ dần dần nắm quyền khống chế hệ thống kinh doanh trong tay. Cô cảm thấy quyền điều hành còn có ý nghĩ gì nữa không? Cơ hương ngưng sướng sờ, sau đó lại hiểu ngay, Hoắc Khải đang muốn thâu tóm quyền lực của những người này giống như chi nhánh bây giờ nói là thành viên cao cấp của dòng chính nắm quyền điều hành nhưng trên thực tế những nghiệp vụ cốt lõi đều do người của cơ hương ngưng nắm giữ cô ấy nói làm thế nào thì những người đó sẽ làm như vậy ông nắm quyền điều hành thì người ta cũng không nhất thiết phải nghe lời ông hơn nữa một khi bị lợi nhuận cao làm mờ mắt thì nếu như sau đó ông phát hiện ra thì cũng bó tay chuyện này giống như hút thuốc nghiện ma túy rõ ràng biết cái gì mới tốt nhưng thân thể lại không từ chối nổi sự mê hoặc Bây giờ, cơ hương ngừng đã không còn kinh ngạc hay lo lắng về những việc này như lúc trước. Dựa vào thủ đoạn và dã tâm của Hoác Khải thì việc thâu tóm nhóm người này chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu anh không làm thì bản thân cô ấy cũng sẽ làm. Hơn nữa cách nghĩ của Hoác Khải bây giờ cũng có hiệu quả trực tiếp. Không cần quyền điều hành và chia lợi nhuận của ông sẽ khiến những người đó càng dễ xa bẫy. Thậm chí chủ động giao quyền lực của chi nhánh vào tay ông, chỉ cần thật sự giành được quyền khống chế thì quyền lực trên danh nghĩa có hay không cũng không quan trọng. Chuyện này anh tính thế nào thì làm như thế, tôi không can dự vào. Nhưng liên quan đến phiền toái của chi nhánh thì anh phải đề ra phương án giải quyết. Tôi đã làm theo lời anh, ký giấy bán thân rồi. Nếu anh không giải quyết được thì đời này của tôi coi như xong, Cơ Hương ngưng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 431, hợp tác. Đây có lẽ là một trò đùa. Thời đại này làm gì còn khế ước bán thân, nếu đã không muốn tuân theo thỏa thuận thì cứ rời đi. Nhà họ Cơ dù có quyền thế đến đâu cũng không dám giam cầm người khác trong xã hội pháp trị này. Giấy bảo đảm của Cơ trấn hùng là để hạn chế Cơ Hương Ngưng và cảnh cáo cô ấy đừng nghĩ đến việc được thăng hạng quá nhanh. Lần này bắt cô ấy ký giấy bảo đảm, lần sau biện pháp sẽ còn cứng rắn hơn. Hai bên đều có chủ kiến riêng, ai cũng đều cho rằng họ có đủ năng lực kiểm soát đối phương. Hoắc Khải cười nói, giải pháp cho việc này không khó, cứ giao việc này cho tôi, cô cứ tiếp tục làm tổng giám đốc phần mình là được. Tôi không cần tham gia sao, cơ hương ngưng hỏi. Lời này nghe như còn có ý tứ gì khác. Hoắc Khải nhìn cô ấy rồi nói, nếu như cô muốn tham gia thì dĩ nhiên có thể. Cơ hương ngưng nhìn anh, sau đó lắc đầu nói, tôi còn nhiều việc, cũng lời tham gia, anh xem làm sao được thì làm. Cuộc trò chuyện tưởng như không có gì đặc biệt, thật ra lại chứa nhiều ẩn ý. Cơ Hương Ngưng muốn biết liệu Hoắc Khải có để cho cô ấy tham gia vào chuyện này hay không. Bởi vì khi cô ấy biết cách giải quyết những rắc rối từ chính anh, thì cô ấy sẽ không dễ bị ảnh hưởng nếu còn gặp phải chuyện này trong tương lai. Hoắc Khải cũng biết ý của cô ấy nên không hề từ chối. Anh không muốn kiểm soát nhà họ Cơ bằng thủ đoạn, mà anh muốn kiểm soát bằng lòng người. Chỉ có cách khiến cho người khác tự giác đứng về phía của anh mới là cách tốt nhất, còn những thứ khác đều không quan trọng sau đó hoác khải rời khỏi văn phòng trong khi cơ hương ngưng ngồi vào bàn làm việc lại như đang ngẩn ngơ sau khi giải quyết xong chuyện này cô ấy sẽ được thăng hạng nhưng trong lòng cũng không mấy vui vẻ cơ hương ngưng luôn nghĩ đến mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình đó là được thăng hạng và cô ấy đã nỗ lực không ngừng để theo đuổi mục tiêu này nhưng khi cô ấy đã thật sự đạt được nó cô ấy mới nhận ra rằng những gì mà mình muốn không giống với những gì mà mình đã có sự mục nát của gia tộc khiến cho cô ấy căm ghét cái họ của mình, không màng đến việc kiếm tiền cũng như thay đổi mọi thứ. Giống như bây giờ cô chỉ muốn làm việc cho có, không quan trọng nó có lợi cho bản thân hay không. Hoắc Khải vừa quay về phòng làm việc của mình thì liền gửi đi mấy email. Email được gửi đến các nhà cung cấp, nội dung có khác nhau nhưng đều liên quan đến lợi ích cốt lõi của bên kia. Vì chuyện này là do nhà họ Hoắc gây ra, nên không khó để Hoắc Khải có thể giải quyết. Anh biết rất rõ Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần sẽ đe dọa nhà cung cấp như thế nào, giống như việc nếu từ bỏ sự hợp tác hiện tại thì nhà họ Hoác có thể cho các người nhiều lợi ích hơn thế, còn nếu như các người không chịu từ bỏ thì nhà họ Hoác sẽ khiến cho các người rất đài. Cũng như khi Miêu Nhất Khoa bị đe dọa, tất cả đều là chiêu bài quen thuộc. Nhà họ Hoác đúng là rất có thế lực, nên có rất ít nhà cung cấp trong nước dám không nghe lời họ. Nhưng Hoác Khải thì khác, anh vốn xuất thân từ nhà họ Hoác, bây giờ muốn đối phó với nhà họ Hoắc thì có rất nhiều cách. Cách mà anh dùng trong chuyện của Miêu Nhất Khoa chỉ là một ví dụ. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào lời nói thì rất khó để khiến cho người ta dao động. Hoắc Khải vốn muốn dùng email để hẹn trước, chỉ cần có thể gặp mặt, anh nhất định sẽ giải quyết xong chuyện. Một ngày sau, các email lần lượt nhận được phản hồi. Hầu như tất cả mọi người đều đồng ý gặp mặt. Hoắc Khải đã một mình đến gặp các nhà cung cấp này họ đều rất tò mò, vì trong email, Hoác Khải đã nói rằng nhà họ Hoác sẽ sụp đổ. Hoác Khải đã nói đến những xáo trộn gần đây trong nhà họ Hoác và những góc tối trong gia tộc này. Chỉ những điều này thì không đủ để chiếm được lòng tin, nhưng có tấm gương của Miêu Nhất Khoa, cộng thêm việc nhà họ Hoác đang có mâu thuẫn với Tập đoàn Thương mại Quốc tế Đường Thị do hôn ước bị hủy bỏ giữa hai bên, nên các nhà cung cấp cũng bắt đầu do dự. Quá trình hợp tác với nhà họ cơ luôn diễn ra rất suôn sẻ, giúp họ kiếm được không ít tiền. Công việc kinh doanh của gia tộc lâu đời này hiện đang tràn đầy sức sống, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Như vậy, lựa chọn tin tưởng ai, đây chính là chuyện quan trọng nhất. Trong đó, điểm mấu chốt chính là tiền và sức ảnh hưởng. Ảnh hưởng của nhà họ hoác rõ ràng mạnh hơn nhà họ cơ, đây chính là điều mà các nhà cung cấp lo lắng nhất. Hoác Khải lại đưa ra lý lẽ cho rằng nhà họ cơ sắp hợp tác với tập đoàn thương mại quốc tế đường thị. Điều này khiến các nhà cung cấp ngạc nhiên, Đường Thị là một doanh nghiệp siêu lớn đã nổi tiếng nhiều năm trong và ngoài nước, so với nhà họ Hoắc tuyệt đối không hề thấp hơn, nếu nhà họ Cơ thật sự hợp tác được với Đường Thị, như vậy bọn họ có thể quay trở lại yên tâm làm nhà cung cấp cho nhà họ Cơ cũng là điều dễ hiểu. Không thể động chạm nhà họ Hoắc, nhưng cũng không thể động chạm Đường Thị được. Miễn là nhà họ Cơ thật sự có thể hợp tác với Đường Thị, công ty chúng tôi sẽ nối lại việc cung cấp hàng hóa. Nhưng trước khi nhìn thấy kết quả thì chúng tôi rất lấy làm tiếc một nhà cung cấp lên tiếng. Đây cũng là mối quan tâm chung của tất cả mọi người, họ không thể bị lừa chỉ bởi những lời nói suông. Đó là một quy tắc trong kinh doanh, một khi còn chưa nhìn thấy mục tiêu rõ ràng thì vẫn phải luôn thận trọng. Hoắc Khải cũng không ép buộc, sau khi liên hệ với tất cả các nhà cung cấp, anh quay lại tìm Cơ Hương Ngưng và bảo cô ấy đến tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Đồng thời, anh gọi cho Miêu Nhất Khoa và nói với ông ta rằng anh cần được giúp đỡ. Chuyện anh cần ông ta giúp rất đơn giản, đó là trao cho anh một phần quyền phân phối sản phẩm của nhà máy điện tử. Phần quyền phân phối này sẽ do nhà họ Cơ tiếp quản, đảm bảo lợi nhuận hàng năm không thấp hơn nhà họ Hoắc. Và nhà họ Cơ sẽ sử dụng phần quyền phân phối này như một con bài thương lượng để hợp tác với Đường thị. Miêu Nhất Khoa chỉ mất 30 giây suy nghĩ trước khi gật đầu đồng ý quyền phân phối sản phẩm của nhà máy điện tử không chiếm tỷ trọng cao trong chiến lược hoạt động của toàn bộ công ty, nếu không thì khi nhà họ hóc hạ giá mạnh tay như vậy Miêu Nhất Khoa cũng sẽ không do dự có nên đồng ý hay không. Bây giờ Hoắc Khải đã lên tiếng, Miêu Nhất Khoa rất vui vẻ giúp đỡ anh, hơn nữa ông ta cũng rất khó chịu với nhà họ Hoắc. Nếu có thể khiến cho đường thì cùng hợp tác, ông ta sẽ có vũ khí để kiểm soát nhà họ Hoắc, vậy tại sao lại không đồng ý chứ? Hoắc Khải cũng nói như vậy, dùng đường thị làm vũ khí tấn công nhà họ hoắc để bọn họ không dám động đến những người về phe mình nữa vì vậy khi hoắc khải và cơ hương ngưng đến tập đoàn thương mại quốc tế đường thị miêu nhất khoa cũng đi theo với tư cách là chủ tịch của công ty ông ta phải đến đây để thể hiện sự tôn trọng đối với sự hợp tác lớn cùng đường thị không có gì ngạc nhiên khi hoắc khải có thể yêu cầu quyền phân phối với miêu nhất khoa nhưng thật bất ngờ khi anh có thể thiết lập mối quan hệ với tập đoàn thương mại quốc tế đường thị khi biết rằng hoác khải vô tình quen biết được cô con gái và ngọc của đường quốc diệu phản ứng đầu tiên của cơ hương ngưng không phải là vui vẻ mà là kinh ngạc và có chút thất vọng cô ấy đã luôn so sánh mình với ninh thần thân thế của cô ấy là điều khiến cô ấy mạnh mẽ hơn ninh thần nhưng giờ đây một cô gái có thân thế vượt trội hơn cô ấy gấp nhiều lần đã xuất hiện nhất là khi nhìn thấy đường trọng vi ở sân bay cơ hương ngưng càng cảm thấy khó chịu hơn đã có thể là vị hôn thê của Hoắc Khải ngay từ đầu, gương mặt và vóc dáng của Đường Trọng Vi đương nhiên không cần phải nói nhiều nữa. Mà khí chất của cô ấy cũng tuyệt đối không phải là thứ mà cơ hương ngưng có thể với tới. Cơ hương ngưng thuộc tuyết phụ nữ cứng rắn, giống như trưởng nữ phải gánh vác trách nhiệm với gia đình, còn đường trọng vi mới chính xác là một đại gia khuê tú. Mỗi một lời nói ra, mỗi một bước di chuyển đều mang khí chất của giới thượng lưu chỉ nhìn cô ấy thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ về bản thân mình anh lý tôi còn tưởng anh nói đùa đường trọng vi chạy đến rất vui vẻ khi nhìn thấy cơ hương ngưng cô ấy lại mỉm cười nói đây là chị cơ hương ngưng phải không đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi giống như nghệ sĩ vậy tôi thật sự ngưỡng mộ chị vừa xinh đẹp vừa biết làm ăn không như tôi chỉ biết dựa vào gia đình nhìn đường trọng vi đang lè lưỡi cơ hương ngưng thật sự không nỡ tiếp tục bất mãn với cô gái này chỉ thấy đáng tiếc cho cô ấy. Ai lại có thể không thích một cô gái dễ thương như vậy? Cơ hương ngưng liếc nhìn Hoác Khải, sau đó mỉm cười bắt tay đường Trọng Vi và nói, tôi không đẹp bằng cô, hơn nữa tôi thấy chủ tịch đường cũng không ngại để cô dựa dẫm vào gia đình. Hoặc là nói, có khi ông ấy còn mong cô dựa dẫm vào ông ấy cả đời. Đúng vậy, tôi muốn tự mình ra ngoài làm việc nhưng bố tôi lại không cho phép, thật khó chịu, đường Trọng Vi khịt mũi, sống mũi cao nhân lại, nói, hay là tôi sẽ làm việc cho chị nhé. Lương bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ cần cho tôi làm việc là được. Cơ hương ngưng cười nói, như vậy không được, lỡ đầu bố của cô lại đến đòi người thì tôi biết làm thế nào. Cười cười nói nói một hồi, bầu không khí dần chuyển từ xa lạ thành quen thuộc. Nhìn thấy hai người phụ nữ vừa nói vừa cười trong khi nắm tay nhau bước đi, Hoắc Khải cũng mỉm cười, tràn đầy năng lượng. Chương 432, lần gặp mặt đầu tiên trên đường từ sân bay về tới tập đoàn thương mại quốc tế đường thị dường như cơ hương ngưng và đường trọng vi đã rất quen thuộc với nhau chỉ vì đường trọng vi có tính cách giống như mèo con vậy rất hay đeo bám có thể chơi chung với bất kỳ ai mà cơ hương ngưng lại có chút không thoải mái lắm đặc biệt khi cô ấy đến tòa nhà văn phòng của đường thị cô ấy lập tức trở nên rất nghiêm túc ban đầu đường trọng vi muốn đưa mọi người đi ăn món gì đó ngon và nghỉ ngơi trước nhưng cơ hương ngưng nhất quyết bắt tay ngay vào công việc cô ấy không có nhiều thời gian. Mặc dù cơ chấn hùng không nêu rõ thời hạn giải quyết rắc rối, nhưng bộ phận truyền thông của công ty cũng không thể chống đỡ quá lâu. Đường Trọng Vi biết rằng công việc không mấy quan trọng đối với bản thân cô ấy, nhưng đối với người khác thì đó là ưu tiên hàng đầu, vì vậy cô ấy cũng không ý kiến thêm nữa. Ngay khi mọi người cùng bước vào trong thang máy, những người đi ngang qua sẽ chủ động chào hỏi đường Trọng Vi, sau đó mới tò mò nhìn về phía Hoác Khải và cơ hương ngưng nhưng ánh mắt này khiến cho cơ hương ngưng cảm thấy hơi lo lắng cô ấy chưa từng đến một công ty lớn như thế này bao giờ ngược lại hoác khải rất bình tĩnh từ đầu đến cuối đều mỉm cười không hề tỏ ra lo lắng ngay cả đường trọng vi cũng ngạc nhiên hỏi anh lý có phải anh rất thường bàn chuyện hợp tác với các công ty lớn không sao lại hỏi vậy hoác khải hỏi ngược lại đường trọng vi chỉ vào cơ hương ngưng người gần như không thể nở nụ cười nào và nói nhìn chị Hương Ngưng thì tôi luôn cảm thấy rằng chị ấy đang lo lắng đến mức sắp khóc rồi. Và thành thật mà nói, hầu hết những người đến công ty của chúng tôi đều giống như chị ấy, rất lo lắng. Ngay cả những người thường xuyên đến đây cũng rất nghiêm túc, họ không hề cười. Còn thái độ của anh thì giống như chỉ đang đi nghỉ mắt vậy. Đừng nói là đường trọng vi, ngay cả cơ hương ngưng cũng có suy nghĩ tương tự. Trong lòng cô ấy bây giờ tràn đầy nghi ngờ, cho dù anh chàng này có là đứa con hoang của nhà họ Lý đi chăng nữa, thì khi nhà họ Lý cực thịnh tài sản cũng không vượt quá 100 tỷ, bây giờ thì đã rơi xuống mức hàng chục tỷ rồi. Còn tập đoàn thương mại quốc tế Đường thì có khối tài sản hàng trăm tỷ, là một trong những doanh nghiệp siêu lớn hàng đầu. Một đứa con hoang của nhà họ Lý, cho dù có giỏi giang đến đâu thì khi đến một nơi như vậy cũng nên rụt rè một chút mới đúng. Nhưng thái độ của Hắc Khải lại hoàn toàn khác với những gì mà cô ấy tưởng tượng anh như chỉ đang bước vào khu vườn sau nhà ung um dung thoải mái hoác khải bật cười đối với anh tập đoàn thương mại quốc tế đường thị không có gì là ghê gớm trong mắt nhiều người thì đường thị quả thật rất khổng lồ và là một đỉnh cao để thử thách còn trong mắt của hoác khải đây chỉ là một công ty đối tác bình đẳng thậm chí anh còn chưa bao giờ coi đường thị là một thử thách vì anh chắc chắn có thể vượt qua đường thị nên ánh mắt của anh sẽ chỉ tập trung vào những đại gia nước ngoài có khối tài sản lên tới mức hàng ngàn tỷ. So với các công ty đó, tập đoàn thương mại quốc tế đường thị vẫn còn kém xa. Hơn nữa, mối quan hệ giữa đường Trọng Vi và Hoác Khải cũng phần nào khiến cho Hoác Khải không quá nể năng công ty này. Nếu tai nạn đó không xảy ra, nếu hai người họ thật sự kết hôn, thì chưa chắc Hoác Khải đã không được tiếp quản đường thị trong tương lai. Tệ lắm thì anh cũng có thể nhận được một chức vụ trong hội đồng quản trị. Hơn nữa, đường thị còn rất hoan nghênh ngôi sao hy vọng của nhà họ hoác đến đảm nhiệm một số vị trí quan trọng, đồng thời dùng tài năng kinh doanh siêu phàm của mình để giúp công ty ngày càng phát triển. Bây giờ hoác khải sống lại bên trong cơ thể của Lý Phong, mặc dù nhiều thứ đã thay đổi, nhưng trái tim anh thì không thay đổi. Ngay cả khi tài sản hiện tại của anh thậm chí còn không thể đuổi kịp nhà họ cơ, thì một hoác khải luôn quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp sẽ chỉ có tham vọng lớn hơn trước. Hợp tác là vấn đề đôi bên cùng có lợi thuận mua vừa bán, nên có gì đâu mà hồi hộp. Giống như người bình thường đi mua iPhone, chẳng lẽ vì tài sản của các nhà sản xuất điện thoại vượt hàng ngàn tỷ USD nên họ phải lo lắng hay sao, Hoác Khải nói. Chuyện đó giống chuyện này hay sao, đường trọng vi thắc mắc. Tất nhiên là giống nhau, Hoác Khải khẳng định. Cơ hương ngưng đứng một bên mỉm cười, đường trọng vi không hiểu về kinh doanh, về mặt này, Hoác Khải có thể dễ dàng chiêu chọc cô ấy nhìn thấy cô gái trẻ xinh đẹp này đang ngẩn người, cơ hương ngưng cảm thấy rất buồn cười. Đồng thời cô ấy cũng tỏ ra khó hiểu trước quyết định của ngôi sao hy vọng nhà họ hoác. Một người phụ nữ có xuất thân từ đường thị, lại không có quá nhiều mưu mô, chẳng lẽ còn không phù hợp với yêu cầu của anh ta hay sao? Tại sao ngôi sao hy vọng của nhà họ hoác lại muốn hủy bỏ hôn ước với đường trọng vi và định kết hôn với con gái của nhà họ đinh? So với đường trọng vi, Cô con gái nhà họ Đinh đó rõ ràng là kém xa. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà Cơ Hương ngưng nên để tâm vào lúc này, ngay sau đó cô ấy đã điều chỉnh lại suy nghĩ của mình và bắt đầu tính toán về những gì có thể xảy ra sau đó. Thang máy lên đến tầng văn phòng, tuy Đường Trọng Vi không tham gia vào việc của công ty, nhưng nơi này đối với cô ấy cũng không khác gì nhà mình. Cô ấy quen đường đưa hai người đến văn phòng chủ tịch. Ở mức độ hợp tác như thế này, thường thì đường thị chỉ cần cử một phó giám đốc, thậm chí một người ở cấp trưởng phòng đến bàn bạc là đủ, chủ tịch hội đồng quản trị làm gì cần phải đích thân ra mặt. Nhưng đường trọng vi cho rằng bọn họ là bạn bè, đã là bạn bè của cô ấy thì cũng nên gặp mặt bố của cô ấy. Ba người đi đến bên ngoài văn phòng chủ tịch, thư ký lập tức đứng dậy nghênh đón, nói, xin chào cô đường, chủ tịch đang nói chuyện với mấy vị giám đốc bên trong. Không sao, đợi đến khi họ nói xong rồi thì chúng tôi mới vào nhân tiện, hai người này là bạn của tôi, họ muốn thảo luận về việc hợp tác với công ty, đường Trọng Vi nói. Là người đại diện của nhà họ cơ, tổng giám đốc cơ hương ngưng và phó tổng giám đốc Lý Phong phải không? Mời hai vị ngồi nghỉ ở đây, hai vị dùng trà hay cà phê, thư ký lịch sự hỏi. Đại diện cho nhà họ cơ, nếu như cơ chấn hùng đích thân đến thì còn có thể coi trọng một chút, chứ người đại diện như thế này cũng không đáng để thư ký chủ tịch đối đãi như vậy chẳng qua là do đường trọng vi giới thiệu hai người này là bạn của cô ấy nên thư ký cũng phải nhìn mặt chủ mà đối đãi lịch sự không cần khách sáo nước lọc là được rồi hoác khải nói anh biết rằng lúc này cơ hương ngưng đang ở trong trạng thái không nói được gì nên anh đã tự mình quyết định cơ hương ngưng nhướng mắt nhìn anh nhưng cũng không phản đối cả ba ngồi trong phòng thư ký ở cửa khoảng nửa giờ sau cánh cửa văn phòng chủ tịch mở ra vài người đàn ông và phụ nữ bước ra khỏi đó Tôi sẽ thông báo với chủ tịch, xin hãy đợi một chút, thư ký nói rồi bước vào văn phòng. Khi thư ký bước ra lần nữa, thư ký đứng ở cửa và làm động tác mời vào. Đi thôi, Đường Trọng Vi nói. Theo sau Đường Trọng Vi, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải bước vào văn phòng chủ tịch. Phòng làm việc này chiếm diện tích khá lớn, có lẽ toàn bộ diện tích văn phòng của nhiều công ty nhỏ cũng không rộng bằng cái phòng làm việc này. Diện tích 3400 mét vuông được ngăn ra thành các phòng nhỏ hơn. Ngoài bộ bàn ghế lớn ngồi làm việc cùng bộ sofa để tiếp khách, thì các phòng nhỏ đều có công dụng khác nhau. Có phòng dùng để thư giãn gân cốt, phòng dùng để nghỉ ngơi và phòng dùng cho các cuộc gặp riêng với những vị khách quan trọng. Bố à, con đã dẫn người đến đây rồi, sao bố lại không chào đón con, đường trọng vi bắt đầu làm nũng ngay khi vừa bước vào phòng. Đường quốc diệu ngồi ở sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn cô ấy cười nói, nhóc con này, cứ cách hai ngày là lại chạy tới đây, hôm nay không đi khiêu vũ sao? Khiêu vũ thì có gì vui, tới đây vui hơn, đường trọng vi nói. Được, vậy để bố sắp xếp cho con một chức vụ ở đây, để con sau này có dịp tới đây vui chơi nhiều hơn, đường quốc diệu nói đùa. Đường trọng vi cười hì hì, cũng không nói đến vấn đề này nữa. Cô ấy quay sang hai người kia giới thiệu, bọn họ là bạn của con. Đây là chị Cơ Hương Ngưng và anh Lý Phong, chính là những người mà con đã nói với bố lúc trước. Bố biết rồi, mời ngồi, Đường Quốc Diệu nói. Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng bước tới ngồi xuống trước mặt ông ấy, Đường Quốc Diệu liếc nhìn Cơ Hương Ngưng, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô ấy thì liền cười nói, cô cơ, đừng căng thẳng. Tôi và ông Cơ Trấn Hùng, chủ tịch công ty nhà họ Cơ đã từng gặp nhau, nên về phương diện hợp tác cũng có thể dễ dàng thảo luận. Cảm ơn, cảm ơn chủ tịch Đường, Cơ Hương Ngưng nuốt nước bọt nói lần đầu tiên được nói chuyện với một nhân vật lớn có khối tài sản lên đến hơn trăm tỷ như vậy hiện tại cô ấy đang cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng cô ấy thậm chí còn không thể nhớ ra được một từ nào mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây đường quốc diệu cũng không nói nhiều với cơ hương ngưng theo ý của ông ấy việc hợp tác với nhà họ cơ là việc không quá quan trọng ngược lại chàng trai tên lý phong này lại khiến cho ông ấy chú ý nhiều hơn cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt chẳng qua là do con gái của ông ấy đã nhiều lần nhắc đến chàng trai này. chương 433, chàng trai này thật không tồi. Việc hủy bỏ hôn ước với nhà họ Hoắc không phải là việc quá hệ trọng đối với đường quốc diệu. Nhà họ Hoắc quả thật rất có thế lực, nhưng tập đoàn thương mại quốc tế đường thì cũng không hề kém cạnh. Hôn ước đó ban đầu lập ra cũng chỉ vì đường trọng vi yêu thích Hoắc Khải. Nếu không thì đường quốc diệu đã không đồng ý nếu như nó chỉ dựa trên quan hệ lợi ích. Tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị của ông ấy còn chưa mục nát tới mức cần phải bán hạnh phúc của con gái để duy trì, càng không cần dùng đến hạnh phúc cả đời của con gái để thương lượng. Vì vậy, việc hủy bỏ hôn ước này ngược lại còn khiến cho Đường Quốc Diệu cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì ngay cả khi ông ấy không hề nghĩ như vậy, thì vẫn sẽ có nhiều người cho rằng hôn ước giữa con gái của Đường Thị và cậu chủ của nhà họ Hó Hoắc là một hôn ước vì lợi nhuận. Tất nhiên, Đường Quốc Diệu cũng có phần tiếc về sự việc này. Bởi vì Hoắc Khải là người tốt nhất trong số những người mà ông ấy từng gặp, sợ rằng ngay cả bản thân của ông ấy cũng không thể so sánh được. Nếu có được một người con rể như vậy, thì mấy chục năm sau ông ấy cũng không cần phải lo lắng điều gì nữa. Nào giống như bây giờ, ông ấy chỉ có một đứa con gái duy nhất mà cô ấy lại không quan tâm đến việc kinh doanh. Đường Quốc Diệu đang đau đầu về việc ai sẽ là người đảm nhận vị trí của ông ấy trong tương lai đây. Ông ấy biết rất rõ rằng không một ai hay một gia tộc nào có thể tồn tại mãi mãi. Trong suốt nhiều thời đại, ngay cả vua chúa cũng không thể làm được điều này, chứ đừng nói đến một doanh nhân. Cuộc sống này của ông ấy đã đạt đến đỉnh cao đủ rồi, hiện tại ông ấy chỉ muốn bảo vệ con gái mình, sau đó chuyển giao quyền lực của công ty để có thể yên tâm an hưởng tuổi già. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu xuất hiện một người vừa có thể bảo vệ con gái của ông ấy vừa có thể giúp ông ấy kế thừa và phát triển đường thị thì đường quốc diệu sẽ càng vui hơn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là người đó phải ở rể, luôn lấy nhà họ Đường làm trọng. Vốn không hề trọng nam khinh nữ nên đường quốc diệu cũng không muốn đem con gái cùng tất cả mọi thứ giao lại cho người khác. Con gái của ông ấy bây giờ hiếm khi nhắc đến Hoắc Khải, thỉnh thoảng nhắc đến cũng chỉ để thể hiện sự oán giận ngập tràn. Chính xác mà nói, cô ấy có thể vẫn còn muốn gặp Hoắc Khải nhưng lý do lớn nhất chỉ là muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhà họ hóc bên kia vẫn một mực không có động tính gì, ngay cả đường quốc diệu cũng không biết, bọn họ đột nhiên hủy bỏ hôn ước, rốt cuộc là do hóc khải đã thay lòng, hay là do có nỗi niềm khó nói. Tuy nhiên, dù sao thì hai bên cũng đã hủy bỏ hôn ước, nên ông ấy cũng không thể nào để cho con gái mình chịu thiệt mà lặp lại cái hôn ước đó lần hai. Vì thế, những chàng trai khác bắt đầu dần dần lọt vào tầm ngắm của đường quốc diệu. Xung quanh đúng là vẫn còn nhiều chàng trai trẻ tuổi xuất sắc, ông ấy cũng từng cân nhắc qua, nhưng ấn tượng của Hoắc Khải để lại trước đây đã quá sâu sắc, nên trong mắt của ông ấy vẫn chẳng nhìn thấy một ai có thể sánh kịp anh. Có thể là do gần đây Đường Trọng Vi đã nhắc đến chàng trai này quá nhiều lần, nên ngày hôm nay gặp mặt, tâm trí của Đường Quốc Diệu không đặt ở nhà họ Cơ còn con kia, mà ông ấy chỉ muốn xem thử chàng trai tên Lý Phong này có ưu tú như những gì mà con gái của ông ấy nói hay không. Về phần gia thế của người này, Đường Quốc Diệu cũng không quá câu nệ, chỉ biết người này là người nhà họ Lý ở Tây Bắc. Ông ấy cũng có biết đến nhà họ Lý, trong thời kỳ thịnh vượng đúng là cũng có tư cách cùng nhà họ Hoắc ganh đua. Tuy nhiên, những năm gần đây, phần lớn nhân tài kiệt xuất của họ Lý đều đã chết, kéo theo thế lực gia tộc suy giảm, biến gia tộc này trở thành gia tộc hạng 2, thậm chí là hạng 3. Mà nhà họ Lý có như thế nào thì Đường Quốc Diệu cũng không quan tâm lắm, bởi vì dù cho có mạnh đến đâu thì họ cũng không thể sánh bằng Đường thị. Giống như có người nhà giàu nào đó đã từng nói, tôi kết bạn không bao giờ quan tâm đến việc họ có tiền hay không, vì dù sao họ cũng không có nhiều tiền bằng tôi. Giới thượng lưu thật sự cũng thường cho rằng điều này rất đúng, mặc dù vẫn có rất ít người có suy nghĩ không coi trọng các cuộc hôn nhân thương mại như Đường Quốc Diệu. Cậu tên là Lý Phong, Đường Quốc Diệu hỏi. Hoắc Khải gật đầu, giơ tay ra nói, "Xin chào ông, lần đầu gặp mặt." Đường Quốc Diệu nhìn lướt qua tay anh mà không hề cử động. Chỉ nói, Vivi gần đây thường xuyên nhắc tới cậu. Nghe nói cậu đã cứu mạng con bé, trong lòng tôi luôn muốn nói lời cảm ơn cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết cậu muốn thứ gì, tôi đều có thể cho cậu. Hoác Khải không hề cảm thấy lúng túng vì đường quốc diệu không bắt tay anh. Anh thu tay mình lại một cách tự nhiên, mỉm cười nói tôi là bạn tốt của Vivi, nên cứu cô ấy là việc phải làm. Dù cho chúng tôi không phải là bạn đi trang nữa thì tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Về phần nói lời cảm ơn thì Vivi đã cảm ơn tôi rồi, không cần chủ tịch Đường phải nói lại. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể cùng tổng giám đốc cơ và người phụ trách của Đường thì tiến hành thảo luận về việc hợp tác. Hôm nay chúng tôi đến đây, ngoài việc đến hỏi thăm bố của Vivi theo lời mời của cô ấy, chúng tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn đó chính là thảo luận thành công việc hợp tác giữa hai công ty. Nghe những lời này, Đường Quốc Diệu gật đầu nhẹ. Ông ấy không bắt tay với Hoắc Khải không phải vì ông ấy quá kiêu ngạo hay coi thường người khác. Ông ấy cố tình làm điều này vì muốn xem Hoắc Khải sẽ làm gì trong tình huống bối rối đó. Cho đến hiện tại thì Hoắc Khải đã thể hiện rất tốt. Chàng trai này không tỏ ra xấu hổ khi ông ấy từ chối bắt tay, hơn nữa cũng không tỏ ra quá khẩn trương khi ông ấy nói lời cảm ơn. Điều khiến cho Đường Quốc Diệu cảm thấy thú vị hơn cả là chàng trai trẻ này tựa hồ như lại rất kiêu ngạo, nhưng thay vì tỏ ra khó chịu thì chàng trai trẻ chỉ âm thầm đáp lại câu nói, đến thăm hỏi bố của Vi theo lời mời của cô ấy, nghe qua thì có vẻ như chỉ là một câu nói xã giao bình thường. Nhưng trên thực tế, đường quốc diệu đã nghe ra được ý tứ của đối phương chính là, chúng tôi không đến đây để hỏi thăm ông, chúng tôi đến chỉ vì chuyện hợp tác với đường thị. Nói một cách khó nghe hơn, thì câu nói đó còn có ý nghĩa là, nếu không phải vì sự hợp tác với đường thị, thì việc ông đường quốc diệu trông như thế nào có liên quan gì đến chúng tôi chứ? Thời gian là vàng bạc, vì vậy chúng tôi không có thời gian chỉ để đến thăm hỏi ông. Ngoại trừ Đường Quốc Diệu và Hóc Khải, hai người phụ nữ còn lại đều không nghe thấy được ẩn ý của cuộc trò chuyện này. Cơ Hương ngưng chắc có thể nhận ra một chút, nhưng địa vị của Đường Quốc Diệu quá cao nên cô ấy cũng không dám nói gì. Đường Trọng Vi lắc vai Đường Quốc Diệu than thở, "Bố, sao bố không bắt tay với anh Lý, bố thật không lịch sự chút nào. Bố như thế này làm con rất xấu hổ." "Được được được." nhìn con kia, không phải chỉ là một cái bắt tay thôi sao? Chưa chi đã vội vàng, đường quốc diệu vỗ nhẹ vào tay con gái mình, sau đó đưa tay về phía Hoắc Khải nói, rất hoan nghênh mọi người đã đến với tập đoàn thương mại quốc tế đường thị. Tôi sẽ sắp xếp một người đến để thảo luận về việc hợp tác, hy vọng chúng ta sẽ có một sự hợp tác vui vẻ. Tôi tin rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, Hoắc Khải đưa tay ra bắt tay ông ấy. Gò má đường trọng vi có hơi ửng đỏ, lời nói của đường quốc diệu có chút không rõ ràng người nói vô tình người nghe hữu ý khiến cho trái tim của cô ấy vô thức đập mạnh lén liếc nhìn hoác khải đường trọng vi nói mọi người đều phải đi bàn chuyện công việc vậy tôi sẽ đi tìm nhà hàng để lát nữa ăn cơm nhé bố bố có muốn đi cùng không đường quốc diệu cười nói mấy người trẻ tuổi ăn uống nói chuyện bố đi theo không thích hợp tình cờ tối nay bố cũng có hẹn rồi chờ lần sau có dịp lại nói đi đường trọng vi cũng không ép nếu như bố của cô ấy thật sự đi cùng, có khi cô ấy cũng không cảm thấy thoải mái. Sau đó, Hoác Khải và cơ hương ngưng đứng dậy chào tạm biệt, đường trọng vi định đi theo, nhưng đường quốc diệu lại gọi, họ sắp phải bàn chuyện công việc. Đi ăn giờ này thì còn sớm quá, bố nói chuyện với con một chút được không? Đường trọng vi không thể làm gì khác hơn là ở lại, đợi đến khi trong phòng làm việc trừ hai bố con cô ấy ra không còn có người khác, đường quốc diệu mới nhìn cô ấy, rồi cười nói cái cậu lý phong này không tệ đâu đường trọng vi giật mình sau đó hai gò má càng đỏ hơn hơi quay đầu lại không dám nhìn thẳng vào bố của mình giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều đương nhiên là anh ấy rất tốt rồi không phải con đã nói rồi sao anh lý rất tốt ngay cả giai minh cũng nói rằng anh ấy và hoác khải đường trọng vi bỗng khựng lại cô ấy có ấn tượng tốt về lý phong phần lớn lý do là vì người đàn ông này cực kỳ giống với vị hôn phu của cô ấy Đường Quốc Diệu cũng biết con gái mình luôn không vui vì chuyện này, nên ông ấy nói, thật ra, nếu như con chịu mở lòng một chút, con sẽ dễ dàng tìm thấy được người đàn ông xứng đáng với con và yêu con. Đường Trọng Vi định thần lại, nghe xong những lời này thì hai má đã đỏ ửng lên như quả gấc chín, bố, bố đang nói cái gì vậy? Bố chỉ mới thuyết phục con mở lòng ra một chút, sao con lại đỏ mặt vậy, bố cũng không nói là Lý Phong đó. Bố, đường trọng vi dậm chân, sau đó xoay người chạy ra ngoài không nói chuyện với bố nữa thấy ghét thấy con gái xấu hổ chạy ra khỏi phòng làm việc đường quốc diệu bật cười sau đó ấn nút gọi trên bàn gọi thư ký vào chủ tịch thư ký đi tới cúi đầu chào ông ấy kiểm tra xem lý phong này đã làm được những gì sau đó làm bản đánh giá năng lực toàn diện của cậu ấy cho tôi đường quốc diệu nói bản đánh giá năng lực được thực hiện hàng quý tại đường thị không chỉ dùng để đánh giá năng lực nhân viên nội bộ mà còn dùng để đánh giá các đối thủ bên ngoài. Chương 434, đây là uy hiếp sao? Qua một bản kê dài, quốc tế Đường thị đã có thêm hiểu biết về đối tượng cần tìm hiểu. Đó gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chính vì nghiêm túc tìm hiểu như vậy nên quốc tế Đường thị mới có thể phát triển đến bậc này. Thư ký gật đầu, lập tức đi điều tra. Nhiều nhất trong vòng 24 giờ thì sẽ đưa bản đánh giá năng lực tổng hợp cho ông ấy. Hiệu suất làm việc của thư ký luôn khiến Đường Quốc Diệu yên tâm. Ông ấy vẫy tay tỏ ý đối phương có thể đi ra, rồi hồi tưởng lại biểu hiện của Hoắc Khải, lộ ra nụ cười, đúng là một cậu thanh niên thú vị. Đường Quốc Diệu có ấn tượng khá tốt với Hoắc Khải, còn việc có cân nhắc để anh làm con rể hay không thì tạm thời chưa biết. Ít nhất thì khi đủ hiểu về anh rồi, ông ấy sẽ đi hỏi ý kiến của con gái sau suy nghĩ của đường trọng vi mới là quan trọng nhất đối với đường quốc diệu chỉ cần con gái thích thì ông ấy sẽ nhường còn nếu không thì dù tử thần có đến cũng không thể đem đường trọng vi đi được cùng lúc đó hoác khải và cơ hương ngừng đã đến văn phòng đàm phán đối ngoại của quốc tế đường thị đường trọng vi đã đánh tiếng trước nên lần này người đón tiếp bọn họ là giám đốc của phòng ban này người này có địa vị còn cao hơn cả địa vị xã hội của cơ chấn hùng khi đối mặt với cơ chấn hùng Cơ hương ngưng còn có thể tỏ ra mạnh mẽ, nhưng với người giám đốc tên Thạch Hưng Ninh này thì cô ấy lại bất an vô cùng. Là người phụ trách hợp tác đối ngoại của quốc tế đường thị, Thạch Hưng Ninh làm việc vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Ông ta luôn vỏ vẻ rất cẩn trọng với bất kỳ người nào và việc nào. Có lẽ vì quá cẩn trọng cho nên sẽ khiến người khác cảm thấy khó gần. Cũng may ngoài cơ hương ngưng ra thì còn hoác khải. Hoác khải thoải mái hơn cơ hương ngưng nhiều. Anh còn dám phản kháng lại lời của Đường Quốc Diệu chứ nói gì đến một giám đốc. Nếu là ngày xưa, người thế này còn chẳng dám tự ý ngẩng đầu trước mặt anh nữa là. Hai người cũng không phải người lạ, nên chúng ta nói thẳng nhé. Tôi đã xem qua lời mời hợp tác của hai người, nói thật, chúng tôi không có hứng thú lắm. Tin rằng hai người cũng biết quốc tế Đường thì có quyền lên tiếng khá nhiều ở phương diện này. Chúng tôi cũng đã lập một phòng nghiên cứu chuyên nghiệp tại nước ngoài chỉ cần có đủ thời gian thì hoàn toàn có thể tự nghiên cứu ra được chứ chẳng phải chỉ có được một phần quyền kinh doanh. Lời nói của Thạch Hưng Ninh vô cùng thẳng thắn, khiến cho mặt Cơ Hương ngưng tái mét, cả người run rẩy. Cô ấy nghĩ rất nhiều nhưng không ngờ rằng Quốc tế Đường Thị sẽ từ chối việc hợp tác ngay lúc đầu gặp mặt. Nghĩ cũng đúng, Quốc tế Đường Thị là ai cơ chứ? Người ta đều đứng đầu mọi lĩnh vực rồi, mặc dù nhà máy điện tử của Miêu Nhất Khoa cũng ghê đấy nhưng chỉ thuộc hàng thứ cấp mà thôi sao có thể đứng chung một tầng với quốc tế đường thị được. Muốn hợp tác thì cũng phải có sản phẩm ra gì mới được. Hy vọng trong lòng bị thiêu cháy khiến tâm trạng cơ hương ngưng nặng nề vô cùng. Không hợp tác được thì cũng chẳng sao, nhưng lúc cô ấy về nói lại với nhà họ cơ mới là phiền. Lúc này, Hoác Khải lên tiếng, tôi không tán thành lời của giám đốc Thạch cho lắm. Không thể phủ nhận phòng nghiên cứu của quốc tế đường thị có năng lực rất mạnh. Nhưng ai cũng biết nghiên cứu chỉ là chuyện dựa vào may mắn mà thôi. Nếu đủ may thì sẽ có đột phá, còn không thì tổn thất vô số tiền bạc. Trong các lĩnh vực tương tự dẫn đầu thế giới, chỉ có mấy công ty kỹ thuật cao cấp mới đạt được tiêu chuẩn như vậy. Nói một câu khó nghe thì với năng lực nghiên cứu hiện tại của Quốc tế Đường Thị, tôi cho rằng ít nhất trong vòng 3 năm nữa các ông cũng không thành công được. Cậu hiểu rất rõ về phòng nghiên cứu của chúng tôi sao?" Thạch Hưng Ninh hỏi ngược lại, giọng điệu mang theo sự bất mãn. Cơ hương ngưng nghe vậy thì cả người run rẩy, không biết tại sao Hoác Khải lại to gan như thế, dám nói bọn họ không làm được. Hoác Khải cũng chẳng vì thái độ của Thạch Hương Ninh mà sợ hãi, anh nói cũng có hiểu biết một chút, nhưng tôi lại hiểu về tình thế kỹ thuật hơn. Tôi đã biết quốc tế đường thị không thể nghiên cứu ra được những thứ này trong vòng 3 năm, thì sự hợp tác của chúng ta mới có ý nghĩa chứ. Quốc tế đường thị có thể dùng thời gian 3 năm này để đứng trên vai người khác, phóng tầm mắt ra xa hơn. 3 năm, đủ để khiến kỹ thuật phát triển đến mức nào, chắc giám đốc thạch cũng hiểu. Còn một lý do khác nữa, chính là nhà họ Hoác. Nhà họ Hoác, liên quan gì đến họ, Thạch Hưng Ninh hỏi. Nhà máy điện tử đã ký kết hợp tác với nhà họ Hoác, với giá thấp hơn thị trường 10%. Nếu nhà họ Hoác độc quyền trong thị trường này thì sẽ gây ra áp lực rất lớn với các bên cạnh tranh khác, bao gồm cả quốc tế đường thị. Nhưng nếu quốc tế đường thị cũng tham gia vào thì có thể khắc chế lại nhà họ Hoác bên ngoài cũng biết rõ ân oán của hai gia tộc. Tôi nghĩ, quý công ty chắc chắn sẽ vui vẻ khi thấy nhà họ hoắc không được thuận lợi, hoắc Khải trả lời. Vì vậy cậu đang dùng phép ly gián để thúc đẩy hợp tác à, Thạch Hưng Ninh trở nên lạnh lùng, hơn nữa cậu nói nhà họ hoắc đã ký kết hợp đồng với các cậu, vậy tôi có thể nói rằng hành vi này của cậu đang vi phạm hợp đồng không? Đang bán đứng đối tác của mình. Đến nhà họ hoắc cậu còn dám thì sao tôi có thể đảm bảo được sau này cậu sẽ không bán đứng tôi đây? Quốc tế đường thị chắc chắn sẽ không hợp tác với những người không thành thật. Cơ hương ngừng nắm chặt tay, hiện giờ cô ấy lại càng lo lắng hơn trước. Mỗi một câu Hoác Khải nói đều khiến cô ấy run thêm mấy lần. Hoác Khải nói càng nhiều thì càng khiến cơ hương ngưng hoảng hốt. Vì mỗi một câu anh nói đều đang đối chọi lại với Thạch Hưng Ninh. Lúc nói chuyện, anh hoàn toàn không coi quốc tế đường thị là một công ty cao cấp. Mà Thạch Hưng Ninh cũng vì anh mà không vui, bắt đầu nói những câu khó nghe. Nếu cứ thế này thì sao còn khả năng hợp tác nữa? Nhớ đến lúc bản thân ký vào tờ giấy bảo đảm kia, Cơ Hương ngưng thật sự rơi vào hoảng loạn. Đây không phải là bán đứng, mà là kiềm chế, Hoắc Khải nói, lúc nhà họ hoặc hợp tác với nhà máy điện tử thì đã ép giá xuống còn thấp hơn 40% so với thị trường. Cái giá này gần như chẳng đem đến lợi ích cho bất kỳ nhà máy nào hết. Nhưng bọn họ vẫn muốn có được quyền thay đổi hình mẫu tương đương với việc dùng chính nội dung hợp đồng để khiến nhà máy thua lỗ bất kỳ lúc nào. Loại hợp tác thế này, nói trắng ra chính là một kiểu khống chế đã được biến tướng. Nếu nhà máy điện tử không nghe lời bọn họ, bọn họ sẽ dùng cách thay đổi mẫu máy để chế tạo một lượng lớn tiền vốn ngoài danh sách. Nếu không đồng ý hợp tác, nhà họ hoác sẽ truyền lời ra và nói đây là một nhà máy không đạt tiêu chuẩn. Mặc dù cuối cùng nhà máy đã chặn lại áp lực của nhà họ hoác và đưa giá về lại giá gốc, nhưng chuyện này cũng khiến những người quản lý cấp cao nhận ra được rằng nhà họ Hoắc không phải một đối tượng hợp tác tốt. Thế nhưng đã ký hợp đồng rồi thì không thể hối hận. Bọn họ biết tôi là bạn tốt của đường Trọng Vi nên mới nhờ tôi và Tổng Giám Đốc Cơ Hương Ngưng đến đây đàm phán với quý công ty, hy vọng có thể phát triển được một hạng mục hợp tác. Hoắc Khải ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nói thẳng thì quốc tế đường thị là một cách để tôi kiềm chế nhà họ Hoắc. Có công ty các ông thì nhà họ Hoắc sẽ không dám làm gì đột ngột. Chỉ vậy thôi, dĩ nhiên, hợp tác là đôi bên cùng có lợi, có muốn tiết kiệm 3 năm thời gian và một lượng phí nghiên cứu lớn hay không thì quý công ty hoàn toàn có thể tự quyết định, chúng tôi không có quyền can thiệp. Hơn nữa, giám đốc Thạch cứ yên tâm là dù ông không đồng ý thì tôi cũng sẽ không đi tìm Đường Trọng Vi, dùng mối quan hệ cá nhân để làm gì đâu. Một công ty lớn thế này thì quan hệ cá nhân cũng không làm gì ảnh hưởng đến quyết sách được. Chúng tôi sẽ đi tìm một công ty khác cùng cấp bậc với quốc tế Đường thị mà thôi tôi tin rằng, có được kỹ thuật tiêu chuẩn thì sẽ không khó để tìm một bên hợp tác mới đâu. Ba năm sau, khi quốc tế đường thị đã đạt đến tiêu chuẩn này thì có lẽ sẽ phải nhớ lại xem ngày hôm nay đã bỏ qua những gì đấy. Cậu đang uy hiếp tôi, Thạch Hưng Ninh hỏi. Không, đây chỉ là một lời thật lòng mà thôi. Tôi có nói đúng hay không thì giám đốc Thạch ắt phải hiểu rõ hơn nhiều, Hoác Khải nói. Thạch Hưng Ninh nhìn anh mấy phút, không nói gì. Bầu không khí trong văn phòng trở nên rất trầm trọng. Bọn họ không nói thì cơ hương ngưng cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ bất an vô cùng. Một lúc sau, Thạch Hương Ninh đột ngột bật cười nói, chẳng trách cô chủ luôn nói với tôi rằng cậu là một người rất ưu tú, khuyên tôi nhất định phải hợp tác với cậu. Xem ra mặc dù cô chủ không thích làm ăn nhưng mắt nhìn người lại rất chuẩn đấy nhỉ. chương 435, cậu được đấy. Nụ cười của Thạch Hương Ninh khiến cơ hương ngưng sửng sốt, không hiểu tình hình gì đang xảy ra. Thạch Hương Ninh đứng dậy, chia tay ra với Hoác Khải và nói, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ, hơn nữa trong vòng một tuần, tôi sẽ sắp xếp thời gian đến nhà máy quan sát và kiểm tra. Nếu như tiêu chuẩn kỹ thuật ở đó thật sự có thể dẫn đầu thế giới như vậu nói thì tôi không ngại ký luôn hợp đồng tại chỗ đâu. Dĩ nhiên thì giá cả cũng phải thấp hơn 50% so với nhà họ Hoác. Các cậu muốn lấy quốc tế đường thị ra làm quân cờ thì cũng phải trả chút giá chứ. Hoác Khải không hề từ chối. Thạch Hưng Ninh nói rất rõ, quốc tế đường thì cần thể diện, vậy thì phải cho họ thể diện. Chỉ vì một chút tiền mà cứ cố chấp không buông thì cũng không phải lựa chọn hay. Hai bàn tay to lớn bắt lấy nhau rồi chia ra mỗi người một ngả. Mãi cho đến khi ra khỏi văn phòng, cơ hương ngưng vẫn còn ngơ ngác. Cô ấy không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là sao, thế là xong rồi hay là chưa? Lúc này, điện thoại hoác khải reo lên. Sau khi nghe điện, giọng của Miêu Nhất Khoa truyền ra, Phong à, Tôi đang ở dưới tòa nhà đường Thị rồi, hai người ở đâu? Chúng tôi sắp đến rồi đây, ông chờ dưới đó đi, Hoắc Khải trả lời. Đi thang máy xuống là thấy ngay Miêu Nhất Khoa đang đứng ở đó. Nhìn thấy Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng đi ra, Miêu Nhất Khoa vội vàng tiến lên. Ông ta nhìn Cơ Hương Ngưng trước và hỏi, đây là tổng giám đốc Cơ nhỉ? Xin chào, tôi là Cơ Hương Ngưng, ông là chủ tịch Miêu đúng không? Xin lỗi vì đón tiếp muộn, Cơ Hương Ngưng chủ động bắt tay với ông ta. Miêu Nhất Khoa khách sáo đáp lại rồi hỏi Hoắc Khải, tôi đến có muộn không? Hai người hẹn nhau chưa? Hôm nay nói luôn hay sao? Ông ta vừa nói xong khiến sắc mặt Cơ Hương ngưng trở nên hơi kỳ lạ. Hoắc Khải thì cười đáp, xong hết cả rồi. Miêu Nhất Khoa nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mới hồi thần lại, cậu bảo xong rồi là sao? Là vậy đó, xong rồi, Hoắc Khải trả lời. Ý là thành công rồi, Miêu Nhất Khoa không dám tin ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị còn chưa xuất hiện mà xong hết cả rồi. Thế ông ta vội vàng chạy từ xa đến đây làm cái gì chứ? Rảnh rỗi ngồi máy bay chơi cho vui à? Sau đó, Hoác Khải nói lại một lượt điều kiện của quốc tế đường thị và khi Miêu Nhất Khoa biết được chỉ cần nhà máy điện tử đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, giá cả thấp hơn nhà họ hóp một nửa thì quốc tế đường thị sẽ đồng ý, ánh mắt nhìn Hoác Khải của ông ta giống như nhìn một con quái vật vậy. Cậu đã làm thế nào vậy? Miêu Nhất Khoa kinh ngạc hỏi muốn làm đối tác của nhà họ hoắc thì rất khó vì nhà họ hoắc yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn cao nhưng tiêu chuẩn của quốc tế đường thị còn nghiêm khắc hơn của nhà họ hoắc nhiều nói chính xác là quốc tế đường thị có đa số dự án tập trung ở nước ngoài nên họ càng chú ý đến bối cảnh tài nguyên quốc tế hơn nếu công ty của anh có vốn đầu tư không ra gì không có kỹ thuật chuyển giao của nước ngoài thì rất khó để được bọn họ công nhận nói trắng ra thì trong mắt của quốc tế đường thị cứ hàng ngoại là tốt nhất có thể nói là bọn họ rất sùng bái hàng ngoại, cũng có thể nói bọn họ ở nước ngoài quá lâu cho nên đã không còn nhìn thấy tình thế phát triển vượt bậc trong nước nữa. Tóm lại thì làm được đối tác của nhà họ hoắc thì tức là chất lượng sản phẩm của anh rất đáng tin, còn làm được đối tác của quốc tế đường thị thì tức là anh phải đủ cao cấp. Nghe thì có vẻ không hơn nhau là bao, nhưng thực chất là cách xa nhau hàng ngàn cây số. Biết được câu trả lời chắc nịch của hoắc Khải, miêu nhất khoa hưng phấn vô cùng vì ông ta đã có được đơn đặt hàng của hai nhà cùng một lúc, vậy tức là sao? Tức là chất lượng của ông ta vừa tốt, lại vừa thời thượng. Nếu truyền tin tức này ra thì chẳng phải đơn hàng sẽ bay đầy trời hay sao? Vì vậy mà ông ta càng tò mò hơn, không biết Hoác Khải đã thuyết phục quốc tế đường thị như thế nào. Bởi nhà máy của ông ta không có huyết thống của nước ngoài. Hoác Khải chỉ cười và nói, lấy tình cảm làm đối phương cảm động, dùng chân lý để đối phương hiểu rõ giám đốc của quốc tế đường thị là một người thông suốt, nên sẽ không từ chối một cơ hội hợp tác tốt như thế đâu. Cơ hương ngưng đứng bên cạnh định nói gì đó nhưng lại không bật ra được, cuối cùng lại đành im lặng. Cái câu, lấy tình cảm làm đối phương cảm động, dùng chân lý để đối phương hiểu rõ, này dường như không thích hợp với hoắc khải cho lắm. Rõ ràng toàn bộ quá trình đều như đang uy hiếp người ta vậy. Thế mà quốc tế đường thị lại đồng ý chứ, đúng là không thể nào hiểu nổi. Phong này, cậu được đấy. Đến cả quốc tế đường thị mà cũng, chốt đơn, được thì đúng là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Miêu Nhất Khoa cười khà khà, vỗ vai hoác khải và nói tiếp, sao nào, đến làm với anh đi, cho cậu làm tổng giám đốc luôn được không? Mà kể cả làm phó chủ tịch thì cũng không phải là không được. Có lẽ Miêu Nhất Khoa đang đùa, mà cũng có thể là thật, nhưng thế nào thì hoác khải cũng đều không đồng ý. Anh chỉ cười đáp, giờ tôi đang là phó tổng giám đốc ở nhà họ cơ rồi, không thể kiêm hai chức được, hơn nữa tôi còn có sự nghiệp của riêng mình nữa, bận lắm. Miêu Nhất Khoa nhìn cơ hương ngưng, ông ta muốn nói nhà họ cơ thì có là gì, chỉ là một công ty gia đình với trị giá vài tỷ, chẳng đáng để Miêu Nhất Khoa coi trọng. Nhưng cơ hương ngưng lại có mối quan hệ khá tốt với Hoắc Khải, nên không thể nói những lời này trước mặt người ta được. Nhưng Miêu Nhất Khoa không nói không có nghĩa là cơ hương ngưng không hiểu. Hiện giờ cơ hương ngưng đột nhiên cảm thấy hơi tự ti, nhìn Miêu Nhất Khoa và Hoắc Khải cười cười nói nói, cô ấy cảm thấy nghẹn ứ. Hiện giờ Hoắc Khải toàn quen với những người có tài sản trên chục tỷ, thậm chí là cô con gái rượu của quốc tế đường thì cũng là bạn tốt của anh. Còn cô ấy thì sao, cũng chỉ là một tổng giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ cơ, thu nhập một năm dù có được chục triệu thì sao chứ, có sánh bằng người ta không? Nghĩ đến đây, cơ hương ngưng khẽ cúi đầu xuống, không phải vì nhụt chí mà vì cô ấy đang thầm quyết tâm, bất kể thế nào, Cô ấy cũng phải trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Cơ. Cho dù trở thành chủ tịch cũng không bằng những người này, nhưng ít nhất thì cũng sẽ gần với Hoắc Khải hơn một chút. Phải biết rằng hiện giờ tài sản cá nhân của Hoắc Khải cũng đã lên đến mấy chục triệu rồi. Còn nếu tính cả vốn mạo hiểm các thứ thì ít nhất cũng là 4, 500 triệu. Nói cách khác thì nếu xuất hiện một người chịu tiêu vốn mạo hiểm thì Hoắc Khải lập tức có thể biến đổi trở thành một triệu phú với tài sản trên 500 triệu so sánh với anh thì dùng tiền lương của cả hàng chục triệu năm cũng không bằng ba người đang nói chuyện thì đường trọng vi chạy đến thấy hoác khải đang đứng đó mắt cô ấy sáng lên rồi đi qua hỏi anh lý anh đến rồi sao hay là bàn việc xong rồi xong cả rồi hoác khải gật đầu nhiều nhất khoa nhìn đường trọng vi rồi lại nhìn cơ hương ngưng và đột nhiên cười rất kỳ lạ ông ta vỗ vai hoác khải và nói phong à cậu khá lắm ông ta nói không rõ ràng nhưng tất cả mọi người ở đó sao có thể không hiểu được ý của ông ta chứ, họ đâu có ngốc. Đường Trọng Vi và cơ hương ngưng đều đỏ hết cả mặt lên, nhưng lại không định giải thích. Bọn họ tự nhủ rằng, mực càng dây càng đen, người ta đã nói gì đâu mà phải vội. Mà bọn họ cũng bất giác lén nhìn đối phương, khi thấy khuôn mặt đỏ hồng của nhau thì trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Dáng vẻ lạ lùng của họ cũng được hoắc khải thấy hết nhưng anh lại chỉ nghĩ là bọn họ ngại vì lời của miêu nhất khoa bèn nói giới thiệu chút đây là đường trọng vi thiên kim của chủ tịch hội đồng quản trị quốc tế đường thị còn đây là miêu nhất khoa học trò của giáo sư triệu vĩnh an hóa ra là viên ngọc quý của quốc tế đường thị thất lễ quá khi biết đến thân phận của đường trọng vi miêu nhất khoa vội vàng đưa tay ra bắt tay với cô ấy vẻ mặt hơi lúng túng chưa biết người ta là ai mà đã nói linh tinh rồi đúng là không ra làm sao cũng may đường trọng vi không phải là người thù dai, mà cô ấy cũng chẳng phản cảm với sự hiểu lầm của Miêu Nhất Khoa, ngược lại còn thấy hơi hồi hộp. Đường trọng vi cố gắng kiềm chế sự kích động của mình lại và đáp, nếu anh Miêu đây cũng là người quen thì chúng ta đi ăn một bữa với nhau nhé, tôi đã đặt bàn xong rồi. Được ăn cơm với con gái yêu của chủ tịch quốc tế đường thị thì còn gì bằng, nhưng Miêu Nhất Khoa luôn cảm thấy hai cô gái trẻ này có ý gì đó với Hoắc Khải, bản thân xuất hiện lại giống cái bóng đèn quá, không được tự do cho lắm. Ngoài ra quốc tế đường thị còn nói sẽ đến thị sát nhà máy điện tử trong vòng một tuần, nên để đảm bảo cho việc hợp tác được thuận lợi, Miêu Nhất Khoa phải vội vàng quay về chỉnh lý lại nhà máy một phen. Phải thu dọn hết mấy thứ gai mắt kia, cho nhân viên lên tinh thần, chứ để quốc tế đường thị đến mà gặp một đám khùng điên thì chết. Đường Trọng Vi cũng không ép, cô ấy không thân quen gì với Miêu Nhất Khoa, cũng không có chung chủ để nói chuyện, chỉ khách sáo vài câu rồi thôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 436, tính toán. Sau khi Miêu Nhất Khoa rời đi, đường Trọng Vi gọi xe của công ty đến và đưa cả ba tới nhà hàng đã được đặt trước. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đường Quốc Diệu ngồi trên ghế, nhìn Thạch Hưng Ninh đang ngồi đối diện mình, hỏi ý anh là người này rất có năng lực. Đúng vậy, Thạch Hưng Ninh gật đầu đáp, tôi còn tưởng cậu ta sẽ dùng sự mâu thuẫn về hôn ước giữa quốc tế đường thị với nhà họ hoác để làm tiếp điểm, nhưng không ngờ cậu ta lại dám nói thẳng thắn như vậy. Trên đời này không có nhiều người dám đem quốc tế đường thị ra làm lá chắn, hơn nữa cậu ta cũng rất thông minh. Mọi lời nói đều vô cùng đúng trọng điểm, mà cho dù tôi không phải đang thăm dò, nhưng gặp câu trả lời như vậy thì cũng chỉ có một sự lựa chọn, nhưng người này cũng thù lâu lắm, còn biết uy hiếp người khác nữa. Đường Quốc Diệu nghe vậy thì bật cười nói, cái này anh nói đúng thật. Cậu ta đúng là một người thù dai, nhưng những người giúp được cậu ta thì lại không cần lo lắng về chuyện này. Vậy theo ý của anh thì chúng ta nên hợp tác với họ. Đúng vậy, hợp tác là lựa chọn tốt nhất, Thạch Hưng Ninh đáp lời, nếu nhà máy điện tử đó thật sự có tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến thì có thể tiết kiệm được mấy năm thời gian tại phòng thí nghiệm nước ngoài và tiền nghiên cứu nữa, vậy thì cứ tiến hành hợp tác thôi. Hơn nữa, nhà họ Hóc cũng đã đi trước, mặc dù chúng ta chưa làm gì với họ trong vụ hôn ước nhưng rất khó đảm bảo bọn họ cũng sẽ quân tử như vậy. Trong hạng mục kỹ thuật này, hai nhà chúng ta nhất định sẽ phải cạnh tranh với nhau. Vì vậy ai lạc hậu hơn kẻ đó sẽ thua. Về tình về lý, về công về tư thì tôi đều cho rằng cần phải hợp tác với nhà máy này. Dĩ nhiên, tiền đề là tiêu chuẩn kỹ thuật của bọn họ phải thật sự cao như trong giấy giới thiệu. Đường Quốc Diệu bảo Thạch Hưng Ninh bàn chuyện hợp tác với Hoắc Khải chính là để nghe xem người giám đốc làm việc luôn luôn đâu ra đấy này sẽ đánh giá cậu thanh niên kia thế nào. Xem ra Thạch Hưng Ninh cũng đánh giá Hoắc Khải khá cao một người thanh niên lão luyện, vững vàng, đã để lại một ấn tượng khá tốt cho đường quốc diệu. Còn về chuyện hợp tác, đường quốc diệu không nghĩ nhiều, ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ cần phụ trách phương hướng phát triển cho công ty là được. Còn những việc chi tiết khác thì cứ để cho những người giám đốc như Thạch Hưng Ninh. Nếu Thạch Hưng Ninh đã cho rằng cần phải hợp tác thì đường quốc diệu cũng không việc gì phải ngăn cản. Vậy anh tranh thủ thời gian đến nhà máy điện tử đó một chuyến, cố gắng làm cho xong việc tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhớ là trước khi chính thức ký hợp đồng thì cần phải bảo mật, phòng ngừa phiền toái, Đường Quốc Diệu nhắc nhở. Tôi biết mà, tôi sẽ đích thân đi, Thạch Hưng Ninh nói. Đường Quốc Diệu vẫy tay, ý bảo ông ta có thể rời đi. Nhìn bóng dáng của Thạch Hưng Ninh, sau khi đóng cửa phòng làm việc lại, Đường Quốc Diệu mới bật cười thành tiếng, cái thằng nhóc này đúng là cũng giỏi thật. Đến cả người luôn cẩn trọng như giám đốc Thạch mà cũng xử lý được. Đường Quốc Diệu đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, ông ấy hơi, hừ, một tiếng, nói, nhưng cậu mà dám làm gì con gái tôi thì tôi sẽ lột ra cậu. Hoác Khải không ở đây thì ông ấy cũng không thể chạy tới trước mặt anh nói lại câu này được, cũng không biết nói ra thì có ý nghĩa gì. Có lẽ chỉ vì ông ấy quá yêu thương con gái mình nên mới nói ra những câu này mà thôi. Ba người Hoác Khải đi đến nhà hàng thì cũng vừa tròn 11 giờ. Nhà hàng được đường trọng vi coi trọng thì đều là loại rất cao cấp chỉ chọn bừa một món cũng có giá mấy ngàn rồi. Nhưng so sánh với tòa nhà của công ty quốc tế đường thị thì loại nhà hàng cao cấp này lại khiến Cơ Hương ngưng tự tại hơn nhiều. Nói thế nào đi nữa, cô ấy cũng là một phú bà nhỏ với tiền lương một năm lên đến mấy triệu, lại còn là người nhà họ Cơ, nên sẽ không quá lúng túng khi đến nhà hàng kiểu này để ăn. Ba người đều không phải kiểu lãng phí, cũng không cần dựa vào việc ăn cơm để khoe khoang, nên mỗi người chọn món mình thích là xong quan trọng nhất vẫn là nói chuyện. Cơ Hương Ngưng có lẽ không phải là đối tượng nói chuyện hợp lý, vì cô ấy chỉ quan tâm nhiều đến làm việc và học tập, còn Đường Trọng Vi thì lại quen thuộc với các chủ đề như da rẻ, đồ ăn ngon hay du lịch gì đó hơn. Nói theo cách của Hót Khải thì hai người bọn họ, một là trời sinh phải lao động, một là sinh ra đã làm công chúa. Dù vậy nhưng hai người họ vẫn khá hợp nhau. Một người nói chuyện công việc, một người nói chuyện cuộc sống, đều khiến đối phương phải tròn mắt. Qua cách thức này, không khí ăn cơm cũng khá là hòa hợp. Cũng chẳng biết vì sao mà khi nói đến chuyện cơ hương ngưng và Hoác Khải quen nhau, biết được năm đó lúc còn là con hoang của nhà họ Lý thì Hoác Khải đi khắp nơi gây chuyện, suýt nữa bị cơ hương ngưng đập gạch tiến đi gặp Diêm Vương thì đường trọng vi tràn đầy kinh ngạc. Cô ấy nhìn Hoác Khải, hỏi anh là loại đàn ông như vậy sao? Lúc trước thì có thể, nhưng bây giờ thì không, Hoác Khải đáp lời. Anh không trốn tránh những sai lầm mà Lý Phong từng phạm phải trong quá khứ, cũng sẽ không biện hộ cho lịch sử đen tối đó. Chiếm lấy thân thể của đối phương giống như thu mua lại công ty của người khác vậy, đã lấy lợi nhuận rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Đường Trọng Vi nhìn Hoắc Khải, một lúc sau thì bật cười, nói: "Anh nói đúng, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, sau này là sau này, việc gì phải gộp lại làm một đâu." Lời nói này của Đường Trọng Vi cũng không khiến Hoắc Khải cảm thấy bất ngờ. Cô gái này luôn là vậy, sẽ không vì lỗi sai trong quá khứ của một người mà nhìn người đó bằng con mắt khác. Nhưng tính cách này của Đường Trọng Vi cũng không hẳn biến cô thành một người lương thiện đơn thuần. Cô ấy có thể chấp nhận lỗi sai của anh, vì nó không liên quan đến cô ấy, nhưng nếu bây giờ anh vẫn sai lầm thì cô ấy sẽ không chấp nhận. Là cô chủ của quốc tế Đường thị, dù thế nào thì cũng không thể làm bạn với một người luôn làm sai được như vậy không chỉ khiến bản thân mình mất mặt mà còn bôi cho chát chấu lên mặt bố cô ấy nữa. Mà cơ hương ngưng nhìn thấy biểu cảm của đường trọng vi thì trong lòng lại hơi lạc lõng. Cô ấy nhắc đến quá trình bản thân mình và Lý Phong quen nhau là có lý do cả. Cô ấy muốn mượn chuyện này để khiến ấn tượng của đường trọng vi về hoắc khải xấu đi một chút. Ai mà ngờ đường trọng vi lại chẳng quan tâm chuyện quá khứ, làm mọi tính toán của cô ấy đổ bể. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cơ hương ngưng cũng tự cảm thấy hổ thẹn. Người này tuy rằng lúc trước không tốt, nhưng hiện giờ cũng đã làm rất nhiều việc cho bản thân cô ấy rồi, không nên tính toán thiệt hơn gì với anh. Có lẽ là vì nhìn thấy sự thân thiết của đường trọng vi với Hoắc Khải nên cô ấy cảm thấy khó chịu. Chưa từng yêu không có nghĩa là không hiểu gì. Cơ hương ngưng biết rõ, cùng với sự trưởng thành của bản thân, cô ấy càng ỉ lại vào người đàn ông này hơn. Cô ấy không biết đây có phải tình yêu không, nhưng có thể khẳng định, bản thân có một tình cảm khác biệt với anh. Cơ hương ngưng khẽ thở dài, cô ấy biết, tất cả đều đã muộn. Từ lúc giao Lý Phong cho Ninh Thần, cô ấy đã muộn. Ninh Thần đã giúp cô ấy chịu áp lực suốt bao nhiêu năm, đến giờ Ninh Thần cũng nên là người thu hoạch. Chị Hương Ngưng, chị sao thế, sắc mặt chị khó coi quá, hay là do mệt, đường trọng vi thấy cơ Hương Ngưng khác thường, bèn thân thiết hỏi. Tôi không sao, Chắc dạo này nghỉ ngơi không tốt, cơ hương ngưng trả lời lấy lệ. Cùng lúc đó, có một nhóm người tiến vào nhà ăn. Nhân viên phục vụ dường như rất quen thuộc với đám người này, lập tức tiến lên chào hỏi, Anh Quách, chào buổi trưa, chúng tôi đã chuẩn bị xong chỗ ngồi mà anh đặt rồi ạ, à, xin hay đi theo tôi. Dẫn đầu là một người đàn ông rất nổi tiếng, có tài sản lên đến hàng triệu. Đi theo người này là một đám con nhà giàu. Người đàn ông tên Quách Sở Du này đã hình thành được một mạng lưới quan hệ cố định, Bọn họ bình thường rất ít khi giúp đỡ chuyện công ty nhà mình, cả ngày chỉ ăn với chơi, là kiểu con nhà giàu ăn chơi chắc táng. Đám người này tới đây cũng chỉ muốn ăn qua loa một chút, nhưng vừa đi vào đã có người nhìn thấy Đường Trọng Vi đang ngồi, bèn lập tức nhắc nhở anh Quách, kia chẳng phải cô chủ nhà họ Đường hay sao? Quách sở du quay ra nhìn, gật đầu, Đường Trọng Vi là con gái nhà giàu, có cấp bậc cao nhất trong cả vòng tròn quan hệ này, trong nước không có ai sánh được với cô ấy. Hơn nữa ban đầu cô ấy là vị hôn thê của ngôi sao hy vọng nhà họ hóc và là đối tượng để tất cả phụ nữ trong nước ngưỡng mộ. Hiện giờ nhà họ Họ với quốc tế Đường thị đã hủy bỏ hôn ước, không ít người đều cười cợt Đường Trọng Vi. Nhưng dù vậy, thân phận của Đường Trọng Vi vẫn rất cao, không một ai dám nói linh tinh trước mặt cô ấy. Chương 437, cô ấy không muốn đi. Không nói không có nghĩa là bọn họ đã chấp nhận chuyện này. Đường Trọng Vi vừa xinh đẹp vừa là người thừa kế chức vị chủ tịch hội đồng quản trị của quốc tế đường thị. Người theo đuổi cô ấy phải xếp ra tận nước ngoài. Nhưng trong lòng đường trọng vi chỉ có hoác khải, không hề có hứng thú với người đàn ông khác. Hầu hết cô ấy đều ngó lơ những người theo đuổi mình. Điều này cũng khiến bọn họ có sự oán hận với đường trọng vi. Nay cô ấy với tên giả mạo giải trừ hôn ước thì bọn họ lại vui vẻ cười nhạo. Ai bảo ban đầu cô dám ngó lơ chúng tôi, bây giờ thì bị người ta đá rồi đấy. Bọn họ đang muốn xem trò cười này đây, nên cái tên Quách Sở Du này nhìn thấy đường trọng vi liền cười khẩy một tiếng. Một người đi theo bên cạnh nói vào, anh Quách, người ta bị cậu chủ nhà họ hoác đá rồi, giờ cơ hội là của anh đó ạ. À? Quách Sở Du quay lại nhìn người đó, lạnh lùng nói, ý cậu là tôi chỉ có thể nhặt lại giày rách của người khác thôi à Cái tên đi theo đó sừng sốt, rồi mồ hôi rơi đầy đầu, vội vàng giải thích, anh Quách, em không có ý đó đâu ạ, à, anh đừng hiểu lầm. Quách sở du hừ một tiếng rồi mới nói, cái loại phụ nữ này á, à, người khác thì có thể thấy thích nhưng tôi thì không. Nhưng tôi thấy bên cạnh còn có một người đẹp, có thể qua làm quen chút. Người mà quách sở du nói đương nhiên là cơ hương ngưng. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy Hoác Khải đang ngồi đối diện với hai cô gái. Một tên khác lên tiếng, anh quách, còn một người đàn ông nữa, không biết là ở đâu ra kìa. Quan tâm quái gì, cũng không bằng được anh quách đâu, có người mắng. Quách sở du hừ một tiếng, dẫn người qua đó. Đến gần bàn ăn, gã ta lên tiếng, cô đường, không ngờ lại trùng hợp đến vậy, đã lâu không gặp. Đường trọng vi gặp quách sở du không ít lần, vì gã ta cũng theo đuổi cô ấy rất lâu rồi. Nhưng cái loại người không trung thủy, coi phụ nữ như món đồ chơi này thì đường trọng vi không bao giờ tôn trọng. Nhưng khi người ta chủ động đến chào hỏi, và vẫn chưa xảy ra xung đột lợi ích thì cô ấy không thể khiến mọi chuyện trở nên khó coi được đường trọng vi bèn đáp chào anh quách giọng nói bình thường của cô ấy không khiến quách sở du tức giận mà chỉ nhìn sang cơ hương ngưng và hoác khải và hỏi hai vị này là bọn họ là bạn của tôi chúng tôi chuẩn bị ăn bây giờ nếu không còn việc khác thì xin anh đừng làm phiền chúng tôi đường trọng vi nói với thân phận của cô ấy dĩ nhiên không cần kiêng rè loại người này muốn nói gì thì nói đừng nói là quách sở du cho dù bố của gã ta đến đây thì cũng chẳng dám làm gì đường trọng vi Mục tiêu của Quách Sở Du cũng không phải Đường Trọng Vi. Nhà họ Hoắc hủy bỏ hôn ước nhưng vẫn chưa phải kết quả cuối cùng. Ai cũng biết Đường Trọng Vi là con dâu nhà họ Hoắc đã chọn trước. Khi Hoắc Khải còn chưa kết hôn thật sự thì chẳng ai dám có tư tưởng gì với cô ấy. Cho nên lần này Quách Sở Du đến chủ yếu là vì muốn làm quen với Cơ Hương Ngưng. So với Đường Trọng Vi thì Cơ Hương Ngưng không kém hơn là bao, hơn nữa còn có một sự mạnh mẽ khác biệt người phụ nữ như vậy rất khơi gợi dục vọng chinh phục của đàn ông cơ hương ngưng không biết rõ về thân phận của quách sở du nhưng người giao lưu được với đường trọng vi thì thân phận hẳn cũng không tầm thường cô ấy bèn chủ động đứng dậy bắt tay với quách sở du chào anh tôi là cơ hương ngưng quách sở du bắt tay cô ấy híp mắt cười nói hóa ra là cô cơ không biết cô là thiên kim nhà nào nghe khẩu âm thì có vẻ không phải là người ở đây cô ấy ở nơi khác đến không quen biết gì các anh, đường trọng vi nói. Lúc trước không quen, nói không chừng sau này sẽ thân đấy. Cô cơ, cô nói có phải không, quách sở du hiếp mắt nói. Gã ta dùng ngón tay cái vuốt ve mờ u bàn tay của cơ hương ngưng theo thói quen. Động tác này khiến cơ hương ngưng cho mày, lập tức rút tay về. Quách sở du cười hình hịch, nói với đường trọng vi, gặp nhau cũng là cái duyên, nếu cô đường không ngại thì chúng ta ghép bàn đi thế nếu tôi ngại thì sao, Đường Trọng Vi hỏi. Quách Sở Du thì cười khà khà đáp, cũng chẳng sao, chúng tôi ngồi bàn bên cạnh là được. Nói rồi, Quách Sở Du gọi nhân viên phục vụ đến. Cũng chẳng cần biết ban đầu đã đặt phòng nào nhưng bây giờ thì ngồi luôn ở bàn bên cạnh Đường Trọng Vi. Bàn này đã có người khác đặt, nhưng nếu cậu chủ nhà họ Quách muốn thì nhân viên còn nói sao được. Chờ vị khách đặt trước kia đến nói xin lỗi và bù quà là được. Loại chuyện này không phải chỉ xảy ra có một hai lần, ai đắc tội được, ai không, nhân viên đều biết rõ. Cái dáng vẻ vô lại của quách sở du khiến đường trọng vi rất không vui. Cô ấy quay ra nói với cơ hương ngưng, đây là kiểu con nhà giàu có tiếng chỗ tôi, chị đừng quan tâm, anh ta chỉ giỏi ba hoa chích trẻ thôi. Cơ hương ngưng cũng ở lại, cô ấy thật sự không muốn quan tâm đến quách sở du nhưng lại không thể tỏ thái độ rõ ràng được. Dù sao thì đây cũng là sân nhà của người ta còn cô ấy chỉ là một vị khách đến đường trọng vi còn chưa giận thì cô ấy còn làm gì được quách sở du nói là ngồi ở bàn bên cạnh nhưng thức ăn chưa dọn lên thì gã ta đã lại chạy tới hỏi cô cơ đi từ xa đến đây là chủ nhà thì tôi cũng nên khoản đãi chút thế này đi ăn xong thì tối nay chúng ta đến quán ba nào nhảy nhót uống rượu tí không nếu cô đường thích thì cũng có thể đi cùng đường trọng vi không lạ gì với mấy cái nhảy nhót này Tầng lớp như cô ấy thì cũng đều biết đủ loại kỹ năng giao tiếp, nhưng nhảy nhót lại là thứ để đường trọng vi giải tỏa cảm xúc hơn là để chơi. Mà dù là đi thư giãn thì cũng chẳng đi cùng cái loại như Quách Sở Du. Chỉ là Quách Sở Du không coi cô ấy là mục tiêu chính mà quan tâm đến Cơ Hương Ngưng nhiều hơn. Cơ Hương Ngưng biết cái loại háo sắc này định làm gì, cô ấy lắc đầu nói, "Xin lỗi, tôi tới đây làm việc, e là không rảnh." Làm việc? Thế thì dễ quá cô cơ muốn làm việc gì thì tôi sẽ bảo bố tôi cho cô việc đó tiền chỉ là chuyện nhỏ mà thôi quách sở du cười khà khà tưởng rằng cơ hương ngưng chỉ là phụ nữ bình thường đường trọng vi là người không thích lấy địa vị để đánh giá con người cô có bạn bè ở đủ loại tầng lớp từ giàu đến nghèo từ sinh đến xấu nhân phẩm mới quan trọng hơn bất kỳ điều gì ánh mắt khinh bỉ của quách sở du khiến cơ hương ngưng càng không vui nhìn cô ấy giống loại thất nghiệp lắm à hay là cái tên nhà giàu này quá ngu ngốc, không hiểu người ta đang nói cái gì. Xin lỗi, tôi không rảnh, cơ hương ngưng lại nói. Quách sở du lại coi như chẳng nghe thấy cái gì, nói tiếp tôi sẽ đặt quán ba, cô cơ đi cùng tôi nhé. Yên tâm, có tôi ở đây, cô muốn làm gì trong thành phố này thì làm. Lúc này, Hoác Khải đột nhiên nói, cô ấy nói là không muốn đi. Anh nói xong, bên cạnh đột nhiên im lặng rất nhiều. Đường trọng vi, cơ hương ngưng, Quách Sở Du cùng mấy tên đi theo, và cả nhân viên phục vụ bên cạnh đều nhìn sang anh. Bọn họ không ngờ Hoác Khải lại chủ động lên tiếng, đây là anh hùng cứu Mỹ nhân sao. Cơ hương ngưng thấy hơi cảm động, nhưng lại không nói gì. Mà Quách Sở Du thì nhìn sang Hoác Khải, vẻ mặt lạnh lùng hơn nhiều, nói tôi đang nói với cô cơ chứ không hỏi ý kiến anh. Anh đang cố tình chen lời vào đấy, không lịch sự lắm đâu. Cô ấy đã bảo là không muốn đi rồi, anh còn nói đi nói lại mãi, không tôn trọng suy nghĩ của người ta, thế mới là bất lịch sự đấy. Hơn nữa, chúng tôi đến đây để ăn cơm, trong nhà hàng nên giữ yên lặng mới phải, tuy không bằng thư viện. Nhưng chúng tôi không thân quen với anh, anh tự nhiên đến đây làm phiền chúng tôi, rõ ràng là không có phẩm chất gì tốt đẹp, hoắc khải đáp lại. Lời nói của anh khiến không ít người ngạc nhiên, Quách Sở Du thì sầm mặt nói lại, thằng kia, mày nghĩ mày là ai mà dám nói tao như thế hả? Mày ở gia tộc nào? gia tộc nào cũng chẳng phải việc anh, tôi chỉ muốn anh rời đi ngay lập tức, cần làm gì thì làm đấy, đừng có làm phiền chúng tôi ăn cơm, hoác khải bình thản đáp. Giọng điệu nhẹ như bông của anh tràn đầy sự khinh bỉ, khiến quách sở du tức giận tràn trề. Đó giờ chỉ có gã ta là khinh người khác, chứ gã ta có bị ai dạy dỗ như thế bao giờ. Một người vô danh tiểu tốt lại dám làm trò trước mặt gã, nếu không vì tên này quen cơ hương ngưng và chưa rõ ra cảnh thì quách sở du sẽ không khách sáo đâu. Cho dù là không ra tay ngay thì mắng chửi vài câu trước mặt cũng là bình thường. Chương 438, đếm đá. Anh bạn này, đừng có nói liều, nếu thật sự có xuất thân tốt thì cứ xưng tên ra xem nào. Nếu như thật sự mày có bản lĩnh hơn tao, tao sẽ lập tức xoay người rời đi mà không nói thêm bất cứ một lời vô nghĩa nào nữa. Nhưng nếu đã không có bản lĩnh thì cũng đừng đứng trước mặt tao mà giả thần giả quỷ, hiểu không? Quách Sở Du lạnh lùng nói. Hoắc Khải thở dài nói, tôi thật sự là không có gốc gác gì lớn, cho nên anh không cần suy nghĩ nhiều. Cơ Hương Ngưng không có nhiều thông tin về Quách Sở Du, nhưng vì không muốn Hoắc Khải chịu thua thiệt, cô ấy đã chủ động nói, anh ấy là cậu chủ của nhà họ Lý. Nhà họ Lý? Là nhà họ Lý nào? Quách Sở Du hỏi. Chính là nhà họ Lý ở Tây Bắc, Cơ Hương Ngưng nói. Quách Sở Du suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, không khỏi bật cười thành tiếng, tưởng là ai Hóa ra là chỉ là người của một gia tộc đang suy sụp ở Tây Bắc. Sao vậy, không có đất sống ở Tây Bắc nên chạy lung tung đến đây ngang ngược à? Tao cũng không ngại nói cho mày biết, ở đây không phải Tây Bắc, không phải là nơi để mày có thể tỏ ra phách lối. Đừng nói là cậu chủ của nhà họ Lý, cho dù là người đứng đầu nhà họ Lý đến đây thì cũng chỉ là hổ xuống đồng bằng, đều phải xếp nhanh lại. Lời nói của Quách Sở Du khiến cho Đường Trọng Vi rất tức giận. Vốn dĩ cô ấy chỉ định đến đây dùng bữa và trò chuyện để thư giãn, nhưng bây giờ lại đang bị phá rối bởi một người không nên xuất hiện. Quách Sở Du, anh đừng có mà quá đáng, đừng trọng vi tức giận nói. Không sao, những gì anh ta nói rất đúng, hổ xuống đồng bằng thì bị chó khinh, Hoắc Khải nói. Quách Sở Du vừa nghe xong, chưa kịp tiếp thu thì trên mặt đã lộ ra vẻ tự mãn, còn tưởng rằng Hoắc Khải sợ mình, nhưng không ngờ Hoắc Khải lại tiếp tục nói nhưng người như anh còn không phải chó, nhiều nhất cũng chỉ là sâu bọ. Tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, tôi không cần dựa vào nhà họ Lý, cũng chưa từng nghĩ tới việc dựa vào uy thế của nhà họ Lý. Dù anh có muốn làm gì tôi thì cũng không cần lo lắng đến những chuyện khác, nếu dám làm thì cứ làm nhanh lên, hành động như một người đàn ông đi, còn nếu như không dám làm thì mau rời đi, đừng đứng đây gây ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi. Quách sở du chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy, gã ta nhìn chằm chằm hoác khải, lạnh lùng nói, thằng nhóc này, mày đúng là phách lối. Được, vì mày đã nói như vậy rồi, nếu như tao không dạy cho mày một bài học thì còn gì là mặt mũi nữa hả? Quách sở du, anh dám không, đường trọng vi la lên gọi phục vụ, nhưng những người phục vụ đều biết mấy vị con nhà giàu này đang chiến tranh với nhau, châu bò húc nhau rồi mũi chết. Làm sao mà mấy người phục vụ dám bước tới đó được Đường trọng vi la lên vài lần cũng không có ai đi qua Lại càng tức giận hơn trong khi quách sở du chế nhạo cô đường cô đừng có tốn sức nữa mấy người đó hiểu chuyện như vậy cô làm khó họ làm gì thằng nhóc này quá phách lối nên dù thế nào thì tôi cũng phải dạy cho nó một bài học muốn làm gì thì làm nhanh đi đừng có đứng đó nói vớ vẩn nữa hoắc khải suốt ruột nói điều anh ghét nhất chính là đám nhà giàu dựa vào ra thế này chẳng có bản lĩnh gì nhưng cứ thích đi gây sự với người khác quách sở du bị hoắc khải chặn họng nhiều lần không thể lên mặt được bao lâu liền thẹn quá hóa giận. Gã ta chỉ vào Hoắc Khải, tức giận nói, "Thằng nhóc, đừng tưởng rằng tao không biết mày đang nghĩ gì, mày muốn thể hiện trước mặt phụ nữ chứ gì? Nhưng mày không đủ tư cách để so với tao đâu, mày muốn thể hiện chứ gì, để ông đây cho mày cơ hội." Vừa nói, Quách Sở Du vừa lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi, vỗ xuống bàn nói, "Tiền trong đó có ít nhất là 8 triệu. Nếu có khả năng thì lấy bộ bài ra so cao thấp. Ai thua sạch thì phải cút." Hoắc Khải ồ lên một tiếng rồi lắc đầu nói, 8 triệu là quá ít, anh chỉ có một cái thẻ thôi sao? Quách sở du sướng sờ, lại càng thêm tức giận, mày nhắm thắng được tao thì hãy nói chuyện tiếp. Hoắc Khải không nói nhiều thêm, anh cầm lấy mấy viên đá nhỏ trong chậu trang trí trên bàn, không biết là bao nhiêu, tùy tiện ném vào trong đĩa, sau đó dùng một cái đĩa khác để úp lên và nói, không cần tìm bộ bài, quá rắc rối, chúng ta cứ chơi đếm đá ở đây, chọn lẻ hoặc chẵn. Không chơi nhiều ván, chỉ một ván cược 8 triệu, ai thua thì cút. Quách Sở Du sừng sốt, cược 8 triệu một ván sao? Gã ta vẫn có chút nhát tay khi phải đặt cược lớn như vậy. Hoắc Khải thấy gã ta do dự liền nói, sao vậy, biết sợ rồi? Nếu như sợ thì mau đi đi, tôi sẽ xem như anh chưa từng nói gì. Sợ cái gì chứ, Quách Sở Du vỗ bàn nói, ai nói với mày là tao sợ? Tao chỉ lo cho mày không có nhiều tiền như vậy, chỉ biết ở đây khua môi múa mép ra vẻ lỡ như thua rồi thì mày lại muốn chơi xấu không chịu trả tiền. Hoắc Khải trực tiếp lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở số dư tài khoản rồi nói, tôi ở đây cược hết 20 triệu, coi như cho anh một món hời, anh chỉ cần cược 8 triệu. Như vậy thì anh không còn gì để nói nữa rồi chứ. Quách Sở Du liếc nhìn, quả nhiên thấy trong số dư tài khoản có hơn 20 triệu. Chỉ là khi nhìn thấy Hoắc Khải chịu thiệt một cách dễ dàng như vậy, gã ta lại càng do dự. Đường Trọng Vi lo lắng kéo Hoác Khải nói, anh điên rồi sao? Không đâu tự nhiên đi đấu với gã ta làm gì. Lấy 20 triệu để cược với 8 triệu của người khác, thắng thì không sao, nhưng nếu thua thì đây chẳng phải là lỗ lớn sao. Đường Trọng Vi không thể hiểu được suy nghĩ của Hoác Khải. Cơ hương ngưng thì có thể nghĩ ra một chút. Cô ấy biết Hoác Khải là một người rất cao ngạo, bình thường anh không tranh giành với người khác, không phải vì không muốn mà vì cảm thấy những người đó không xứng đáng với năng lực của mình trên đời này ít ai có thể được anh xem là đối thủ trong mắt hoác khải mấy con cháu nhà giàu như quách sở du chỉ giống như mấy đứa con nít chơi với con nít thì nói đến công bằng cái gì chứ tùy tiện búng tay một cái cũng đủ khiến cho mấy nhóc thua vật ra rồi tao đoán lẻ quách sở du nói được rồi vậy tôi sẽ đoán chẵn hoác khải nói một cách thoải mái chờ một chút nhất định phải cho người của tao đếm trước nếu không thì tao rất nghi ngờ là mày gian lận, Quách Sở Du nói lại. Đừng nhìn vào khối tài sản hàng chục tỷ của bố gã ta mà lầm tưởng rằng gã ta không lo lắng mấy vấn đề tiền bạc. Dù sao tiền của bố cũng không phải là tiền của gã ta, còn 8 triệu này chính là tiền tiêu vặt mà gã ta dành dụng bấy lâu nay. Nếu như thật sự thua thì gã ta cũng sẽ có một giai đoạn rất khó khăn. Hoác Khải không quan tâm lắm, gã ta có thể bảo bất kỳ ai đếm lại. Dù sao đã có đường trọng vi ở đây làm chứng thì anh cũng không cần lo lắng rằng gã ta sẽ dở trò sau đó quách sở du gọi một trong những người mà gã ta tin cậy nhất đến yêu cầu người này mở đĩa và đếm những viên đá người đó bước tới mở đĩa ra và đếm từng viên một đường trọng vi không thể can ngăn kịp thời trong lòng rất lo lắng chỉ có thể mở to mắt nhìn người đang đếm đá để đề phòng gian lận đúng như hoác khải nghĩ có đường trọng vi quan sát không ai dám dở trò gian lận Chẳng bao lâu sau thì những viên đá được đếm xong, người đếm đá nuốt nước bọt, sau đó nhìn lại Quách Sở Du với vẻ mặt khó coi. Không cần phải báo cáo kết quả cuối cùng thì sắc mặt của Quách Sở Du cũng đã tái nhợt. Bởi vì người đếm đá đã luôn đọc thành tiếng khi đếm, cuối cùng dừng lại ở con số 32. Là số chẵn. Hoắc Khải thắng rồi. Cá cược một cách rất đơn giản và nhanh chóng, sau đó cũng thắng một cách đơn giản và nhanh chóng như vậy. Hoắc Khải mỉm cười nhìn Quách Sở Du và nói, thẻ ngân hàng này có thể chuyển khoản sang ngân hàng điện tử. Nếu anh Quách cảm thấy không tiện thì cứ viết giấy nợ, tôi sẽ đến nhà anh lấy tiền sau. Một người theo dõi ngay lập tức nói, giấy nợ này không có hiệu lực pháp lý. Nét mặt Hoắc Khải như cười như không, còn nét mặt của Quách Sở Du đã từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, chừng mắt nhìn người vừa lên tiếng mà mắng chửi, câm miệng. Ai khiến mày nhiều chuyện như vậy? Cơ Hương ngừng thấy Hoắc Khải đã thắng liền thở vào nhẹ nhõm, Đường Trọng Vi thì thậm chí còn nói thẳng mặt đối phương, nếu như anh quách đây nhất quyết không chịu thua ra số tiền này thì sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi, mất mặt lắm. Người khác có thể nói, nhưng lời nói của Đường Trọng Vi lại càng khiến cho Quách Sở Du tức giận hơn. Ý của người vừa lên tiếng đó rất rõ ràng, việc viết giấy nợ cho Hoắc Khải bây giờ cũng không có ích gì, vì nó không có chút giá trị nào trước pháp luật nhưng quách sở du biết rằng nếu gã ta không chịu thua ra số tiền này thì tương lai chắc chắn sẽ không ngóc đầu lên nổi. Tuy nhiên, việc bị thua mất 8 triệu ngay trong nháy mắt đã khiến trái tim của gã ta như dỉ máu. Tại sao lại là số chẵn? Nhưng dù thế nào, thua thì phải trả tiền, đây là điều không thể thay đổi. Gã ta có không vui đi chăng nữa thì khoản tiền này cũng phải bỏ ra. Khi tiền được chuyển vào tài khoản của Hoác Khải thông qua ngân hàng điện tử, Hoắc Khải cười hỏi, anh có biết tại sao tôi có thể thắng không? Quách Sở Du nhìn anh, không nói lời nào. Hoắc Khải vẫn tự mình nói tiếp, bởi vì tôi đã nói, tôi không bao giờ dựa vào nhà họ Lý để làm bất cứ điều gì. Tất cả tiền bạc của tôi, tôi đều có thể tự do kiểm soát. Về phần anh, cho dù gia thế giàu có, nhưng thật ra cũng không thể tùy ý đưa ra quyết định. Ngoại trừ gia thế ra thì anh chẳng có gì hết. Chương 439, khả năng dự đoán Quách sở dù bị những lời nhận xét của Hắc Khải làm cho tức giận phát run, kể từ khi gã ta sinh ra, mọi người đều phải ghen tị với gia thế của gã ta. Mọi người xung quanh luôn tung hô về việc gia đình của gã ta giàu có như thế nào. Trong khi những đứa trẻ khác vẫn đang tranh cãi về những thẻ bài người máy biến hình tặng trong các túi sở nách, thì gã ta đã có một mô hình người máy biến hình trong nhà mình với kích thước như thật. Trong khi những người trẻ tuổi khác vẫn đang lo nghĩ về việc tìm một công việc tốt trong tương lai, hay việc lần đầu tậu xe Mercedes-Benz C hay BMW 3, thì gã ta đã thản nhiên làm hỏng hai chiếc xe thể thao hạng sang có giá hơn 1 triệu tệ. Còn bây giờ thì ngày nào gã ta cũng sẽ vi vu trên chiếc Rolls Royce mui trần hoặc một chiếc siêu xe Ferrari, với một đám người hầu phía sau, ai lại dám nói gã ta chẳng có gì trong tay chứ? Lý do duy nhất khiến mọi người nịnh hót gã ta là do gia đình gã ta quá giàu. Vậy mà bây giờ gã ta lại bị một người đàn ông gần như xa lạ chế nhạo đến thảm thương. Mà quan trọng hơn, những lời nói này lại đặc biệt có lý. Dù bố của gã ta có bao nhiêu tiền thì cũng chỉ là tiền của bố chứ không phải của gã ta. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của Quách Sở Du bình thường là mấy trăm ngàn, có lẽ tiền lương của hầu hết những người bình thường trên thế giới đều không bằng tiền tiêu vặt của gã ta trong một tháng. Nếu gã ta muốn mua một chiếc xe hơi sang trọng, một ngôi nhà lớn, chỉ cần chăm chỉ làm hài lòng ông già ở nhà là có thể dễ dàng mua được. Tuy nhiên tình hình kinh tế trong những năm gần đây không tốt, sự phát triển của công ty bị cản trở, nên nguồn chu cấp của quách sở du cũng bị bố của mình hạn chế lại. Bây giờ nếu gã ta muốn mua thêm một chiếc siêu xe thể thao mấy chục triệu thì cũng khó khăn. 8 triệu này được gã ta gom góp sau gần một năm trời ăn chắc mặc bền, chắc chiêu dành dụng tiền tiêu vặt, định đợi ngày Ferrari ra mắt mẫu xe thể thao mới sẽ tậu một chiếc để lái thử. Vậy mà trước khi kịp mua Ferrari, gã ta đã thua trắng vào tay của Hắc Khải rồi. Tài sản của Hoác Khải không thể bằng bố của gã ta, đó là điều đương nhiên. Nhưng Hoác Khải có thể kiểm soát tiền của mình theo ý muốn, thậm chí nếu có lỡ xa cơ thất thế, anh còn có thể bán đi công ty mà lo liệu. Còn về phần quách sở du, cho dù bố của gã ta có khối tài sản hàng chục tỷ đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến gã ta. Vì ngoài quách sở du, gã ta còn có một anh trai và một em gái, nên cho dù là được thừa kế gia sản, thì gia sản đó cũng không thể chỉ chia cho một người. Hơn nữa, hiện giờ trong chuyện thừa kế thì anh trai của gã ta có lợi thế hơn nhiều. Anh trai Quách Sở Du đã làm việc trong công ty của bố gã ta từ lâu, bây giờ đang là giám đốc công ty. Hai năm sau lên làm phó tổng giám đốc, thậm chí còn được nhận trước một phần cổ phần và thẳng tiến vào hội đồng quản trị. So ra thì Quách Sở Du chỉ là một gã con nhà giàu đang nằm không chờ chết, hoàn toàn không thể so sánh được với Hoắc Khải. Vừa mất tiền lại vừa bị chế nhạo, Quách Sở Du tức muốn hộp máu, nhìn chừng chừng vào Hoắc Khải như sắp đấm vào mặt anh vậy. Hoắc Khải đoán trước được suy nghĩ của gã ta và nói, tin tôi đi, nếu anh làm như vậy thì anh sẽ chỉ thua thẩm tệ hơn, bởi vì anh không thể đánh thắng tôi. Nếu là người khác nói, có lẽ Quách Sở Du sẽ không tin, mà cho dù có tin thì cũng sẽ lao lên ăn thua đủ với đối phương vì sĩ diện. Nhưng khi Hoắc Khải nói, ánh mắt lạnh lùng của anh đã khiến cho gã ta không dám manh động. Trong ánh mắt của người đàn ông này, gã ta cảm thấy một áp lực vô hình, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bố mình. Áp lực đó khiến gã ta run sợ. Những người xung quanh đều đang mạnh miệng kích động quách sở du ăn thua đủ vì thể diện của mình, bị hoác khải liếc nhìn một cái thì liền im thiên thiết. Thể diện đã bị mất hết, quách sở du còn ở lại đây cũng chỉ là tự làm nhục bản thân. Tự ái dâng cao, gã ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, mày chờ đó cho tao. Năm chữ này nghe có vẻ rất khí thế, nhưng thật ra không phải vậy ai cũng biết gã ta là người cứng đầu nói mạnh miệng chỉ chứng tỏ gã ta đang chuột dạ chứ nếu gã ta dám làm gì thì cũng đã làm từ lâu rồi chúng ta đi quách sở du nói rồi quay người nhanh chóng rời đi bọn người đi theo quách sở du nhìn theo bóng lưng rời đi của gã ta sau đó lại nhìn đến hoác khải đang lạnh lùng ở đó cuối cùng đành ảo não chạy theo cũng có một số người nhát gan không quên chào hỏi đường trọng vi trước khi rời đi đường trọng vi không có ấn tượng tốt về những người này nên cô ấy lại phớt lờ họ khiến họ càng thêm xấu hổ sau khi nhóm người rời đi người phục vụ mới ngượng ngùng đi tới nói cô đường bây giờ mang thức ăn lên sao không thì sao chờ có thêm người tới gây phiền phức rồi mới phục vụ thức ăn hay sao đường trọng vi rất khó chịu nói tôi rất không hài lòng với thái độ phục vụ của nhà hàng các người tôi nhất định sẽ phàn nàn về chuyện hôm nay người phục vụ xanh mặt người khác phàn nàn thì không sao quá lắm là trừ một ít tiền nhưng những người ở đẳng cấp của đường trọng vi mà phàn nàn thì e rằng ngay cả chủ nhà hàng lớn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng cách giải quyết. Viên ngọc quý của đường thị nói rằng nhà hàng của bạn phục vụ không tốt, thì chắc chắn cả giới thượng lưu sẽ không bao giờ đến đây ăn, bởi vì nếu ăn ở đây cũng giống như đang chống đối lại đường thị vậy. Ai lại dám mạo hiểm làm vậy chỉ vì chuyện ăn uống còn con? Ai cũng biết đường quốc diệu, chủ tịch của tập đoàn thương mại quốc tế đường thị, là một người bố hết sức yêu chiều và bảo vệ con gái của mình ngay cả nhà họ hoác ông ấy còn không nể mặt thì nói chi đến những người khác nếu như đường trọng vi thật sự muốn phàn nàn thì ca phục vụ này bao gồm cả trưởng ca ngày hôm nay không ai trong số họ có thể trốn thoát nhẹ nhất cũng bị đuổi việc hoác khải không lên tiếng nói giúp những người này cũng không thuyết phục đường trọng vi bình tĩnh bởi vì chuyện xảy ra hôm nay thật sự không thoải mái nhìn thấy người khác tới gây chuyện trong nhà hàng cũng không có ai đứng ra giải quyết nếu Hoắc Khải không ra tay thì chuyện này cũng không biết sẽ kết thúc như thế nào. Những người này thích xem náo nhiệt như vậy, nên bất luận bị trừng phạt như thế nào thì cũng đều là lỗi do tự mình gây ra. Các món ăn lần lượt được dọn lên, sau khi Hoắc Khải ngồi xuống thì gạt mấy viên đá trên bàn sang một bên. Cơ hương ngưng nhìn anh nói, không ngờ anh lại có tinh thần mạo hiểm mạnh mẽ như vậy, lại dùng cách này để phân định thắng bại với người khác. Hoắc Khải mỉm cười và lại nắm lấy một nắm đá, sau đó nói với cô ấy, "Tôi đoán số lẻ, cô có muốn đặt cược một tệ không?" "Tôi cược 10 tệ, số chẵn," Cơ Hương Ngưng nói. Hoắc Khải đưa tay ra đặt mấy viên đá trên bàn cho cô đếm, quả nhiên là số lẻ. Điều này chỉ có thể cho thấy rằng anh là người may mắn, Cơ Hương Ngưng không phục nói. Hoắc Khải cười, lại lấy thêm một nắm đá nữa và nói, "Lần này vẫn là số lẻ, cô đã nợ tôi 10 tệ." "Chị Hương Ngưng và tôi cùng nhau cược 100 tệ." số chẵn, đường trọng vi cũng thích thú nói. Hoác khải xòe lòng bàn tay ra, hai người phụ nữ cùng nhau đếm cẩn thận, cuối cùng kinh ngạc phát hiện con số vẫn là số lẻ. Cơ hương ngưng phản ứng lại, cô ấy nhìn Hoác khải với vẻ ngạc nhiên và hỏi, anh có thể kiểm soát được khi nào ra số lẻ và khi nào ra số chẵn sao? Không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là chút kỹ xảo nho nhỏ thôi, Hoác khải nói. Cơ hương ngưng khịt mũi, nhìn hoác khải rồi lắc đầu nói làm kẻ thù với anh thật sự không phải một lựa chọn tốt anh lý thật là tuyệt vời trò ảo thuật này làm như thế nào dạy tôi cách làm với đường trọng vi hào hứng nói cô ấy đối với loại kỹ xảo này rất có hứng thú càng vui hơn khi hoác khải không hề giấu giếm mà chỉ dạy cho cô ấy kỹ năng điều khiển các viên đá cho ra số chẵn và số lẻ nó thật sự rất đơn giản không khác gì việc ước chừng kích thước và khối lượng của các viên đá ước chừng trọng lượng từng viên sau đó tùy theo tỷ lệ cược và sự phán đoán của những người khác mà dự đoán xem nên giữ nguyên hay bỏ bớt một viên đá. Nguyên tắc nói ra thì đơn giản nhưng để thực hiện tốt thì rất khó. Chưa kể đến phương pháp lấy đá ra, muốn ước chừng số lượng cũng không phải là việc mà người bình thường có thể dễ dàng làm được. Điều này đòi hỏi độ chính xác gần như máy móc về dữ liệu, thậm chí chỉ cần sai lệch một chút thì kết quả trả ra sẽ hoàn toàn khác. Sau khi biết được nguyên lý, đường trọng vi tràn đầy kinh ngạc nói, vậy mà cũng có thể sao? Khó quá. Không khó, chỉ cần cô thường xuyên luyện tập khả năng dự đoán của mình là được, hoác khải cười nói. Anh ấy đã được đào tạo về việc này từ khi còn rất nhỏ. Nhìn bề ngoài, nó có vẻ không có tác dụng thực tế nào, nhưng một khi đã có thể ước lượng chính xác một viên đá hay một hạt gạo, điều đó cho thấy khả năng kiểm soát chi tiết của bản thân đã mạnh đến mức khác người. Bằng cách kiểm soát các chi tiết của thực thể, sau đó áp dụng nó sang các khía cạnh khác, thì có thể đạt được khả năng tính toán gần như là siêu việt. Việc nắm bắt các xu thế trong tương lai của Hoác Khải cũng chủ yếu bắt nguồn từ nền tảng này. Mọi chi tiết mà anh ấy nhìn thấy và nghe thấy đều được kiểm soát chính xác rồi tổng hợp thành dữ liệu. Lưu trữ số liệu chính là như vậy, Hoác Khải dựa vào bộ não con người mà có thể lưu trữ và tính toán giống như một cỗ máy. Loại năng lực này chính là cơ sở để anh dẫn dắt nhà họ Hoác tiến lên. Nhìn thấy Đường Trọng Vi vui vẻ hỏi hoắc Khải làm thế nào để rèn luyện khả năng dự đoán của mình, Cơ Hương ngưng càng cảm thấy nể phục người đàn ông này. Ngay cả một viên đá cũng có thể bị anh dự đoán ra, thì còn gì có thể thoát khỏi mắt anh. Chương 440: Sự hợp tác. Một người đàn ông kiểm soát các chi tiết đến mức chính xác như vậy chắc chắn là rất đáng sợ. Bây giờ thì Cơ Hương ngưng có thể vui mừng vì cô ấy đang ở trên cùng một chiếc thuyền với anh, nhưng đồng thời cũng có một chút lo sợ khoảng cách giữa hai người đúng là quá lớn. Sau khi ăn xong, đường Trọng Vi lại đưa họ đi chơi cả một ngày trời trước khi cô ấy mệt lả và phải về nhà. Hoác Khải và Cơ Hương Ngưng cũng không dây dưa thêm, họ còn có những việc khác để làm. Cơ Hương Ngưng phải trở lại nhà họ cơ để xoa dịu những thành viên của hội đồng quản trị, trong khi Hoác Khải đến gặp Miêu Nhất Khoa để giúp ông ta tổ chức lại việc ở nhà máy điện tử. Thực tế, không có gì phải tổ chức lại ở nhà máy điện tử, chỉ cần duy trì nguyên trạng về mặt kinh doanh là đủ, quan trọng nhất là môi trường trong nhà máy và tâm thế của nhân sự. Tập đoàn thương mại quốc tế đường thị là như vậy, vô cùng để ý đến sự thể hiện bên ngoài, bọn họ luôn cho rằng trong nơi việc mà nhân viên ngay cả tinh thần cũng không có thì chính là một nơi làm việc không đủ tiêu chuẩn. Tất nhiên, Hoác Khải cũng tuân theo tiêu chuẩn này. Nhân viên trong mỗi công ty chi nhánh của nhà họ hoặc đều phải duy trì đủ năng lượng ngay cả khi họ bị bệnh tại nơi làm việc. Nếu không, tốt nhất họ nên xin nghỉ phép. Nếu tỏ ra mệt mỏi tại nơi làm việc mà để cho thanh tra phát hiện thì sẽ bị trừ điểm, mỗi một điểm tương đương với một ngàn tệ. Một số người có thể nghĩ rằng quy định như vậy thật không có tình người, nhưng Hoác Khải lại cho rằng nếu như bản thân đang bị bệnh thì hoàn toàn có thể xin phép nghỉ, công ty cho phép điều đó. Còn nếu đã đi làm vì không muốn bị mất chuyên cần, thì phải chịu trách nhiệm với mức lương mà người khác đưa cho. Mỗi một phút giây mà các người ngồi trong công ty đều được trả lương. Vì vậy, nhân viên trong công ty của nhà họ Hoác đều ngày ngày đi làm với tâm trạng hưng phấn như dùng chất kích thích. Người thật sự bị bệnh không chống đỡ nổi cũng sẽ tự ý thức xin nghỉ, vì dù sao tiền thưởng chuyên cần cũng sẽ không bị trừ hết, nhưng một khi đã bị thanh tra trừ điểm thì ít nhất phải mất một ngàn tệ. Nếu lỡ như khi làm việc xảy ra sự cố do không chịu được yêu cầu công việc cường độ cao, như vậy sẽ càng phải mất mắt nhiều hơn. Hoác Khải hoàn toàn chịu trách nhiệm tổ chức lại công việc tại nhà máy điện tử. Về điểm này, Tổng Giám Đốc Nhiếp Tân Hải đương nhiên cảm thấy rất không vui. Chiến lược để đối phó với Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần của Hoác Khải lần trước đã thành công, nhưng đồng thời anh cũng đã tát vào mặt của ông ta một cái thật nặng, và bây giờ anh lại nhận trách nhiệm tổ chức lại đường lối của nhà máy điện tử. Với tư cách là Tổng Giám Đốc của nhà máy điện tử này, thì ông ta biết giấu mặt vào đâu. Nhưng Miêu Nhất Khoa hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, lòng tin của ông ta đối với Hoác Khải bây giờ đã vượt qua tất cả mọi người. Ngay cả những nhân viên kỳ cựu đã theo ông ta hơn chục năm cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được giống như Hoắc Khải. Điều này cũng không thể trách Miêu Nhất Khoa, ai bảo Hoắc Khải đã làm được những việc mà người khác không thể làm được chứ? Bất kể là chuyện đối phó với anh em nhà họ Hoắc hay đàm phán hợp tác với tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị, Hoắc Khải đều có đóng góp rất lớn. Nhìn lại toàn bộ công ty, liệu ai có thể làm được chỉ một trong số những việc đó? Nếu có người có thể làm được thì họ cũng không cần phải đợi đến bây giờ mới đi thảo luận về việc hợp tác với đường thị. Vào ngày thứ tư, Thạch Hưng Ninh, Giám đốc phòng quan hệ đối ngoại của đường thị đã đích thân dẫn đầu một nhóm nhân viên đến kiểm tra nhà máy điện tử. Hoắc Khải không xuất hiện, chỉ yêu cầu Miêu Nhất Khoa đi cùng với quản lý cấp cao của công ty. Bởi vì theo ý của anh thì anh không phải là nhân viên của công ty, không thích hợp để xuất hiện vào dịp này. Bên cạnh đó, Nhiếp Tân Hải tuy có mắt nhìn không tốt, lòng giả cũng không rộng rãi, nhưng kỹ thuật của ông ta quả thật không tồi. Biết rằng nhiếp tân hải vốn đã không vui vì bị đe dọa đến vị trí, nên Hoắc Khải đương nhiên sẽ không tiếp tục thể hiện ra mặt, nếu không lỡ đâu lại khiến cho Miêu Nhất Khoa mất đi một người có năng lực, lúc đó anh cũng không có cách nào bù đắp được. Nhờ vào sự tổ chức lại của Hoắc Khải và ấn tượng tốt mà anh đã tạo ra trước đây nên lần kiểm tra này của Thạch Hưng Ninh diễn ra khá suôn sẻ ông ta cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Miêu Nhất Khoa ngay tại chỗ theo đúng cam kết trước đó. Theo nội dung của thỏa thuận, nhà máy điện tử sẽ cung cấp sản phẩm cho tập đoàn thương mại quốc tế đường thị với giá thấp hơn nhà họ Hoác đến một nửa. Đổi lại, sau khi nhà họ Hoác rút vốn thì đường thị phải tiếp nhận đơn đặt hàng với đúng giá của nhà họ Hoác. Nói cách khác, họ đang muốn dùng đường thị để chống đỡ phía dưới, ngăn cản nhà họ Hoác đột một rời đi, tạo ra nhiều sự lựa chọn cho nhà máy điện tử thỏa thuận này là yêu cầu đặc biệt mà Hoắc Khải đã bàn với Miêu Nhất Khoa, nhất định phải nói thêm vào, nếu không thì chuyện đưa người của đường thị tới đây cũng vô nghĩa. Nếu như thật sự muốn có đơn đặt hàng, chẳng những nhà máy điện tử không thiếu cách, mà ngược lại, vì nhà máy điện tử có quan hệ hợp tác với nhà họ Hoắc nên đơn hàng hiện tại đang đầy áp. Nhà máy bây giờ hoạt động hết công suất 24 phần 24 giờ vẫn không đáp ứng đủ được nhu cầu thị trường. Thạch Hưng Ninh biết rõ vị trí của đường thị trong sự hợp tác này, mà ông ta cũng không từ chối, vì ở góc độ kinh doanh mà nói thì không có vấn đề gì khi đồng ý với thỏa thuận này. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị trong lĩnh vực này mạnh hơn nhiều so với nhà họ Hoắc. Ngay cả khi họ nhận tất cả các đơn hàng từ nhà máy điện tử, họ vẫn có thể tiêu thụ hết một cách ung dung. Nếu đã vậy thì sao còn phải lo lắng về những thứ khác làm gì? Hơn nữa, sau khi hợp tác họ còn có thể để các phòng thí nghiệm ở nước ngoài từ bỏ nghiên cứu về lĩnh vực này tập trung kinh phí và sức lực cho các lĩnh vực khác. Tất nhiên, Thạch Hưng Ninh là giám đốc của Đường Thị nên phải cân nhắc đến lợi ích của công ty trước tiên. Ông ta hy vọng sẽ bổ sung một nội dung vào thỏa thuận, đó là nhà máy điện tử có thể cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan để tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị học hỏi. Yêu cầu như vậy có phần hơi quá đáng, nên Miêu Nhất Khoa đã không đồng ý. Sau một số cuộc thương lượng, thỏa thuận cuối cùng đã được thay đổi và Đường Thị có thể cử người đến hỗ trợ sản xuất cũng có thể gọi là ủy thác đào tạo. Nhưng những người chấp nhận đào tạo phải đã làm việc trong nhà máy điện tử trong 3 năm trước khi họ có thể rời đi. Nếu không, không những phải bồi thường số tiền lớn để thanh lý thiệt hại mà bị đơn còn phải hầu tòa. Miêu Nhất Khoa đã suy nghĩ rất kỹ, rõ ràng rằng nếu đường thì có được công nghệ, thì với khả năng của họ chỉ trong vòng vài tháng sẽ hoàn toàn có thể thay thế công ty của ông ta trong lĩnh vực này. Nhưng 3 năm là thời gian đủ để nhà máy điện tử được nâng cấp lúc đó công nghệ mới hơn đã được phát triển và nghiên cứu về phương diện này nhiếp tân hải vẫn rất tự tin chính vì tin tưởng vào trình độ kỹ thuật của tổng giám đốc nhiếp mà miêu nhất khoa mới đồng ý với thỏa thuận này chỉ là sau khi hoác khải phát hiện sự việc anh lại cho rằng điều này không thích hợp trình độ kỹ thuật của nhiếp tân hải đúng là rất cao nhưng ông ta quá tự tin công nghệ điện tử một khi đã bước qua ngưỡng khó vượt qua nhất thì sẽ có thể phát triển nhanh chóng đường thị hiện tại vẫn đang bị chứng lại trước ngưỡng đó mà không có cách nào bước qua được, nếu như bây giờ lại đi chỉ cho bọn họ cách bước qua, thì sau này sẽ không còn có chuyện bọn họ cần người khác nhúng tay vào nữa. Ngay cả khi 3 năm sau các người cải tiến được công nghệ, vậy sau đó thì sao? Sau 3 năm nữa, không lẽ đường thị còn chưa đuổi kịp các người? Nhếp Tân Hải dù cho có tài giỏi đến đâu cũng không thể hơn được những sinh viên hàng đầu được tập đoàn thương mại quốc tế đường thị tuyển chọn từ các trường đại học lớn trên thế giới, cũng với đông đảo các giáo sư tiến sĩ trong và ngoài nước. Vì vậy, việc ký kết thỏa thuận như thế cũng đồng nghĩa với việc nhà máy điện tử chỉ có thời gian dẫn đầu khoảng từ 3 đến 4 năm, việc có hợp tác sau đó hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của Đường thị. Nhiều nhất khoa hiểu ra đạo lý này thì rất hối hận, nhưng thỏa thuận đã được ký kết. Hối hận cũng đã muộn, ông ta chỉ có thể ngồi mắng nhiếc một hồi. Đương nhiên Nhiếp Tân Hải là người bị mắng vì nếu không phải vì tổng giám đốc này vỗ ngực nói có thể tiếp tục bỏ xa đường thị thì làm sao miêu nhất khoa có thể đồng ý. Chỉ có thể nói rằng những người không hiểu về công nghệ thì khó có thể nghĩ xa được như vậy. Hoác Khải cũng chỉ biết một chút về loại công nghệ điện tử này, nhưng anh vẫn có thể nghĩ xa, chính là vì tầm nhìn của anh cao hơn bọn họ. Nhưng dù thế nào đi nữa, ngồi cùng thuyền với đường thị thì ít nhất trong vài năm trở lại đây, việc kinh doanh của nhà máy điện tử sẽ không có gì phải lo lắng. Nguyễn là có thể tận dụng tốt những năm này và sử dụng triệt để lợi ích do đường thị và nhà họ hóc mang lại, bọn họ có thể phát triển thành một công ty lớn mạnh hạng nhất. Trong trường hợp đó, cho dù sau này đường thị có đuổi kịp bọn họ trong mảng công nghệ điện tử thì bọn họ cũng không chết quá thê thảm. Hơn nữa cơ hội luôn tồn tại trong rủi ro, nếu như nhà máy điện tử không suy sụp trong vài năm nữa thì tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Nói một cách dễ hiểu, dù sao lợi ích cũng nhiều hơn rủi ro. Sau khi hoàn thành công việc ở nhà máy điện tử, Hoắc Khải ngay lập tức gọi cho Cơ Hương Ngưng và gửi một email mới cho những nhà cung cấp. Nội dung email rất đơn giản, ngày mai bọn họ sẽ có thể thấy nhà họ Cơ đã hợp tác với tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị thông qua quyền phân phối của nhà máy điện tử. Hợp tác quyền phân phối lần này dựa vào nhà máy điện tử, có thể nói nhà họ Cơ là đại diện. Tuy nhiên, lợi nhuận thu về rất thấp, nếu buôn may bán đắt thì một năm có khi cũng chỉ lãi vài triệu. Nhưng thứ mà cả Hắc Khải và Cơ Hương ngưng coi trọng không phải là lợi nhuận, mà là bước ngoặt mà sự hợp tác này mang lại cho nhà họ Cơ. Đúng như dự đoán, chỉ một ngày sau khi email được gửi đi, khi Đường thị chính thức tuyên bố hợp tác với nhà máy điện tử và dựa vào chi nhánh của nhà họ Cơ để ủy thác quyền đại lý, các ông chủ của những nhà cung cấp đã ngay lập tức tìm đến cửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 441: Thăng hạng các ông chủ này giải thích việc ngừng cung cấp trước đây là do giảm công suất sản xuất của nhà máy và phải thực hiện các điều chỉnh để tối ưu hóa họ không nói ai đã gây áp lực để bọn họ làm như vậy nhưng mọi người đều biết rằng có một số điều không cần thiết phải nói rõ ràng cơ hương ngừng cũng không làm khó những người này sau tất cả hệ thống tiếp thị vẫn cần sản phẩm của bọn họ hỗ trợ bây giờ rắc rối đã được giải quyết thì cứ xem như là chưa từng xảy ra chỉ có điều vì vấn đề này Hai bên đã ký một thỏa thuận bổ sung mới, rằng nếu ngừng cung cấp mà không thông báo cho nhà họ Cơ, họ sẽ phải bồi thường gấp 3 lần tổng số tiền mua hàng mỗi năm. Nếu là trước đây, nhưng ông chủ đó chắc chắn sẽ không muốn ký, vì họ không thiếu khách hàng. Nhưng bây giờ nhà họ Cơ đã hợp tác với công ty tầm cỡ như Đường Thị, nên các nhà cung cấp không thể tùy hứng được nữa. Nếu không thì họ không chỉ đụng chạm đến một mình nhà họ Cơ. Tất nhiên Lĩnh vực chính mà Đường Thị hợp tác là phân phối sản phẩm của nhà máy điện tử, không liên quan nhiều đến hoạt động kinh doanh ban đầu của nhà họ Cơ. Nhưng khi Hoắc Khải nói chuyện với những người này, anh ấy đã tiết lộ một cách cố ý rằng Đường Thị và nhà họ Cơ sẽ có mức độ hợp tác sâu hơn, bao gồm cả các công việc kinh doanh hiện tại. Nếu đã như vậy rồi thì làm gì còn ai dám lộn xộn nữa. Việc ký kết thỏa thuận bổ sung cũng làm giảm đáng kể khả năng điều này xảy ra một lần nữa trong tương lai ngay cả khi nó xảy ra một lần nữa, nhà họ cơ vẫn có thể nhận được rất nhiều tiền bồi thường. Hơn nữa, Hoác Khải đã nói rất rõ ràng với cơ hương ngưng rằng công việc kinh doanh của nhà họ cơ sẽ tiếp tục phát triển, và ngày càng nhiều hàng hóa sẽ được đặt mua từ những nhà cung cấp này. Khi tổng lượng hàng hóa đạt đến một mức nhất định, cho dù đạt được lợi nhuận từ sản phẩm hay thiệt hại khổng lồ do thanh lý, đều có thể thúc đẩy những người này đứng trên cùng một chiến tuyến với nhà họ cơ. Đối với điều này, Cơ hương ngưng hiểu rằng Hoác Khải đang đối xử với các nhà cung cấp giống như cách anh đối xử với những người trong nhà họ cơ. Trước tiên kéo họ lên thuyền, để họ tiến vào thế giới đầy cám dỗ cho đến lúc muốn đi cũng không nỡ rời đi. Sau khi nguồn cung được nối lại, hệ thống tiếp thị của nhà họ cơ ngay lập tức hoạt động hết tốc lực, có lẽ do lượng hàng đã khan hiếm từ vài ngày trước, nhu cầu từ các đại lý và thị trường hiện đang tăng cao phong độ trói sáng khiến cơ hương ngưng ngay lập tức trở thành một trong những người danh giá nhất trong nhà họ cơ. Hầu hết những nhân viên được thuê bên ngoài đều muốn làm việc trong văn phòng chi nhánh của cơ hương ngưng, bởi vì họ nghe nói rằng con cháu nhà họ cơ sẽ không phải là trung tâm ở đây, chỉ cần có năng lực thì sẽ có thể thăng tiến, không như những nơi khác, cho dù có chăm chỉ đến đâu thì công lao cũng chẳng liên quan gì đến mình. Không chỉ những nhân viên được thuê bên ngoài, mà còn có một số con cháu trong nhà họ cơ cũng có cùng suy nghĩ. Người ở nhánh phụ chiếm đại đa số, còn có một nhóm nhỏ người ở dòng chính, bọn họ cũng muốn làm việc với Cơ Hương Ngưng. Mọi người có thể thấy văn phòng chi nhánh của Cơ Hương Ngưng phát triển tốt hơn bất cứ chi nhánh nào, muốn lập công cũng dễ hơn nhiều so với các chi nhánh khác. Dưới sự gợi ý của Hoắc Khải, Cơ Hương Ngưng đã tận dụng cơ hội lập công lớn này để đưa ra yêu cầu cho hội đồng quản trị, sàng lọc thêm một số người và kéo vào chi nhánh của mình người có thể được hoác khải và cơ hương ngưng để mắt đến hẳn đều là những người có năng lực vượt trội, nhưng hầu hết bọn họ ban đầu đều không được công ty coi trọng nên cơ chấn hùng và những người khác cũng không quan tâm. Chỉ trong vài ngày, văn phòng chi nhánh đã gia nhập một số lượng lớn nhân tài, có thể được mô tả là một nơi quy tụ nhân tài. Những người mới đến này đều háo hức muốn thể hiện, vì vậy mà doanh số kinh doanh ngày càng được gia tăng. Cùng lúc đó, nhà họ cơ cũng thông báo nội bộ rằng cơ hương ngưng được thăng lên hàng thứ hai trước thời hạn vì đã tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng của công ty hơn nữa một năm sau còn có thể được thăng hạng theo trình tự tin này đã gây nên sự bất mãn của nhiều người trong đó đa số là lớp con cháu trẻ tuổi những người lớn tuổi có thể thấy được những lợi ích mà cơ hương ngưng mang lại nên việc thăng cô ấy lên một hay hai hạng cũng không tính là gì trong mắt họ người tài này có thể đưa công ty lên cao như vậy thì bọn họ cũng sẽ kiếm được không ít tiền nhưng bản thân những người trẻ tuổi không có được lợi ích như người lớn tuổi, vì vậy họ cảm thấy khó chịu khi thấy cơ hương ngưng phá vỡ quy tắc thăng tiến của gia đình. Trước đã nói rõ ràng rằng con cháu trong nhà xem như đồng nghiệp, đều phải đối xử bình đẳng, mỗi hai năm mới có thể xem xét thăng hạng một lần, nay dựa vào đâu mà một đứa con cháu trong nhánh phụ lại được thăng hạng trước thời hạn chứ? Công lao sao? Công lao mà cô ấy đạt được lần này quả thật rất lớn, nhưng đây không phải là lý do để thăng hạng nhanh. Nếu tất cả đều như vậy thì làm gì còn phép tắc gia đình nữa, cứ bất chấp thủ đoạn để thăng quan tiến chức nhanh là được. Những người phản đối hầu hết tập trung ở lớp con cháu trẻ tuổi trong dòng chính, phản đối đến nỗi mà ngay cả lớp trẻ trong nhánh phụ cũng bắt đầu có những suy nghĩ tương tự. Hai năm trước, cơ hương ngưng vẫn còn là một thành viên vô danh trong số họ, nhưng bây giờ, tất cả những người trẻ tuổi trong nhánh phụ đều đã đứng ngoài cuộc chơi và đều coi cơ hương ngưng là thần tượng của mình. Cô ấy đã đấu tranh để giành được vị trí trong hội đồng quản trị cho nhánh phụ, và cũng là người đầu tiên và duy nhất trong nhà họ cơ phá vỡ các quy tắc thăng tiến, nhưng quan trọng nhất, cô ấy vẫn là phụ nữ. Phụ nữ của nhà họ cơ luôn chỉ được xem là đối tượng liên hôn để đi đổi chắc lợi ích, cho dù là người trong dòng chính hay nhánh phụ cũng đều như vậy. Nhưng cơ hương ngưng đã không chấp nhận số phận, cô ấy đã chống lại sự sắp đặt hôn nhân của gia đình, cho đến bây giờ chuyện đó vẫn được rất nhiều người nhắc đến vào lúc này thì nhiều người mới bắt đầu phản ứng nếu cơ hương ngưng vẫn luôn xuất sắc như vậy vậy cuộc khủng hoảng năm đó có thật sự giống như những gì mà một số phương tiện truyền thông đã đưa tin hoàn toàn có thể khẳng định chuyện này nhất định có liên quan đến cơ hương ngưng hơn nữa nếu cẩn thận đem các dữ kiện liên hệ với nhau liền sẽ phát hiện mục đích cuối cùng của cuộc khủng hoảng chính là khiến cho cơ hương ngưng nắm được quyền chủ động thay vì bị động trong cuộc hôn nhân sắp đặt đó cô ấy muốn kết hôn thì gia tộc phải phá sản còn cô ấy không bằng lòng gả đi thì lại trở thành đại anh hùng của gia tộc. Mặc dù hầu hết mọi người đều suy đoán như vậy, nhưng rất ít người thực sự đến gặp cơ chấn hùng để làm rõ vấn đề này, vì họ đều không có bằng chứng. Nếu không có bằng chứng thì đó chỉ là phỏng đoán không có thật. Hơn nữa, cơ chấn hùng bây giờ đối với cơ hương ngưng cũng rất lịch sự, không dám tùy ý đắc tội, làm sao ông ta có thể vì chút suy đoán mơ hồ mà trở mặt với cơ hương ngưng được. Ngay cả khi có bằng chứng, cơ chấn hùng cũng sẽ chỉ coi nó như vô hình. Sau khi được thăng hạng, gia đình một mặt tổ chức tiệc ăn mừng, mặt khác cũng tổ chức một bữa tiệc riêng cho cơ hương ngưng. Trong bữa tiệc ăn mừng này, cơ hương ngưng ngồi cùng bàn với một vài người nắm quyền trong nhánh phụ. Trong số con cháu trẻ tuổi, cô ấy là người duy nhất có được vinh dự này. Nhưng cơ hương ngưng không vì vậy mà mừng rỡ, thay vào đó, cô ấy nói thẳng với những người nắm quyền trong nhánh phụ rằng khi cô được thăng hạng thì phải có ghế trong hội đồng quản trị yêu cầu này khiến các vị trong dòng chính cảm thấy không hài lòng, chỉ là một đứa con gái, mặc dù có năng lực tốt, được sự giúp đỡ của người tài như Lý Phong, nhưng cỡ như cô mà cho một ghế trong hội đồng quản trị thì cô có thể ngồi vững sao. Bên cạnh đó, cô có thể có ngày hôm nay còn không phải là nhờ vào những vị trong nhánh phụ chúng tôi hay sao? Không cần phải tranh giành quyền lực một cách vội vàng như vậy chứ. Cơ hương ngưng không có ý định thảo luận với họ, cô ấy đã từng nghĩ nhánh phụ chính là nhà của mình, còn dòng chính chỉ là một bãi rác thối không hơn không kém. Nhưng bây giờ xem ra cho dù là dòng chính hay nhánh phụ cũng đều giống nhau, chỉ là bên đây đấu tranh ít hơn một chút, bên kia tranh đấu nhiều hơn một chút mà thôi. Nếu như muốn thay đổi nhà họ Cơ thì cô ấy phải làm chủ tịch. Khi đó, sẽ không còn sự khác biệt giữa dòng chính hay nhánh phụ nữa. Theo Hoắc Khải, điểm tắc nghẽn của doanh nghiệp gia đình nằm ở sự tranh giành quyền lực của tất cả các bên thường thì hầu hết các nguồn quỹ và năng lượng đều bị lãng phí vì sự cạnh tranh này. vì vậy muốn doanh nghiệp gia đình phát triển tốt hơn thì phải phá bỏ gông cùm, dòng chính hay nhánh phụ cũng đều là gia đình, không có sự khác biệt, đều phân chia lợi ích theo năng lực. chỉ có như vậy thì mới có động lực thật sự để tiến lên. nếu không thì những người có năng lực nhưng không thuộc dòng chính sẽ không thể nhìn thấy được hy vọng, làm sao có thể tận tâm tận lực giúp gia tộc làm việc đây? Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì chẳng khác gì nhà họ Lý, ai nấy đều nằm chờ chết. Gia tài cạn kiệt thì chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc sống qua ngày. Đây là yếu tố lớn nhất dẫn đến thất bại của hầu hết các doanh nghiệp gia đình, ngoài những sai lầm lớn trong hoạch định mục tiêu chiến lược. Cơ hương ngưng tin tưởng Hoác Khải, hiện tại cô ấy đang từng bước leo lên theo kế hoạch của Hoác Khải, chẳng mấy chốc mà lật đổ cuộc đời đã được sắp đặt trước đó. Nhưng cô ấy biết rằng đây vẫn chưa phải là đỉnh cao, mà chỉ là sự khởi đầu. Khi cô ấy được bước chân vào hội đồng quản trị, thì kế hoạch thật sự mới được bắt đầu. Cơ hương ngưng của trước đây chỉ hy vọng rằng cô ấy có thể được thăng hạng và làm chủ một chi nhánh cho đến khi nghỉ hưu. Nhưng bây giờ, mục tiêu của cô ấy chỉ có một, đó là dẫn dắt nhà họ cơ hướng tới một tương lai rực rỡ hơn. chương 442, Tiến triển mới Chuyện ẩm ý của lớp trẻ trong gia tộc không được mấy người cấp cao như cơ chấn hùng công nhận, mà trái lại các bậc cha ông của mỗi nhà còn túm cổ mấy đứa con cháu của mình mắng cho một trận. Mấy đứa không có năng lực như cơ hương ngưng thì đừng có mà lèo nhèo gì ở đây, muốn kéo cô ta xuống nước thì cũng không phải lúc này. Trung Quy vẫn là bề trên có tiếng nói, rất nhanh đã trấn áp sự không phục của lớp trẻ. Dù cho trong lòng có khó chịu đến thế nào đi nữa thì họ cũng chẳng còn cách gì như vậy là cơ hương ngưng đã trở thành người duy nhất trong cả nhà họ cơ nhảy thẳng từ hàng thừa kế thứ tư lên hàng thừa kế thứ hai trong vòng một năm. Mấy chuyện này của nhà họ cơ không cần hoắc khải tốn nhiều sức lắm, mọi việc đều là nước chảy thành sông. Anh dành nhiều sự chú ý cho nơi khác hơn. Một là cao thủ vô danh cuối cùng cũng đã hồi âm, anh ta tỏ ý chấp nhận tiếp thu đề nghị của hoắc khải, dựa vào kỹ thuật của mình để kết hợp cái ảo với hiện thực, từ đó hoàn thành việc thách thức mục tiêu vĩ đại của cả thế giới thư hồi âm này làm Hoắc Khải vô cùng vui mừng. Cao thủ vô danh là người có năng lực kỹ thuật mạng mạnh nhất mà anh từng gặp. Tuy rằng người này chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng khiêm tốn không đồng nghĩa với không có thực lực. Có được sự giúp đỡ của anh ta, công ty ở nước ngoài của Hoắc Giai Minh chắc chắn có thể phất lên càng nhanh hơn nữa. Hoắc Khải gửi địa chỉ công ty ở nước ngoài đó cho cao thủ vô danh, rồi lại báo cho cổ ngôn tài để anh ta phụ trách đi tiếp nhận, còn nói thêm về tình huống đặc thù của vị cao thủ vô danh này. Cổ ngôn tài chỉ cần giao hết những việc có liên quan đến VR cho anh ta, những việc khác không cần quan tâm. Chuyện gì có thể bỏ qua được thì cứ để cho anh ta làm, cho dù trời có sập xuống cũng không cần ngăn cản. Cổ ngôn tài cũng không có ý kiến gì với chuyện này. Anh ta đã quen với phong cách của Hoác Khải, chỉ cần có thể tạo ra thành tích thì có xảy ra chuyện lớn đến đâu anh cũng có thể gánh hộ cho được. Chính vì có được bản lĩnh như vậy nên Hoắc Khải mới có thể quy tụ nhiều nhân tài về bên mình đến thế. Trên thế giới này người có năng lực, có hoài bão nhiều vô cùng, nhưng họ không thành tài được, nguyên nhân cũng chỉ vì thiếu đi một quý nhân làm hậu thuẫn kiên cường cho mình. Mà Hoắc Khải lại là một người như thế. Chỉ cần chứng minh mình đáp ứng được yêu cầu của anh thì không có gì là không thể làm. Công ty nước ngoài của Hoặc Giai Minh có được sự giúp đỡ của đội ngũ thiên cơ và sự viện trợ mạnh mẽ từ bên ngoài của vị cao thủ vô danh này thì việc quật khởi đã nắm chắc trong tầm tay. Trong một khoảng thời gian ngắn tới đây chắc nó sẽ không cần nhiều sự quan tâm nữa, dù sao thì có quy tụ nhiều nhân tài đến mấy vẫn phải cần chút thời gian mới tạo ra được thành tích. Bên phía hy vọng mới cũng đã gửi đến tin tức tốt lành. Phương hướng mới mà Ninh Thần nghiên cứu trước đó cũng đã có tiến triển, hai công ty chi nhánh Ất Sửu và Bính Tuất cũng đã được thành lập công ty chi nhánh ất sử phụ trách phát triển tập đoàn thực phẩm, còn công ty chi nhánh bính tuất thì phụ trách kết hợp ngành thể dục, giảm béo với quan hệ công chúng. Xét ra thì công ty chi nhánh ất sử dễ tạo được thành tích hơn, bởi nền móng của tập đoàn thực phẩm đã được xây dựng vững chắc, thực phẩm giảm cân của công ty chi nhánh giáp từ giờ đang nổi danh khắp nước. Ninh thần đang chuẩn bị nhà máy, định làm đóng gói chân không, nhưng do yêu cầu đối với mùi vị quá khiêm khắc nên thời gian lên kệ vẫn chưa được xác định. Còn về công ty chi nhánh Bính Tuất thì bởi vì kết hợp quan hệ xã hội cần sự giúp đỡ của kỹ thuật VR nên muốn biết khi nào bọn họ có thành tích thì phải xem công ty chi nhánh ở nước ngoài của Hoắc Gia Minh bao giờ mới quật khởi. Hai công ty này nhìn thì có vẻ độc lập, thuộc về thế lực khác nhau, nhưng vận mệnh lại âm thầm liên quan chặt chẽ lại với nhau. Ngoài ra, Ninh Thần cũng làm theo ý kiến của Hoắc Khải, bắt đầu phát sóng một lượng lớn loại quảng cáo tuyên truyền về thực phẩm lành mạnh. Bây giờ con người ta rất coi trọng dưỡng sinh. Những người xung quanh hở ra là các thể loại ung thư, dọa bọn họ sợ chết khiếp. Nếu có một công ty có thể giúp họ không cần từ bỏ món ngon mà còn có thể giảm béo một cách nhẹ nhàng thì cớ gì mà lại từ chối cơ chứ? Nhờ có sự phát triển thần tốc của thời đại mạng internet, quảng cáo liên tục không ngừng khiến cho danh tiếng của công ty Hy vọng mới nhanh chóng vang dội khắp nơi. Gần như mọi người dân cả nước đều biết có một công ty là người lãnh đạo chuyên nghiệp về giảm béo lành mạnh như vậy. Lượng tiêu thụ của cửa hàng tao bao tăng mạnh Đến phía chính phủ còn chủ động tìm đến hỏi có muốn mở cửa hàng flagship không. Nếu như muốn mở thì có thể miễn giảm gần như hầu hết mọi chi phí, hơn nữa còn cho thêm các đường đi nước bước trong chính sách ưu tiên. Hoặc Khải không có nhiều yêu cầu lắm về chuyện có mở cửa hàng flagship hay không. Theo anh thì cho dù là bình dân như Tao Bao hay là thứ được cho là cao cấp hơn như TMO thì cũng không khác gì nhau lắm. Nếu người ta thực sự muốn mua sản phẩm của anh thì sẽ không quan tâm cửa hàng của anh thuộc thể loại gì nhưng trong mắt một số người thì họ vẫn cảm thấy cho dù tao bao có lớn đến mấy thì cũng chỉ là cửa hàng bình dân mà thôi, còn cửa hàng flagship mới càng thể hiện rõ sự chính quy. Hoắc Khải giao quyền mở cửa hàng hay không cho ninh thần, để cô tùy ý quyết định. Ngoài ra, ngoại trừ thương hiệu của công ty hy vọng mới thì toàn bộ thương hiệu của 60 công ty chi nhánh từ giáp tử đến quý hợi đều được đăng ký trước. Có một số thương hiệu bị người khác đăng ký trước thì sẽ được mua thẳng về chỉ riêng đăng ký thương hiệu đã tiêu tốn mấy mấy trăm ngàn tệ. Có điều bây giờ đối với công ty hy vọng mới mà nói thì chỉ có mấy trăm ngàn tệ đã không còn đủ dính răng nữa. Lợi nhuận trong một tháng của cửa hàng Tao Bao đã là 20 đến 30 triệu tệ, hơn nữa còn đang tăng lên theo từng ngày. Theo tình hình phát triển trước mắt thì tổng lợi nhuận của cả năm nay có lẽ sẽ vượt 400 triệu tệ, thậm chí có khi đạt đến 500 triệu tệ. Đây còn là vì dụng cụ thể thao và đồ uống giảm cân mới được đưa ra thị trường, còn chưa tạo nên sức ảnh hưởng mang trên toàn quốc. Hơn nữa việc bán hàng ngoại tuyển cũng đang diễn ra rất sôi nổi, hầu hết các đại lý đã thương lượng xong, chỉ còn đợi toàn bộ hệ thống phân phối được thành lập nữa là có thể chính thức ra mắt. Tuy rằng bây giờ việc kinh doanh ngoại tuyến bị mua hàng trực tuyến chèn ép rất mạnh mẽ, nhưng kinh doanh ngoại tuyến chưa hoàn toàn sụp đổ, vẫn thể hiện sức sống vô cùng ngoan cường. Nhưng nếu việc kinh doanh ngoại tuyến muốn tiếp tục tồn tại, thì nó phải kết hợp với kinh doanh trực tuyến để thực hiện một bước chuyển đổi nhỏ. Đơn giản nhất chính là các loại việc tương tự như mua nhóm trên mạng Internet, loại giống như là chân chạy vặt gì đó. Bây giờ người ta lười như vậy thì cho dù có muốn giảm cân cũng không muốn tự mình chạy đi mua đồ. Chỉ cần bỏ mấy tệ ra là đã có người đưa đến tận cửa, việc gì phải tự mình đội nắng ra ngoài mua chứ. Chỗ khó khăn nhất của hệ thống phân phối nằm ở vấn đề hậu mãi chính thức do Hóc Khải đề ra. Theo quan niệm của anh thì quá trình mua bán do bên đại lý phụ trách. Nhưng hậu mãi thì bắt buộc phải do người bên mình xử lý. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu cách tiếp cận khách hàng nhanh nhất có thể sau khi sự cố xảy ra, chỉ có xác định được thời gian này thì quy trình bán hàng mới có thể được chuyển hóa. Yêu cầu của Hoác Khải là tất cả các vùng trong cả nước phải dựa trên thời gian hoạt động của đường sắt cao tốc làm tiêu chuẩn, chậm nhất là trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Đây còn chỉ là tiêu chuẩn bước đầu, sau này khi hệ thống đã đi vào hoạt động thì mỗi tỉnh đều phải có điểm xử lý hậu mãi. Rồi từ cấp tỉnh tỏa ra các vùng lân cận, đáp ứng tiêu chuẩn mà khách hàng cần trong 6 tiếng đồng hồ. Mục tiêu cuối cùng đương nhiên là thiết lập điểm xử lý hậu mãi ở mỗi thành phố, trong vòng 2 tiếng đồng hồ chắc chắn phải giao đến nơi. Nói tóm lại thì chỉ cần khách hàng có vấn đề gì thì phải dùng tốc độ nhanh nhất và thái độ tốt nhất để xử lý, tuyệt đối không được để người ta mất đi lòng tin sau khi mua hàng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến người ta không hề lo nghĩ gì khi mua hàng công ty hy vọng mới ngày càng lớn mạnh, nhiều nhà đầu tư mạo hiểm cũng bắt đầu chủ động tìm đến. Trước kia khi Hoác Khải bán 10.000 tệ một cổ phiếu, tổng cộng bán ra 100 triệu cổ phiếu, chiếm 10% tổng giá trị cổ phiếu của công ty thì chẳng có ai thèm để ý đến, chỉ có hai nơi chia nhau mỗi nơi mua 1.000 cổ phiếu. Mà bây giờ có ít nhất mười mấy, 20 nhà đầu tư mạo hiểm, mỗi người đều muốn mua từ 2.000 cổ phiếu trở lên. Chỉ riêng tiền vốn của những nhà đầu tư này thôi đã có thể đem đến lợi nhuận hàng trăm triệu cho công ty Hy vọng mới. Phải biết rằng, trước khi niêm yết thì vốn cổ phần cũng chỉ là một tờ giấy vứt đi mà thôi. Anh bảo một cổ phiếu đáng giá 100 triệu cũng được, dù sao cũng chẳng nơi đâu đề ra quy tắc giá kịch trần của cái này cả. Có thể khiến những nhà đầu tư mạo hiểm tinh anh này dám bỏ ra mấy chục triệu tệ để mua cổ phiếu, chứng tỏ rằng công ty Hy vọng mới đã chính thức lọt vào tầm mắt của các công ty vốn đầu tư. Cổ phiếu ảo được đổi thành hàng trăm triệu tiền thật, cho dù là Ninh Thần, Mục Thế Kiệt hay những người khác đều vui mừng không thôi. Vì vẫn còn hàng chục triệu cổ phiếu đang chờ người có duyên đến mua, nếu thực sự bán số cổ phiếu này đi thì nó phải lên đến hàng ngàn tỷ tiền mặt đấy. Trước mắt trong nước vẫn chưa có công ty nào kiếm được cả ngàn tỷ tệ chỉ bằng cách bán cổ phiếu cả đâu. Công ty Hy Vọng mới có thể là nơi đầu tiên thực hiện được điều đó hay không, chẳng cần nghĩ cũng biết, tất cả mọi người đều đang mong đợi ngày đó đến. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rất rõ, người đem đến hy vọng này cho mình chính là người đàn ông tên Lý Phong. Sự kính nể của mọi người đối với Hoác Khải đã đạt đến một tầm cao mới khi các nhà đầu tư mạo hiểm đua nhau tìm đến. Tuy rằng bây giờ các hạng mục của công ty hy vọng mới đều đang tiến hành rất thuận lợi, nhưng Hoác Khải không dành quá nhiều sự chú ý ở phương diện này, bởi vì lúc này đây, cuối cùng bà cụ nhà họ Lý đã gửi cho anh tin tức mới. chương 443, thay đổi vô cùng lớn. Thám tử tư mà nhà họ Lý tìm được mời từ nước ngoài đến, một là vì để chuyên nghiệp hơn, hai là để không tra ra được gốc dễ gì, ít nhất có xảy ra chuyện cũng không tìm được đến nhà họ Lý. Sau một thời gian chỉnh lý và điều tra thì những người này đã xác định được một chuyện, cái chết của Lý Trấn Quốc có liên quan đến một sát thủ mang biệt hiệu dây em. Mà tên này bất ngờ bị tóm trong một lần làm nhiệm vụ, tuy rằng may mắt thoát được, nhưng vì bị thương nặng, nhất là ở hai ngón tay và một bên mắt, cho nên không thể tiếp tục công việc nguy hiểm như thế này nữa. Cho nên tên sát thủ này mai danh ẩn tích, đến một thành phố nhỏ bán hoa quả kiếm sống. Địa chỉ cụ thể đã được điều tra ra, kể cả tên họ hiện tại, bối cảnh gia đình, quan hệ xã hội của hắn. Mà lần theo dòng thông tin của tên sát thủ này, còn tìm ra được một tài khoản. Tài khoản này lúc đó được gửi một khoản tiền từ thành phố Bắc Thiên Sơn ở trong nước, mà vì vấn đề ở chỗ Ủy ban Quản lý Ngân hàng Quốc gia cho nên không biết được cụ thể là ai. Trừ việc đó ra thì còn một manh mối quan trọng khác, Bắc Thiên Sơn từng là nơi khai thác quặng khoáng sản của nhà họ Lý. Từ điểm này có thể thấy được, người gửi tiền cho tên sát thủ rất có thể liên quan đến nhà họ Lý, mà lúc đó người nắm quyền khai thác khoáng sản nơi này chính là Lý Thắng Bân. Bây giờ bà cụ đang cho người bí mật điều tra lịch sử giao dịch năm đó của Lý Thắng Bân, muốn tìm ra được chứng cứ rõ ràng hơn. Nếu như chứng minh được tất cả là do Lý Thắng Bân làm, thì chỉ có thể vì đại nghĩa mà không quản người thân thôi. Hoác Khải nhìn thấy tin tức mà bà cụ cho người gửi đến thì trao mày. Lý Thắng Bân là một trong những nhân vật của nhà họ Lý có địa vị vô cùng cao mà còn nắm quyền lực thực sự, cũng là nhân vật có tính đại diện nhất của chi phụ. Từ trước đến nay ông ta đều không hài lòng với chi chính, nếu như thật sự vì đố kỵ hay thù hằn mà cử người ám sát Lý Trấn Quốc thì cũng không phải là không thể. Nhưng theo Hoắc Khải thấy thì chuyện này không đáng tin lắm. Anh từng gặp Lý Thắng Bân, ông ta là người khôn ngoan, cho dù trước kia Hoắc Khải làm việc ở nhà họ Lý có ngông nghênh đến thế nào thì cũng không thấy ông ta thực sự làm trò gì. Người chỉ ồn ào không nặng không nhẹ mấy câu đó thật sự sẽ thuê sát thủ giết người sao? Còn nữa, lúc đó Bắc Thiên Sơn là do Lý Thắng Bân phụ trách, tất cả nguồn thu nhập đều do ông ta tiến hành sắp xếp. Nếu đã như vậy, Tại sao Lý Thắng Bân phải gửi tiền trong địa bàn của chính mình? Cứ chọn bừa một nơi khác không ổn thỏa hơn sao? Đương nhiên rồi, nếu nghĩ theo hướng tư duy ngược thì Lý Thắng Bân đã dùng biện pháp như thế này để giúp bản thân mình thoát khỏi diện tình nghi. Chỉ là khả năng của chuyện này không cao, có rất nhiều cách để thoát khỏi diện tình nghi, không nhất thiết cứ phải tập trung hết sự chú ý lên người mình. Làm như vậy chỉ có hại chứ chẳng lợi lộc gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có đi tìm tên sát thủ có biệt hiệu dây em kia mới là ổn thỏa nhất. Bởi vì chắc chắn năm đó hắn đã có tiếp xúc với người sai khiến mình, cho dù chưa từng gặp mặt thì cũng phải biết được điều gì khác. Nếu có thể hỏi ra được tin tức gì từ người này thì chắc chắn đáng tin cậy hơn mấy tên thám tử tư nhiều. Chỉ có điều sát thủ ở ẩn vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm rất cao, nếu muốn đi tìm hắn thì bắt buộc phải chuẩn bị cho thật tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoác Khải mở cửa sổ ra, sau đó đóng cửa chính lại, rót hai cốc trà để trên bàn. Một lúc sau, đường thế minh mở cửa chính bước vào. Anh ta ngồi xuống ghế sofa, cầm cốc trà trên bàn lên. Hoác Khải nhìn anh ta, cười nói tôi còn tưởng anh sẽ bỏ từ cửa sổ vào. Làm như thế càng dễ gây sự chú ý, chỗ này của cậu là tầng 17, đường thế minh để cốc trà xuống, hỏi gọi tôi đến có việc gì. Tuy rằng hai người họ không có giao lưu gì nhiều lắm, nhưng lại hình thành một sự ăn ý kinh người giống như bây giờ Hoác Khải chỉ cần mở cửa sổ rồi rót hai cốc trà là đường Thế Minh đã đến rồi. Tôi muốn đi gặp một người, có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, đối phương có thể có vũ khí, Hoác Khải nói. Chỉ cần có tôi ở bên cạnh cậu thì trong vòng 3 mét không ai có thể nổ súng, đường Thế Minh tự tin đáp. Với trình độ và tốc độ phản ứng của anh ta, khi mọi người vừa nổ súng thì nắm đấm của anh ta đã đến nơi rồi. Ở cự ly xa thì viên đạn nhanh hơn nắm đấm, nhưng trong cự ly gần thì nắm đấm nhanh hơn viên đạn nhiều. Hoác Khải chỉ cần câu nói này, anh nói tiếp, vậy ngày mai xuất phát. Đường Thế Minh đáp một tiếng rồi bỏ cốc trà xuống, rời đi. Anh ta đến đã thần bí, đi lại càng thần bí hơn. Trừ Hoác Khải ra thì gần như chẳng có ai biết anh ta đã từng đến. Sau đó Hoác Khải báo với Ninh Thần rằng ngày mai phải đi xa một chuyến. Bây giờ Hoác Khải đang ngày càng bận, cùng với sự phát triển quan hệ xã hội của anh, Hoắc Khải lúc nào cũng phải tiếp xúc với đủ mọi loại người. Cứ vài ba ngày anh lại phải chạy ra bên ngoài, Ninh Thần sớm đã quen rồi. Thực ra cũng có lúc Ninh Thần hối hận, nếu biết trước bây giờ bận như vậy thì lúc đó không nên làm kinh doanh to như vậy. Bây giờ thì hay rồi, tuy rằng kiếm được tiền, nhưng thời gian cả nhà ở bên nhau lại ít hơn lúc trước nhiều. Mà cho dù bây giờ cô có muốn bỏ thì cũng không có cách nào. Đừng nói chỉ ba công ty chi nhánh giáp tử, ất sửu, bính tuất này, chỉ riêng trụ sở chính hy vọng mới giờ đã có khoảng 50 nhân công. Cộng tất cả mọi người lại với nhau đã phải mấy trăm rồi. Nhiều cái miệng đợi mình cho ăn thế, sự vụ lại cứ liên tiếp nhau, dừng thế nào được. Có một số con đường, một khi đã đi rồi thì chẳng bao lâu sẽ phải chạy, sau đó thì sẽ không dừng nổi nữa. Giống như trong tiểu thuyết Võ Hiệp có kể rằng, thời xưa có một loại chim không chân, chỉ có thể mãi bay lượn trên bầu trời ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, mãi cho đến một ngày không bay nổi nữa, đành phải ngã chết. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng như vậy, hoặc là phải luôn tiến về phía trước, hoặc là sẽ bị thời đại đào thải, chẳng có mấy người sẽ chọn giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang. Cho nên ninh thần cũng chỉ có thể cảm khái đôi chút, không hề có ý định từ bỏ thật. Công việc của công ty hy vọng mới thực sự rất nhiều, số người muốn hợp tác cứ tăng không ngừng, chỉ dựa vào một mình ninh thần thì hoàn toàn không thể nào ứng phó nổi. những người đã gia nhập từ lúc mới bắt đầu như giản tư tư đây, ai nấy cũng đều đã trở thành những nhân vật có cấp bậc thấp nhất là giám đốc. chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, công việc với cường độ cao và tiếp xúc với người có tầm nhìn siêu việt như hoắc khải đã giúp họ học được những thứ mà người khác có khi mấy năm cũng không học được. ninh thần cũng không vì công ty lớn mạnh mà xem thường những nhân công cũ này, dù cho bọn họ đều còn rất trẻ nhưng như Hoác Khải đã nói, người trẻ mới sông pha, năng lực tiếp thu mới mạnh. Chỉ cần đủ năng lực thì tuổi tác không quan trọng. Không còn nghi ngờ gì, giản tư tư chính là người ưu tú nhất trong số đó. Từ cô gái ngây thơ thuở ban đầu đến bây giờ, cô đã trưởng thành hơn một năm trước nhiều. Tác phong làm việc của cô ấy chịu ảnh hưởng rất lớn từ ninh thần và hoác khải, làm gì cũng vô cùng quyết đoán, mạnh mẽ, có bản lĩnh. Kể cả mấy người cùng lứa cũng rất kính nể cô ấy nếu không có gì bất ngờ thì chỉ qua một khoảng thời gian nữa thôi là Ninh Thần sẽ chính thức thăng chức lên thành phó tổng giám đốc, hơn nữa còn được thưởng một ngàn cổ phiếu. Phải biết rằng, nếu tính theo giá trị cổ phiếu bây giờ của hy vọng mới, thì một ngàn cổ phiếu chính là 10 triệu tệ. Tuy rằng có một số người thấy chỉ có kẻ ngốc mới bị lừa bằng cái 10 triệu tệ này, nhưng người của công ty hy vọng mới đều kiên định rằng giá như thế là rất hợp lý. Mà trừ cổ phiếu ra, lương năm cũng sẽ tăng lên hơn triệu tệ cho nên giản tư tư chắc là người có thành tựu cao nhất trong khóa tốt nghiệp của trường cô ấy năm đó rồi. Lần hợp tác mấy hôm trước, cô ấy còn bất ngờ gặp lại Ninh Hạo Bân, người bạn trai cũng năm đó vì phản bội mà bị đuổi ra khỏi công ty. Lâu rồi không gặp, Ninh Hạo Bân lại quay về thành phố này, hơn nữa còn gia nhập vào một công ty nào đó, đảm nhiệm chức trợ lý tổng giám đốc, lương tháng khoảng 20 đến 30 ngàn tệ, đối với người vừa tốt nghiệp chưa đến 2 năm mà nói thì lương cao như vậy có thể coi là rất giỏi rồi. Nhưng Ninh Hạo Bân không vui nổi, cho dù anh ta làm việc ở công ty có tổng tài sản gần 1 tỷ tệ, có thể coi là công ty to rồi, nhưng so với lúc ở hy vọng mới thì mức lương không hề tăng vọt. Lúc đó anh ta đã có lương hơn 10 ngàn gần 20 ngàn tệ rồi, bây giờ chỉ có tăng lên 0,5 lần mà thôi. Nhất là ngày hôm đó anh ta được giám đốc đưa đi cùng, nói là phải đàm phán một cuộc làm ăn lớn, Đến nơi mới biết bên hợp tác là hy vọng mới, mà người phụ trách đàm phán lại là bạn gái cũ, Giản Tư Tư. Giản Tư Tư mặc một bộ đồ công sở, vừa trưởng thành vừa xinh đẹp động lòng người, Ninh Hạo Bân nhìn mà ngây ra. So với lúc rời đi, bây giờ Giản Tư Tư có thêm sức hút của sự trưởng thành, mỗi một động tác đều làm người ta say đắm. Biểu cảm không giận mà uy của cô ấy càng làm cho người ta khó mà thoát ra được. Điều quan trọng hơn là giờ cô ấy đã là giám đốc của công ty hy vọng mới, lương tháng phải từ 50.000 tệ trở lên. Lúc mới đến công ty, nghe người ta giới thiệu vị giám đốc giản này sẽ trở thành phó tổng giám đốc của trụ sở chính hy vọng mới nhanh thôi, lương một năm phải hơn triệu tệ. Hơn nữa còn được thưởng cổ phiếu có giá hơn chục triệu. chương 444, kém hơn cô nhiều. Thời gian chia xa không dài, nhưng từ lúc đó đến giờ lại thay đổi lớn đến như vậy mình chỉ là một trợ lý giám đốc nhỏ bé còn thu nhập của giản tư tư lại gấp đôi bản thân thậm chí không lâu sau sẽ còn tăng lên nữa chỉ riêng chục triệu tệ cổ phiếu thôi là đã không biết phải kiếm tiền bao lâu mới lại được lúc mới vào công ty ninh hảo bân là người được cả công ty kể cả hoác khải coi trọng nhất anh ta đủ giỏi giang chỉ là tính cách có chút nóng vội cần phải va chạm thêm hoác khải và ninh thần đã chuẩn bị sẵn rèn luyện anh ta thêm 2 năm rồi sẽ cho đảm nhiệm trọng trách lớn. Nhưng Ninh Hạo Bân lại không có tính nhẫn nại, anh ta vì coi thường Hoắc Khải và Ninh Thần chẳng có bằng cấp gì, chỉ là chó ngáp phải ruồi, nên mới lựa chọn phản bội công ty. Sau cùng Hoắc Khải thu hồi lại toàn bộ một loạt nào tiền, nào phòng, rồi các loại khen thưởng, còn tí thì phải ra hầu tòa. Nếu không phải Ninh Thần mềm lòng không đuổi cùng giết tận, thì có khi bây giờ Ninh Hạo Bân vẫn còn đang nằm khoèo trong tù mà không chỉ có giản tư tư thay đổi nhiều, kể cả công ty hy vọng mới cũng từ một doanh nghiệp quy mô nhỏ chỉ có 5, 6 người đã phát triển thành một doanh nghiệp lớn có 3 công ty chi nhánh, với tổng nhân công lên đến hàng trăm người và giá trị công ty phải lên đến 10 chữ số trong vòng hơn một năm. Chuyện gần hai chục nhà đầu tư mạo hiểm chạy đến mua cả trăm triệu cổ phiếu với giá 10.000 tệ một cổ phiếu đã lan truyền trong giới tài chính từ lâu, Ninh Hạo Bân cũng không phải chưa từng thấy. Anh ta thực sự không hiểu, đôi vợ chồng chó ngáp phải ruồi đó sao lại tốt số đến vậy? Bọn họ không phải nên sớm phá sản vì phạm các loại lỗi lầm nào đó hay sao? Tại sao mà chẳng những không phá sản, trái lại ngày càng phát triển như thế? Bây giờ lại nghe rất nhiều người nói, mấy năm gần đây công ty hy vọng mới có vẻ sẽ sáng tạo nên thần thoại về kinh doanh ngoại tuyến. Mấy năm gần đây, chỉ cần là phất lên nhanh chóng thì đều là trong ngành tài chính, không thì cũng là về mạng Internet, chẳng có ngoại lệ nào. Việc kinh doanh ngoại tuyến xuống dốc khiến các doanh nghiệp ngoại tuyến muốn thành công cũng khó khăn hơn nhiều. Nói trắng ra thì chủ yếu do người tiêu dùng đang ngày càng soi mói, bắt bẻ hơn nên chi phí sản xuất của doanh nghiệp ngoại tuyến cũng theo đó mà tăng lên, nếu không thì chất lượng sản phẩm khó mà được cải thiện. Mạng internet lại không giống vậy, tất cả chỉ dựa vào đôi bàn tay của lập trình viên. Thứ gọi là chi phí cũng chỉ có máy tính, tiền mạng, tiền điện, thấp đến chẳng còn gì để nói chỉ có sau này phát triển thêm thì mới nảy sinh ra các chi phí liên quan đến máy móc phục vụ thì mới có thể coi là tiền to nói tóm lại chuyện chỉ dựa vào sản phẩm giảm cân mà có thể phất lên nhanh chóng như công ty hy vọng mới đây thậm chí có thể coi là kỳ tích có người nói bọn họ hoàn toàn là vì gặp thời nếu không phải sự kiện toàn dân giảm béo kia thành công thì làm gì có thành tựu lớn như bây giờ cũng có người nói công ty này thật sự có năng lực mấy sự kiện như toàn dân giảm béo không thiếu nhưng chỉ có mối hy vọng mới thành công, chẳng có thêm ai khác được như vậy cả. Không phải là họ không có điều kiện này, mà là sự kiện toàn dân tham gia phải có được sự điều khiển kinh người từ lên kế hoạch đến xử lý cả quá trình sự kiện. Nếu không nắm bắt được tốt chi tiết thì anh khó mà thành công được. Cho dù có nói như thế nào thì sự thành công của hy vọng mới là đã rõ như ban ngày. Lần gặp gỡ đầu tiên sau khi chia xa của Ninh Hạo Bân và Giản Tư Tư đương nhiên sẽ có chút gượng gạo. Nhưng Giản Tư Tư rất nhanh đã tập trung vào công việc, không bị phân tâm nhiều vì chuyện ngày trước. Ngược lại Ninh Hạo Bân lại không ngồi yên được, nhiều lần mắc sai lầm, khiến cho giám đốc không vừa lòng, nghiêm khắc phê bình một trận. Đây là công ty hy vọng mới nóng bỏng tay trong ngành, vô cùng chú trọng thái độ làm việc và vấn đề chi tiết, anh phạm mấy lỗi này trước mặt bọn họ là muốn phá đám à? Nếu đổi lại là công ty khác không chuyên nghiệp như vậy, Giản Tư Tư đã từ chối hợp tác từ lâu rồi nhưng thấy Ninh Hạo Bân bị mắng như con không ngóc nổi đầu lên như vậy, cô ấy lại có chút không nhẫn tâm. Nhớ ngày xưa lúc mới vào công ty, đầu của Ninh Hạo Bân ngẩng cao hơn ai hết, lúc đó anh ta kiêu ngạo biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao, anh ta xa sút như vậy, bị người ta mắng cho không ngóc nổi đầu lên. Có lẽ một phần vì do có mình ở đây, nhưng phần nhiều có khi là do cái gai góc của anh ta đã bị mài mòn đi nhiều rồi. Anh ta đã không còn là thiên tài coi trời bằng vung nữa, giờ đã xa chân thành một người bình thường. Cho dù hai người đã chia tay, thậm chí đã lâu không còn liên lạc, nhưng nhìn thấy Ninh Hạo Bân như vậy, trong lòng giản tư tư cũng ít nhiều cảm thấy buồn bã. Cuối cùng hai bên xác nhận quan hệ hợp tác, mà lúc giải tán, giản tư tư còn cố ý gọi Ninh Hạo Bân lại. Vị giám đốc kia còn tưởng giản tư tư muốn dăn dậy gì, vội vàng nói, giám đốc giản, thật ngại quá, cậu này mới đến công ty chưa được bao lâu, nghiệp vụ cũng không thạo lắm, Mong cô rộng lòng mà đừng chấp cậu ta, có gì về tôi sẽ trừ lương cậu ta." Ông hiểu lầm rồi, tôi là bạn học với anh ta, hơn nữa trước kia anh ta cũng từng làm việc ở Hy vọng mới, cho nên muốn Hàn Huyên Tâm sự một chút thôi, giản tư tư đáp. Vị giám đốc kia nghe vậy thì ngây ra, ông ta xoay lại hỏi Ninh Hạo Bân, "Ninh này, cậu là bạn học của giám đốc Giản à? Còn từng làm việc ở Hy vọng mới? Sao cậu không nói sớm, để việc thành ra như thế này?" Thế thì mọi người cứ nói chuyện đi, tôi về công ty trước. Hôm nay cậu Ninh tạm thời nghỉ phép đi, sau đấy nói chuyện tử tế với giản tư tư. Bạn học cũ gặp mặt, chắc chắn có nhiều chuyện để nói lắm. Tôi không làm phiền nữa nhé. Giọng điệu của ông giám đốc công ty này tốt hơn trước không biết bao nhiêu, còn chủ động cho nghỉ phép. Nhưng trong lòng Ninh Hạo Bân chẳng vui nổi chút nào, trái lại còn càng chán nản hơn. Đợi đến khi vị giám đốc kia rời đi, giản tư tư mới nói sao anh không nói mấy chuyện này với ông ta nói ra thì có gì hay lẽ nào phải nói cho tất cả mọi người biết tôi phản bội hy vọng mới còn bị đuổi ra khỏi đó sao ninh hạo bân lầm bầm giản tư tư im lặng một lúc khi ninh hạo bân bị đuổi đi là dưới hình thức từ chức chứ không phải bị cho thôi việc đó đã là giữ mặt mũi lắm rồi nếu không bây giờ anh ta khó mà tìm được công việc tất cả mọi công ty đều có thể chấp nhận một người có năng lực không giỏi nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người có tội danh ăn cắp bí mật thương mại. Người như vậy chính là một quả bom nổ chậm, không biết bao giờ sẽ phát nổ. Một lúc sau, giản tư tư mới mở lời, quả thực anh đã thay đổi không ít. Trước kia có lẽ anh sẽ tức giận mà la lối với tôi, hỏi tôi mấy câu kiểu như có phải tôi cảm thấy rất vui không, có phải thấy đồng tình với anh không đại loại vậy. Ninh Hạo bân run lên, giản tư tư nói đúng, anh ta của ngày trước, đúng là sẽ nói như vậy thậm chí lúc đăng ký thỏa thuận hợp tác, trong lòng anh ta cũng thầm nghĩ có lẽ nào giản tư tư đang đồng cảm với anh nên mới miễn cưỡng đồng ý hợp tác không. Anh ta rất muốn cự tuyệt tất cả, nhưng lại không thể nói ra được, bởi đây là sự hợp tác của công ty, một trợ lý nhỏ bé thì có tư cách gì mà phá dối. Thậm chí khi giản tư tư gọi tên anh ta, trong lòng Ninh Hạo Bân lập tức cảm thấy lo lắng, giống như cảm giác một đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt tại chỗ vậy. Mà bây giờ nghe những lời này của giản tư tư, ninh hạo bân không hề tức giận trái lại trong lòng anh ta càng chán nản vô cùng anh ta ngẩng đầu lên cười khổ nói cô cảm thấy bây giờ tôi có tư cách nói những chuyện này sao hy vọng mới đã trở thành công ty lớn có giá trị hơn tỷ tệ cô là giám đốc của nó là phó tổng giám đốc tương lai còn tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé thậm chí có chút chuyện còn con cũng làm không tốt so với cô tôi kém hơn nhiều giản tư tư nhìn ninh hạo bân lẩm bẩm thổn thức như vậy chẳng thế nào thấy được sức sống và thói kiêu ngạo năm xưa chỉ có hình ảnh bị áp lực dày vò khi trải qua cuộc bể dâu cô ấy hơi do dự một chút rồi lại nói nếu như làm việc ở bên ngoài không được như ý hay là quay về đi tôi có thể nói với tổng giám đốc ninh chị ấy tốt bụng như vậy chắc là sẽ không từ chối đâu ninh hạo bân hơi ngây ra từ ngày rời đi ấy anh ta chưa từng có suy nghĩ quay trở lại hy vọng mới trước kia là không thèm quay lại nghĩ rằng với năng lực của mình thì cho dù có ở đâu cũng có thể làm được xuất sắc. Công ty Tốt hơn Hy vọng mới trên thế giới này đầy ra, rồi sẽ có một ngày anh ta trở thành một nhân vật lớn, rồi quay trở lại nói với mấy người này, năm đó mấy người đã chọn sai rồi. Sau đó thì là chẳng còn mặt mũi nào mà quay lại, thậm chí khi nhắc đến ba chữ hy vọng mới, cả người anh ta đều phát run lên. Thời gian trôi qua rất lâu rồi, anh ta thay đổi rất nhiều công ty, nhưng liên tiếp gặp phải trắc trở vấp pháp. Tất cả mọi công ty đều không xem bằng cấp của anh, chỉ xem anh có kinh nghiệm làm việc thực tế hay không thôi. Nếu như không có thì thật xin lỗi, bắt buộc phải làm từ vị trí nhân viên, làm mấy việc vặt để thích ứng trước đã. Ninh Hạo Bân không thể nào thích ứng được, lúc anh ta ở Hy Vọng Mới đã là chủ lực của công ty, làm sao có thể chịu đi làm chân sai vặt. Sau khi liên tiếp bị từ chối thì cuối cùng anh ta chọn công ty hiện tại, cúi gằm mặt xuống mà làm việc. Cũng may là anh ta đã học được không ít điều ở hy vọng mới, công việc ở đây áp lực nhỏ, so với năng lực mà anh ta luyện ra được khi đó thì gánh vác rất dễ dàng. Mấy tháng sau thì anh ta được giám đốc phòng ban nhắm chúng, được cho làm trợ lý. chương 445, suy xét cho công ty. Tuy rằng đã được thăng chức, nhưng Ninh Hạo Bân vẫn chưa lấy được tinh thần từ cơn chán nản, bởi vì giản tư tư trưởng thành nhanh hơn anh ta quá nhiều. Không tính đến chuyện khác, chỉ riêng khả năng làm việc mà cô ấy thể hiện ra trong lúc đàm phán đã vượt qua anh ta không biết bao nhiêu lần. Còn về phía anh ta, có lẽ giỏi hơn nhân viên của công ty bình thường khá nhiều, nhưng nếu so sánh với giản tư tư thì cách biệt rất lớn. Bầu không khí làm việc của công ty hy vọng mới thế nào, Ninh Hạo Bân cũng biết được vài phần. Cường độ cực cao, động lực cực nhiều. Làm việc ở nơi này một năm thôi cũng bằng kinh nghiệm làm việc ở công ty bình thường 5 năm rồi. Và lại, đến thời điểm hiện tại, anh ta dần dần phát hiện ra, những đề xuất năm đó Hoác Khải đưa ra rất phù hợp với xu thế của thị trường. Quyết sách nào cũng cực kỳ đúng đắn. Đôi vợ chồng này, thực sự chỉ phất lên nhờ may mắn thôi sao? Lúc trước anh ta luôn cảm thấy họ gặp thời, nhưng bây giờ xem ra, không phải vì thế. Có lẽ họ không có học lực cao, có lẽ họ là người mới trên thương trường. Nhưng quyết sách của họ, cực kỳ phù hợp với quy luật thị trường. Đây mới là tư chất bẩm sinh khiến người ta phải ngưỡng mộ. Mà Giản Tư Tư chủ động khuyên anh quay về công ty Hy vọng mới khiến lòng Dạ Ninh Hạo bân trào lên nỗi cay đắng. Ngày rời đi, anh ta biết rằng mình sẽ bị rất nhiều người cười chê, có lẽ đến tận hôm nay vẫn còn người bàn tán về một tên ngốc từng phản bội Hy vọng mới, sau cùng bị đuổi khỏi công ty. Thế nhưng Giản Tư Tư không làm như vậy, tấm lòng lương thiện của cô là thứ mà ai cũng nhìn thấy được, không phải giả dối từ khi rời công ty đến nay không một ai hiểu được ninh hạo bân đương nhiên anh ta cũng không xứng đáng được thấu hiểu nhưng cảm giác được thấu hiểu thực sự rất tuyệt vời hốc mắt đỏ lên sống mũi cũng cay cay ninh hạo bân nói tôi không còn mặt mũi nào để quay về sự việc năm đó quả thật là do tôi không đúng luôn tưởng rằng mình giỏi giang nhất thiên hạ kẻ khác chỉ là thằng ngốc đến sau cùng mới biết chỉ có mình là ngốc nhất anh có thể nhận ra lỗi lầm của mình là chuyện tốt Chứng tỏ anh đã trưởng thành rồi, Giản Tư Tư giơ tay lấy ra một tấm danh thiếp, đặt trước mặt anh, nếu muốn quay về, cứ gọi điện thoại cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện cùng tổng giám đốc Ninh. Nói xong, Giản Tư Tư đứng dậy, rời đi. Ninh Hạo Bân nhìn chằm chằm vào danh thiếp rất lâu, sau cùng, anh ta vẫn cầm lấy nó, cất vào túi áo. Ngẩng đầu nhìn cửa ra vào đã không còn một ai, nghe thấy âm thanh hăng hái làm việc của nhân viên từ trong truyền ra một lúc sau ninh hạo bân cũng rời khỏi nơi này quay về hay không là một chuyện bây giờ anh ta chỉ muốn tìm nơi nào đó để bình tĩnh lại tìm một nơi để suy ngẫm lại từ đầu về cuộc đời của mình gánh nặng của mình và cả quá khứ của mình ngay tối hôm đó giản tư tư cũng nhắc đến chuyện về ninh hạo bân khi đang báo cáo công việc cho ninh thần khi biết được tình trạng của ninh hạo bân ở thời điểm hiện tại cùng với suy nghĩ muốn mời anh ta quay về Ninh thần nhíu mày đáp, cậu ta phản bội công ty, chỉ riêng điều này đã không thể tha thứ được. Năm xưa nếu không nhờ anh Phong phản ứng nhanh nhạy với cách giải quyết đúng đắn thì có lẽ bây giờ chúng ta chết đói cả rồi. Giản tư tư gật gật đầu, em biết, nhưng em cảm thấy bây giờ anh ấy đã không còn bộp chộp như trước kia nữa. Hôm nay, lúc bị trưởng phòng mắng một trận vì sơ suất trong công việc, anh ta còn chẳng dám ngẩng đầu lên. Năm xưa chẳng phải chị với ông chủ từng hy vọng có thể, mài mòn góc cạnh của anh ta để phó thác các nhiệm vụ quan trọng à. Bây giờ các góc cạnh của anh ta biến mất rồi, có lẽ có thể trao cho anh ta thêm một cơ hội." Ninh Thần nhìn cô ấy, đột nhiên hỏi, "Em đang đề nghị với chị bằng thân phận của một trưởng phòng hay đang đồng cảm với cậu ấy bằng tư cách cá nhân?" Giản Tư Tư không muốn giấu giếm điều gì, cô ấy đáp, "Cả hai đều có, nhưng nguyên nhân thứ nhất nhiều hơn một chút. Anh ta thực sự là một nhân tài hiếm thấy, chỉ cần sửa bớt khuyết điểm nhất định có thể tỏa sáng. Nếu để nhân tài này lẫn lộn trong đám đông, em thấy tiếc lắm. Điều này suy xét từ lợi ích dành cho công ty, nếu thấy anh ta vẫn chưa chịu sửa đổi bản tính cứng nhắc của mình, em tuyệt đối không dám đề nghị với chị. Vì chị và ông chủ đối xử với em rất tốt, giúp em có khả năng thực hiện ước mơ của đời mình. Bất kể thế nào, em cũng không làm chuyện bất lợi với công ty. Ninh Thần không hề nghi ngờ lời nói của Giản Tư Tư, bởi vì từ khi công ty thành lập đến nay số người muốn mua chuộc hay lôi kéo giản tư tư nhiều vô số kể lợi ích mà họ hứa hẹn với cô ấy còn nhiều hơn so với lợi ích dành cho ninh hạo bân nhưng tính đến thời điểm hiện tại giản tư tư chưa từng có hành động phản bội nào thậm chí mỗi lần được người ta tới tìm cô ấy sẽ chủ động báo cáo với ninh thần nói theo cách của cô ấy thì tất cả thành tựu hiện giờ đều nhờ công ty hy vọng mới cả đời này chỉ cần công ty vẫn còn trụ vững ninh thần và hoác khải vẫn là ông bà chủ của chỗ này cô ấy sẽ không rời đi. Ninh thần hiểu rõ phẩm chất của cô gái này, lương thiện, đơn thuần, nhưng cũng rất tuân thủ nguyên tắc. Nếu cô ấy nói rằng muốn chiêu mộ nhân tài vì suy xét cho công ty thì chắc chắn là như vậy. Và lại, cho dù không phải như thế thì đã sao? Kể cả Ninh Hạo Bân quay về, họ cũng không thể cho anh ta địa vị và sự tôn trọng ngang hàng với giản tư tư, chỉ có thể bắt đầu từ những vị trí thấp như nhân viên mới thông thường. Đồng thời, Việc thăng chức của anh ta sẽ khó khăn hơn những người khác, cho dù chỉ một thay đổi nhỏ xíu trong công việc cũng sẽ bị khảo sát nghiêm ngặt. Một khi công việc dính dáng tới bí mật nội bộ của công ty, anh ta sẽ không được tiếp cận tới. Ngưu đồ hại người thì không nên có nhưng tâm lý phòng bị thì không thể thiếu, Ninh Thần cũng sẽ không khách sáo gì với kẻ từng phản bội. Bởi vì công ty này bây giờ không chỉ là lợi ích của một mình cô mà dính dáng tới rất nhiều người khác. Chuyện này em cứ xem xét rồi làm nếu xảy ra chuyện gì em sẽ phải chịu trách nhiệm ninh thần nói em hiểu rồi giản tư tư gật đầu sau đó lại hỏi thêm có cần báo với ông chủ một tiếng không ạ à? sau này chị nói với anh ấy là được với tính cách của anh ấy chắc sẽ không hỏi nhiều đâu ninh thần đáp giản tư tư ừm một tiếng rồi không hỏi gì nữa tầm nhìn của hoác khải quá cao cao đến độ bất kể hai người đuổi thế nào cũng không bao giờ đuổi kịp được họ biết rất rõ người đàn ông này sẽ không bao giờ so đo tiểu tiết anh chỉ phụ trách phương hướng chiến lược chung sức lực con người có giới hạn việc quản lý chi tiết hơn cần tới cấp dưới thực hiện làm một ông chủ không thể việc nào cũng chú ý hết được nếu không sớm muộn gì cũng lao lực mà chết Và lại dạng nhân vật tép siêu như ninh hạo bân hoác khải đâu thèm để tâm chưa biết chừng anh đã quên mất chuyện này từ lâu lắm rồi ninh thần và giản tư tư rất hiểu hoác khải cho nên hai người giải quyết chuyện này là được rồi nhưng sau cùng ninh thần vẫn hỏi thêm một câu, năm nay em cũng 26 rồi nhỉ? Giản tư tư gật đầu, đáp tháng sau là tròn 26 rồi. Khi chị bằng tuổi em, đường đường đã chạy tung tăng rồi, ninh thần nói, tuy chuyện của công ty rất nhiều, nhưng tuổi tác của em cũng không nhỏ, tìm bạn trai sớm đi. Nhưng nhớ đấy nhé, đừng đụng tới dạng người như ninh hạo bân, nếu không sẽ phải hối hận đấy. Giản tư tư hiểu rằng ninh thần đang quan tâm tới mình, sợ cô ấy và Ninh Hạo Bân quay lại. Nhưng làm sao có khả năng ấy chứ, cô ấy và Ninh Hạo Bân đã kết thúc từ lâu rồi, hình mẫu nửa kia lý tưởng nhất trong lòng cô là người đàn ông như Hoác Khải. Nhưng Hoác Khải đã thành ra lập thất, khi chưa tìm được người đàn ông nào như anh, giản tư tư cũng không có ý định yêu đương. Và lại cô ấy cũng biết, sau này mình sẽ kết hôn cực kỳ muộn. Bởi vì người đàn ông xuất sắc như Hoác Khải rất có khả năng độc nhất vô nhị, người đàn ông này để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng cô ấy muốn dựa vào hình mẫu của anh để tìm đối tượng đúng là khó như lên trời giản tư tư vẫn luôn giấu kín cảm xúc dành cho hóc khải trong lòng không dễ gì nói với bất kỳ ai càng không dám để ninh thần biết nếu để ninh thần biết rằng trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh cô có ý đổ với chồng mình không biết sẽ nghĩ thế nào nữa thế nên lời nói của ninh thần khiến trái tim giản tư tư đập nhanh hơn nhưng bề ngoài cô ấy vẫn cố tỏ ra chấn tĩnh chuyện của công ty nhiều như thế, làm gì còn thời gian nghĩ tới mấy thứ này. Đợi sau này gặp được duyên phận rồi tính sau. Việc lớn cả đời là trải nghiệm không thể thiếu được trong cuộc đời người phụ nữ, sớm muộn gì cũng đến bước này, nếu không đời người thiếu mất một phần, sẽ không hoàn chỉnh, ninh thần cười cười, nói thật không biết sau này người đàn ông nào có phúc lấy được em về làm vợ. Gò má giản tư tư thoáng ửng hồng, dù năng lực khá đến mức nào, suy cho cùng cô ấy vẫn chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp chưa được mấy năm, tuổi đời mới 26. Trong vấn đề này, cô ấy không thể nào cởi mở bằng một người phụ nữ như Ninh Thần được. Ông chủ có phúc hơn chứ, lấy được một người vợ tốt như chị, giản tư tư cười hì hì. Em nịnh chị cũng vô dụng thôi, chị không dễ gì, vào chồng đâu. À phải rồi, tuần này rảnh rỗi thì tới nhà chị chơi nhé, đường đường cứ kêu gào đòi búi tóc củ tỏi giúp em đấy, Ninh Thần nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 446, tính cách khác biệt. Trong thời gian tiếp xúc dài như vậy, mối quan hệ giữa Ninh Thần và Giản Tư Tư đã không còn đơn giản là quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Hay nói cách khác, từ đầu đến cuối, Ninh Thần chưa từng thực sự coi mình như một lãnh đạo. Trong mắt cô, nhân viên kiếm tiền về cho công ty thì là ân nhân của công ty, không thể đối xử với họ bằng thái độ như đối đãi với người hầu giống như đám địa chủ thời phong kiến bóc lột nhân công lúc nào cũng bị người ta đòi đuổi đánh đơn giản vì không coi những người kiếm tiền giúp mình là con người không chỉ riêng gì giản tư tư mà nhiều nhân viên lâu năm khác cũng duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp với ninh thần theo cách nghĩ của hoác khải với tư cách là người phụ trách cao nhất của công ty không thể đối xử quá tốt với cấp dưới của mình nói một cách chính xác hơn ân nghĩa và uy nghiêm phải thể hiện ra cùng lúc em có thể cho họ tiền có thể cho họ nghỉ phép, có thể chăm lo quan tâm họ tỉ mỉ chu đáo. Nhưng trong công việc thường ngày, không được để họ nhìn thấy nụ cười của em quá nhiều. Một khi em mỉm cười, uy nghiêm cũng mất đi, nói đơn giản hơn, người suốt ngày mặt sưng mày xỉa nói năng sẽ có tác dụng hơn người luôn cười ha ha. Bởi vì ngày nào em cũng cười, người khác sẽ nghĩ em mềm yếu, đây là phản ứng vô thức. Đối với quan điểm này, Ninh Thần vừa chấp nhận vừa khước từ cô không phải dạng người thích nghiêm mặt cả ngày, nếu thật sự như thế, chỉ bằng đừng kinh doanh nữa. Thế nên, khi nào cần cười thì ninh thần sẽ cười, nhưng lúc nào nên nổi nóng, cô vẫn nổi nóng như thường. Nếu để xảy ra sơ suất trong công việc, dù là giản tư tư cũng sẽ bị cô phê bình nghiêm khắc. Có ví dụ như thế, không mấy người dám coi nhẹ lời nói của cô nữa. Từ hiệu quả hiện tại thì hình thức quản lý này cũng rất ổn, chỉ ít không xuất hiện tình trạng bằng mặt không bằng lòng như Hoắc Khải nói. Giản Tư Tư cười tít cả mắt, gật gật đầu, "Được ạ, à, đến lúc đó em mang khoai lang nướng cho con bé." "Thế thì em mang khoai sống đi thôi, con bé này thích tự nướng, tuy rằng đa phần toàn nướng cháy." Ninh Thần cười đáp. Hai người nói chuyện với nhau dường như không tách bạch chuyện gia đình và công việc, nhưng thực ra khi nói chuyện công việc sẽ không nhắc tới việc riêng. Khi nói đến chuyện riêng, cũng ít khi lẫn lộn với công việc sau khi tan ca về nhà, Ninh Thần nói với Hoắc Khải về chuyện của Ninh Hạo Bân. Khi biết giản tư tư muốn gọi Ninh Hạo Bân quay lại, Hoắc Khải nói cô nhóc này dễ mềm lòng nên có suy nghĩ này cũng rất bình thường. Xét từ góc độ cá nhân, anh không khuyến khích em đồng ý. Tuy rằng có lẽ hiện tại Ninh Hạo Bân đã bị mài bớt một phần góc cạnh, nhưng hành vi phản bội trước đó đã đủ chứng minh nhân phẩm của người này có vấn đề. Người ta thường nói Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời cho dù tạm thời không xảy ra sai sót nhưng qua thời gian dài ai có thể đảm bảo về các khiếm khuyết trong tính cách một số người không cố tình làm việc xấu mà do trời sinh họ đã là người xấu nhưng nếu sai một lần mà bị đánh cả đời hình như cũng không tốt lắm huống hồ tư tư nói với em rằng cô ấy sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này em cũng nhắc trước với cô ấy dù ninh hạo bân quay về công ty cậu ấy cũng phải bắt đầu từ các vị trí cơ bản đồng thời muốn thăng chức sẽ cực kỳ khó khăn ninh thần nói hoác khải gật gật đầu nếu em đã nghĩ tới điều này thì anh cũng không nhiều lời nữa em là tổng giám đốc của công ty em cứ liệu mà làm thôi anh nói như vậy có nghĩa là không phản đối kịch liệt ninh thần tự biết chừng mực nên không nhắc đến nữa chỉ hỏi lúc trước anh bảo ngày mai phải tới thành phố khác đi đâu vậy không phải lại đi đâu học hành với hương ngưng đấy chứ không liên quan gì tới công ty chi nhánh nhà họ cơ chủ yếu là bên nhà họ lý bảo anh đi gặp một người em yên tâm cùng lắm chỉ hai ngày là về thôi, Hoác Khải nói. Ninh thần, ừm, một tiếng, qua một lúc, Hoác Khải thấy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa đi, bèn hỏi, sao thế, hình như em còn tâm sự khác. Đúng là ninh thần có tâm sự, cô trần trừ trong giây lát rồi mới nói, em cảm thấy gần đây việc kinh doanh càng lúc càng bận rộn. Chuyện phải làm cũng càng lúc càng nhiều, thời gian người nhà chúng ta ở bên nhau càng lúc càng ngắn. Đường đường từng nói với em mấy lần, mong hai chúng ta dẫn con bé đi du lịch gì đấy. Cô nói như thế, Hoắc Khải lập tức ý thức được, dường như có vấn đề về phương diện này vậy. Công việc vây quanh họ càng lúc càng nhiều, quả thực lâu lắm rồi cả nhà không được vui đùa cùng nhau. Khác với khi anh mới sống lại, thời gian quây quần bên nhau càng lúc càng giảm bớt, khiến con trẻ nhất thời cảm thấy bất mãn cũng là chuyện thường. Nghĩ đi nghĩ lại, anh nói, vậy đợi anh quay về, em cũng mau chóng sắp xếp công việc trong hai ngày này đi. Đến lúc đó ba người gia đình ta tìm một nơi để du lịch, cùng vui chơi mấy ngày, thả lỏng tinh thần. Lúc nào cũng bận rộn công việc, không có thời gian giải tỏa tâm trạng cũng không được. Hai mắt ninh thần sáng ngời lên, vội vàng gật đầu, được, mấy ngày nay sẽ xử lý xong những việc quan trọng, còn lại giao hết cho mấy người tư tư họ cũng đối phó được. Anh chọn địa điểm rồi nói với em, em mua vé máy bay. Nhìn thấy biểu cảm của cô, lòng già hoác khải bỗng rung động, càng thêm áy náy. Hoác Khải kéo Ninh Thần vào lòng, ôm lấy cô, thời gian này thực sự đã bỏ bê hai mẹ con em, là lỗi của anh. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh, Ninh Thần ôm lấy eo anh, mỉm cười ngọt ngào, đâu có lỗi lầm gì chứ, không phải cũng vì muốn gia đình này trở nên tốt hơn sao. Và lại anh chủ động đề nghị gia đình ta cùng nhau đi du lịch, em đã thấy cảm động lắm rồi. Đa số đàn ông trên thế giới này luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, càng kiếm được nhiều tiền, họ càng không nỡ buông tay đâu giống hoắc khải, ninh thần vừa nói một câu, anh lập tức sắp xếp luôn. Thực ra đối với hoắc khải mà nói, thỉnh thoảng dành thời gian đi nghỉ dưỡng giữa lúc bận rộn cũng là việc bình thường. Giống như khi còn ở nhà họ hoắc, trong một năm, anh luôn cho bản thân mình mấy tuần nghỉ phép. Không cần biết sự việc quan trọng đến mức nào, trong thời gian nghỉ phép, anh sẽ gác hết mọi việc, hoặc giao cho người khác làm thay. Anh ném luôn điện thoại ở nhà, không để ý tới bất kỳ ai. Chuyện lớn đến mức nào cũng phải đợi anh đi nghỉ phép về rồi tính tiếp. Nhưng cũng chính vì như thế, lần trước Hoắc Khải đi leo núi du lịch mới bị người ta ám hại. Nếu anh có thể dẫn thêm vài vệ sĩ, có thể liên lạc với người khác thêm vài lần, chưa biết chừng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ nhắc đến mấy điều này cũng vô dụng, chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể đi tiếp theo lộ tuyến mà số phận đã quy hoạch. Chí ít thì anh vẫn còn sống, cho dù phải thay đổi thân phận sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Khải rời khỏi nhà, tới thẳng sân bay. Tại cửa che chin ở sân bay, không biết đường Thế Minh từ đâu bước ra, anh ta xách theo một chiếc vali, không quá to. Hoắc Khải tò mò liếc mắt nhìn và hỏi, bên trong có gì vậy? Một cây gậy, đường Thế Minh đáp. Hoắc Khải thoáng sững người, cây gậy. Đường Thế Minh biết anh không hiểu nên mới giải thích, cậu bảo rằng có thể sẽ nguy hiểm, mà đối phó với người dùng vũ khí thì cách tốt nhất là mình cũng phải mang theo vũ khí. Nhưng tôi không giỏi dùng đao kiếm, cũng không tiện đem theo, chỉ có gậy là dễ dùng nhất. Một cây gậy có thể rút ngắn khoảng cách từ 5 mét xuống 2 mét. Mà trong vòng 2 mét, không ai có thể nổ súng với anh trước mặt tôi. Khi nói câu này, đường thế minh cực kỳ tự tin. Hoác Khải nghe xong chỉ bật cười, câu nói này của anh khiến tôi nhớ tới một bộ phim điện ảnh nổi tiếng, cứ 10 bước giết một người, trong vòng một nghìn dặm không ai ngăn cản được Trong vòng mười bước không ai địch lại nổi Cũng tương tự vậy Những người giỏi chiến đấu cận chiến Một khi luyện công phu tới cảnh giới nhất định Quả thực có thể vô địch trong khoảng cách ngắn Nhưng nếu khoảng cách quá xa Thì vũ khí nóng vẫn giỏi hơn Kể cả là tôi đường thế minh nói Không tránh được đạn à Trước kia tôi từng có một vệ sĩ Có thể làm được điều này Hoặc khải nói Trong vòng một trăm mét thì không tránh được Nhanh quá trong vòng 1.000 mét thì được, đường thế minh hỏi, nhưng không phải là tránh, mà là dự đoán, nói thẳng ra là dựa vào vận may. Nếu đối phương đoán được phương hướng tránh né ở lần sau của tôi, tôi sẽ không tránh nổi. Hoác Khải ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy. Trước đó anh từng dùng rất nhiều tiền để thuê một vệ sĩ, người này từng biểu diễn né đạn bắn tỉa trong vòng 500 mét, vô cùng lợi hại. Nhưng theo cách nói của đường Thế Minh, đó là do may mắn, đồng thời cũng có ý đồ biểu diễn không thể coi là thật. Chiến đấu thực sự không hề có những thứ hoa hòe như vậy, lúc nào cũng một mất một còn. Hoác Khải cũng từng học đánh đấm, vài người bình thường không thể đến gần anh được. Nhưng khi giao đấu với cao thủ đỉnh cao như đường Thế Minh, đương nhiên cách biệt sẽ lớn. Anh muốn hiểu về phương diện đánh đấm này, đường Thế Minh cũng chịu dậy, hai người vừa nói chuyện vừa lên máy bay, tiến về thành phố đã định. chương 447, ứng tuyển. Trong lúc Hoác Khải và Đường Thế Minh tới một thành phố khác, Ninh Hạo Bân cũng tới trụ sở chính của công ty Hy vọng mới. Hiện giờ Hy vọng mới có rất nhiều nhân viên, từ lâu đã không dùng văn phòng thuê lúc đầu nữa, ngay cả văn phòng của bình nước nóng kinh vận cũng chuyển đến một nơi lớn hơn. Lúc đi, Ninh Thần còn mời chủ cửa hàng quần áo và những nhân viên khác ăn một bữa cơm. Bây giờ bọn họ đều biết cô gái mà bọn họ từng dì tai nhau rằng chắc chắn sẽ hối hận đã có gia tài hàng trăm triệu, là tổng giám đốc của một công ty lớn, còn chồng cô thì là người thừa kế của giáo sư Triệu Vĩnh An nổi tiếng. Sự thay đổi ấy khiến bọn họ ngạc nhiên, sau đó là xấu hổ. Kể từ lần ăn cơm ấy, Ninh Thần mới nhận thấy được những gì Hoác Khải nói không sai chút nào. Khi địa vị xã hội thay đổi, những người từng quen biết khi xưa sẽ dần rời xa. Bởi vì bọn họ không bắt kịp bước chân cô, cho dù cô muốn quay trở lại như lúc đầu thì cũng chẳng thể nào nào, khi mà khoảng cách giữa đôi bên ngày một lớn. Lại nói, bình nước nóng kinh vận của Ninh Ngọc Lâm cũng làm ăn rất phát đạt, doanh số hiện giờ đã gần cán mốc 100 triệu rồi. Ông chủ Hoàng Hữu Sơn đã đưa bình nước nóng kinh vận trở thành một thương hiệu riêng biệt, giao cho Ninh Ngọc Lâm toàn quyền phụ trách, lương một năm là hơn một triệu. Vốn dĩ Hoắc Khải đã từng thuyết phục cậu ta đừng ham hố tiền lương, nên chấp thời cơ nói với Hoàng Hữu Sơn là muốn có cổ phần trong thương hiệu bình nước nóng kinh vận cho dù chỉ chiếm người mấy phần trăm thôi cũng được bởi vì thương hiệu càng nổi thì sức kêu gọi của thương hiệu cũng sẽ trường tồn theo thời gian còn tiền lương thì trước sau gì cũng tiêu hết ninh ngọc lâm không nghe theo lời đề nghị ấy cậu ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu cảm thấy mình là giám đốc marketing mà đưa ra điều kiện với ông chủ thì không hay chút nào và lại bán bình nước nóng trên mạng thì dù có bán chạy đến mấy cũng chỉ là một thương hiệu nhỏ không thể sánh bằng các thương hiệu lớn thực sự được trừ khi đưa công ty ra thị trường, nếu không thì có bao nhiêu cổ phần cũng đều chỉ là giấy vụn, đâu chắc ăn được như tiền mặt. Em vợ không nghe lời, Hoác Khải cũng không khuyên nhiều, mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, bản thân cứ cố gắng là được rồi. Ninh Thần cũng từng khuyên mấy lần mà Ninh Ngọc Lâm không nghe nên cô cũng thôi. Sau khi chuyển văn phòng tới chỗ khác, quy mô của công ty nhanh chóng mở rộng. Tuy rằng trong trụ sở chính chỉ có 50, 60 nhân viên chính thức, nhưng hàng ngày, số lượng người qua người lại trong công lại lên đến hàng trăm người. Đại đa số là người thuộc các công ty bán lẻ và các công ty hợp tác ở khắp nơi, khiến nơi này trở nên chật trội, đến mức ninh thần phải cân nhắc tới việc chuyển trụ sở một lần nữa. Lúc ninh hạo bân vào trong trụ sở, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, đôi mắt của anh ta hơi thẫn thờ. Khi rời khỏi hy vọng mới, tính cả hoác khải thì nơi này mới có 7 người, trong văn phòng chỉ để ít đồ thôi là đã hết chỗ đứng rồi. Nhưng bây giờ, Văn phòng mấy trăm mét vuông này vẫn rất chen chúc, bởi vì có quá nhiều người tới đây, trên mặt ai cũng mang theo nét hưng phấn và nghiêm túc, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đối với Ninh Hạo Bân. Trong khoảng thời gian qua, anh ta nghe thấy rất nhiều người nhắc tới công ty này, sức cạnh tranh của sản phẩm cực kỳ cao, hệ thống marketing vượt trội, điều quan trọng nhất là nhân viên nào cũng vô cùng nhiệt tình. Tới đây rồi thì mới cảm nhận được rằng mình đang lãng phí cuộc đời, thậm chí có một số người tới hy vọng mới để hợp tác nhiều lần. Cuối cùng còn chủ động nhảy việc tới đây làm. Bầu không khí ở nơi này thật sự rất tốt, chỉ cần là người có lý tưởng thì đều không muốn bỏ lỡ. Ấy vậy mà nhân viên bước vào công ty từ những ngày đầu như Ninh Hạo Bân lại chủ động từ bỏ công ty có tiềm năng như thế. Hôm qua lúc Giản Tư Tư bảo anh ta quay lại, mới đầu Ninh Hạo Bân không đồng ý, bởi vì anh ta chẳng có mặt mũi nào quay về đây. Những người vào cùng anh ta thấp nhất cũng là giám đốc rồi, anh ta về thì làm gì được đây? chỉ có thể bắt đầu từ chức vụ thấp nhất còn phải hứng chịu những ánh mắt chỉ trích của người khác thế nhưng anh ta vẫn tới bởi vì sáng nay giản tư tư đã gửi cho anh ta một tin nhắn nếu không dám chịu trách nhiệm về những gì đã làm thì phải tiến tới tương lai thế nào đây chỉ là một câu nói cổ vũ đơn giản nhưng lại khiến ninh hạo bân hoàn toàn tỉnh ngộ anh ta đã mắc sai lầm hơn nữa sai lầm ấy còn trở thành khúc mắc trong đời anh ta nếu không đối diện và vượt qua nó thì cả đời này anh ta cũng không thể thành công được Hy vọng mới là nơi mà anh ta nhất định phải trở về, vấp ngã ở đó, vậy thì cũng phải đứng lên ở đó. Vậy nên anh ta đã tới đây. Anh à, xin hỏi anh có cần giúp gì không ạ?" À? Một nhân viên hy vọng mới chủ động bước tới hỏi. Đây là yêu cầu của Hóc Khải, tuyệt đối không được để một người xa lạ đứng trong công ty quá 5 giây mà không có ai khỏi tới. Bất kể là kế toán hay nhân viên bán hàng, thấy người như vậy là nhất định phải tới tiếp đón với tốc độ nhanh nhất. Đồng thời Bất kể khách hàng có yêu cầu gì thì cũng phải nói ngay rằng có thể thương lượng được, sau đó dẫn anh ta tới nơi cần tới. Tuy rằng Hoắc Khải rất ít khi tới đây, nhưng mỗi một quyết định mà anh đưa ra thì đều là thánh chỉ trong công ty, thậm chí chính bởi vì anh tới đây quá ít nên càng trở nên thần bí, khiến người ta phải nể sợ hơn. Đủ mọi câu chuyện, thần thánh về Hoắc Khải khát sâu trong đầu mỗi một thành viên của công ty khiến bọn họ luôn nhớ rằng ngoài tổng giám đốc ninh gia thì công ty này còn có một người đại diện pháp lý tài giỏi hơn nhìn vẻ mặt chín chắn và dày dặn kinh nghiệm của người đàn ông ngang tầm tuổi mình ninh hạo bân không khỏi cảm thán trong thời kỳ này anh ta vẫn đang mờ mịt mất phương hướng còn đối phương thì dường như đã đặt ra mục tiêu rồi đây chính là khoảng cách nếu lúc trước ninh hạo bân còn cảm thấy hụt hẫng vì khoảng cách giữa mình và giản tư tư quá lớn vậy thì bây giờ trong lòng anh ta chỉ còn lại sự xấu hổ anh ta đã bỏ lỡ quãng thời gian quan trọng nhất bây giờ ngay cả một nhân viên mới nhậm chức chưa được bao lâu cũng hoàn thành công việc tốt hơn anh ta vậy anh ta tới đây và bắt đầu từ chức vụ thấp nhất thì có gì phải ngại tôi là ninh hạo bân tới đây để ứng tuyển ninh hạo bân nói được mời anh đi theo lối này tôi sẽ đưa anh tới phòng nhân sự nhân viên mới ấy mỉm cười nói cảm ơn anh ninh hạo bân cũng đáp lại một cách khách sáo hai người đi thẳng tới phòng nhân sự Nhân viên mới kia gõ cửa và nói vọng vào bên trong, có một anh tới ứng tuyển. Người đứng ở cửa gần nhất lập tức bước tới, quan sát Ninh Hạo Bân và hỏi, "Xin hỏi anh đã hẹn trước chưa?" "Là giám, giám đốc giản giới thiệu tôi tới," Ninh Hạo Bân nói. "Giám đốc giản chưa nhắc tới chuyện này với chúng tôi, thế này đi, anh điền vào bảng biểu này trước, để tôi đi tìm giám đốc giản hỏi xem sao," người của phòng nhân sự nói. Ninh Hạo Bân gật đầu, nhận lấy tờ khai rồi bắt đầu điền người kia thì nhấc điện thoại bàn lên gọi cho giản tư tư giám đốc giản tôi là thường giật luân của phòng nhân sự có một anh nói là cô giới thiệu tới phỏng vấn tên anh ấy là anh à anh là ninh hạo bân đúng không nhân viên phòng nhân sự quay đầu hỏi ninh hạo bân gật đầu nói đúng thế đúng rồi là anh ninh hạo bân vâng tôi hiểu rồi nhân viên kia nói vài câu rồi dập máy nói với ninh hạo bân lát nữa chúng tôi sẽ cho anh một bài test trên giấy Đạt tiêu chuẩn là sẽ phỏng vấn ngay, anh có khoảng 10 phút để chuẩn bị. Một loạt các hành động ấy thể hiện ra hiệu suất cực kỳ nhanh chóng của phòng nhân sự. Lúc trước Ninh Hạo Bân đã từng tới mấy công ty, nhưng chưa thấy công ty nào có hiệu suất cao như thế, thậm chí lúc mới tới hy vọng mới cũng không có. Anh ta vừa điền vào bảng biểu vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi, bèn tò mò hỏi, các anh có thể nói chuyện trực tiếp với giám đốc giản à? Thường thì chỉ quản lý của phòng nhân sự hy vọng mới của chúng tôi rất chú trọng hiệu suất công việc công ty quy định rằng nếu nhất định phải tìm một người để đưa ra quyết định thì bất luận là ai cho dù chỉ là nhân viên mới nhậm chức thì cũng có thể gọi thẳng vào máy của người phụ trách cuối cùng không cần báo cáo qua từng cấp bậc một như vậy thì nhân viên trung gian sẽ có nhiều thời gian xử lý các công việc khác hơn không cần phải làm ống loa chỉ riêng mục này thôi đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho chúng tôi rồi hơn nữa hiệu suất cũng tăng lên đáng kể nhân viên ấy trả lời nét tự hào và tự tin trên mặt anh ta trong lúc nói chuyện khiến Ninh Hạo Bân sững người. Đây cũng là một quy định mà anh ta chưa nghe nói tới bao giờ. Thường thì các công ty khác sẽ cố gắng để các quản lý bậc trung xử lý những chuyện này, từ đó tiết kiệm sức lực cho quản lý cấp cao. Nhưng hy vọng mới thì không phải như thế, chỉ cần chuyện này cần quản lý cấp cao quyết định thì có thể tìm bọn họ luôn, không cần thông qua các quản lý bậc trung. Trường 448, không có lần thứ ba đúng là làm như thế có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Không phải những công ty khác không biết, nhưng bọn họ thích tuân theo đúng quy trình, sắp xếp lại rồi mới báo cáo, như thể làm vậy thì công ty sẽ càng giống một công ty chính quy hơn. Sự thay đổi của công ty hy vọng mới thực sự quá lớn, được tối ưu hóa và nâng cao trên mọi phương diện so với lúc Ninh Hảo bân đi. Thậm chí có thể nói rằng đây là một công ty hoàn toàn mới đối với anh ta, rất có thể những kinh nghiệm lúc trước sẽ chẳng có tác dụng gì ở đây cả nhân viên phòng nhân sự nhắc nhở, tuy rằng giám đốc sản đã giới thiệu anh tới đây, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh rằng cách thức làm việc ở trụ sở chính có thể sẽ rất khác với những nơi mà anh từng làm trước kia. Hơn nữa anh sẽ không có nhiều thời gian để làm quen, bắt đầu từ ngày đầu tiên nhậm chức là anh đã được nhận 100% lương rồi, không có cái gọi là thời kỳ thử việc. Vậy nên anh phải thích ứng ngay từ giây phút đầu tiên bước vào công ty, tổ giám sát của phòng hành chính sẽ kiểm tra đánh giá năng lực làm việc bất cứ lúc nào. Nếu điểm số thấp hơn mức quy định thì sẽ bị chuyển tới công ty chi nhánh. Nếu vẫn không làm quen được với công ty chi nhánh thì có thể sẽ bị sa thải, vậy nên anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi nhé." Ninh Hạo Bân gật đầu trong im lặng, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng anh ta lại dấy lên một ngọn lửa. Sở dĩ nhân viên phòng nhân sự nhắc nhở anh ta là bởi vì cảm thấy anh ta không thích ứng được với hoàn cảnh ở đây, đó là một sự khinh thường. Có lẽ trong công ty này, Ninh Hạo Bân là một kẻ thất bại còn là một kẻ phản bội, nhưng anh ta không thích cảm giác bị khinh thường. Càng bị khinh thường thì anh ta càng muốn đạt được thành tích, nếu không thì anh ta đã chẳng được thăng chức thành trợ lý tổng giám đốc của công ty cũ chỉ trong mấy tháng như thế. Xét theo điểm ấy thì anh ta vẫn là người có năng lực. Mà hiện giờ, anh ta cần một cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Nhân viên phòng nhân sự không trò chuyện gì nhiều với anh ta. Điên bảng biểu xong, Ninh Hạo Bân được dẫn tới phòng để làm bài test không chỉ hoãn một phút nào cả bài test nhanh chóng được phát cho ninh hạo bân trên đó chỉ có ba câu hỏi câu đầu tiên chuyện mà anh muốn làm nhất sau khi vào công ty là gì câu thứ hai anh cho rằng công ty cần thay đổi ở điểm nào câu thứ ba so với công ty cũ của anh anh cảm thấy ưu khuyết điểm của hai công ty là gì trong ba câu hỏi này có vẻ như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng trên thực tế lại thăm dò tâm lý nhân viên rất rõ ràng Câu đầu tiên là để tìm hiểu xem nghị lực của nhân viên mạnh mẽ đến cỡ nào, có phù hợp để giao những việc quan trọng hay không. Câu thứ hai là để kiểm tra xem nhân viên hiểu biết về công ty đến đâu. Quá trình ứng tuyển như một cuộc đàm phán giữa hai công ty, hai bên đều hài lòng thì mới có thể hợp tác được. Nếu ngay cả đối thủ của mình mà cũng không hiểu biết rõ thì chứng tỏ người này không có sức phán đoán trên thương trường, công ty sẽ không sắp xếp cho người đó làm những việc liên quan đến bán hàng câu thứ ba là để kiểm tra lòng người câu này trả lời cũng được mà không trả lời thì cũng không sao cho dù chỉ trả lời một ít thì cũng được nó chỉ đơn giản là để xem ứng viên có lựa chọn bán đứng xếp cũ để gia nhập vào công ty hay không bởi vì nếu nói ra khuyết điểm của công ty cũ thì chẳng khác nào nói cho người khác biết phải đối phó với công ty ấy thế nào ninh hạo bân trả lời từng câu một anh ta viết hai câu đầu tiên rất nhanh đến câu thứ ba thì phải ngẫm nghĩ một lát rồi mới viết 20 phút sau, có người tới lấy bài test, bảo anh ta đợi ở đây một lát rồi sẽ biết là mình được phỏng vấn tiếp hay là sẽ bị đào thải. Ninh Hạo Bân không hỏi điều gì cả, chỉ lặng lặng ngồi ở đó. Bài test được nộp cho giám đốc phòng nhân sự, sau đó lại được mang tới cho Giản Tư Tư. Bây giờ Giản Tư Tư đang là giám đốc phòng hành chính, nhưng cô ấy được Ninh Thần tin tưởng, tham gia vào rất nhiều chuyện của công ty. Mọi người đều biết rằng chẳng bao lâu nữa Giản Tư Tư sẽ lại thăng chức lên làm phó tổng giám đốc của công ty, vậy nên giám đốc phòng nhân sự không hề cư xử với cô ấy như một người cùng cấp bậc. "Giám đốc Giản, đây là bài test của Ninh Hạo Bân, cô xem thử đi." Giám đốc phòng nhân sự nói. Anh ta cũng là một trong những nhân viên đầu tiên vào công ty, vậy nên không lạ gì Ninh Hạo Bân hết. Lúc đầu anh ta còn rất hâm mộ tài năng của Ninh Hạo Bân, nhưng không ngờ rằng Ninh Hạo Bân lại hồ đồ làm ra chuyện phản bội công ty càng không ngờ là anh ta lại mặt dày quay lại đây. Lúc gọi điện cho Giản Tư Tư, cô ấy dặn rằng cứ tuân theo quy trình tuyển dụng bình thường, không được phép thiên vị, thế nhưng cô ấy muốn xem câu trả lời của bài test. Trên trang giấy trắng viết đầy câu trả lời của Ninh Hạo Bân. Mặc dù Giản Tư Tư cảm thấy những câu trả lời này hơi non nớt, thậm chí còn không mấy phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty, nhưng cô ấy có thể nhìn ra được rằng Ninh Hạo Bân trả lời rất chân thành. Câu hỏi thứ ba cũng là câu mà cô ấy quan tâm nhất. Câu trả lời của Ninh Hạo Bân là, tôi cho rằng mỗi công ty đều có một phong cách khác nhau. Có công ty lựa chọn cách làm việc mạnh bạo, có công ty quản lý theo hướng mềm mỏng, còn có công ty chỉ phó thác cho số phận. Bất kể với phong cách nào thì sự tồn tại của nó cũng đã là lý do rồi. Đứng trên lập trường của một nhân viên cũ, tôi không thể phán xét xếp cũ được, làm một nhân viên còn chưa nhậm chức, tôi càng không thể bình luận về công ty mới nhưng tôi tin rằng công ty hy vọng mới phát triển lớn mạnh được như thế này thì át hẳn phải có điểm xuất sắc hơn các công ty khác, và tôi cũng tin rằng mình nhất định sẽ trở thành một trong những nhân viên ưu tú sẽ đưa công ty phát triển hơn nữa. Đọc câu trả lời ấy, giản tư tư nở nụ cười. Giám đốc phòng nhân sự bên cạnh nói, tên Ninh Hạo Bân này vẫn vẫn kiêu ngạo như trước. Giám đốc giản, cô định tuyển anh ta vào làm thật hả? Tên đó từng phản bội chúng ta đó. Hành động phản bội của Ninh Hạo Bân lúc trước khiến tất cả mọi người phẫn nộ, công ty đang phát triển khả quan như thế, suýt chút nữa thì bị anh ta hủy hoại. Phải biết rằng, thứ mà anh ta hủy hoại không chỉ là một công ty, mà còn là sự cố gắng chung của mọi người. Giản Tư Tư có thể hiểu được suy nghĩ của giám đốc phòng nhân sự, cô ấy nói, "Tôi đã nói chuyện này với tổng giám đốc Ninh rồi, chị ấy đồng ý cho anh ta một cơ hội. Lát nữa anh hãy phụ trách phỏng vấn, cứ tiến hành theo phương thức khắt khe nhất." Nếu đến cuối cùng cảm thấy anh ta không ổn thì có thể không tuyển. Anh yên tâm, tôi sẽ không vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua lợi ích của công ty. Nói thật ra, tuyển dụng một người đã từng phản bội công ty thế này thì tôi còn lo lắng hơn cả anh ấy chứ. Chỉ có điều năng lực của Ninh Hạo Bân rất tốt, nếu biết cách sử dụng thì có thể mang tới rất nhiều lợi ích cho công ty, người như vậy mà để lọt vào tay người ngoài thì ít nhiều gì cũng thấy đáng tiếc. Giám đốc phòng nhân sự không nói gì cả. Tuy rằng địa vị của anh ta bây giờ cao hơn Ninh Hạo Bân nhiều, nhưng anh ta không tự nhận là có tài năng hơn Ninh Hạo Bân. Năm đó chính ông chủ cũng từng khen ngợi người ta, nếu không có vụ phản bội thì đến cả Giản Tư Tư cũng không thể có địa vị cao bằng Ninh Hạo Bân được. Ừm, um, tôi hiểu rồi." Giám đốc phòng nhân sự gật đầu nói. Giản Tư Tư xua tay, ý bảo anh ta đi được rồi. Sau đó cô ấy lại nhìn vào bài test, vừa cười vừa lắc đầu rồi đặt tờ giấy sang một bên hiện giờ ninh hạo bân chưa đủ tư cách để cô ấy phải chú ý tới nhiều hơn bảo anh ta tới ứng tuyển chỉ là vì coi trọng người tài ngoài ra thì còn có một phần nguyên nhân là bởi thương hại giản tư tư không hề giấu giếm điều đó với bất cứ ai cả ninh thần và những người khác đều biết có thể vẫn có người hoài nghi là cô ấy vẫn còn vương vấn tình cảm với ninh hạo bân nhưng giản tư tư biết là cả đời này bọn họ cũng không thể quay lại được nữa mẫu đàn ông lý tưởng nhất của cô ấy bây giờ là một truyền kỳ trong giới thương nghiệp Tuy rằng anh rất ít khi tới công ty, nhưng dưới đáy lòng cất giấu một người như thế thì ai có thể giành được một vị trí trong tim cô ấy nữa đây. Sau đó, giám đốc phòng nhân sự đích thân tới phỏng vấn Ninh Hạo Bân. Vốn là đồng nghiệp khi xưa, bây giờ lại trở thành người phỏng vấn mình, ít nhiều gì trong lòng Ninh Hạo Bân cũng cảm thấy là lạ. Anh ta cũng phát hiện ra rằng trong quá trình phỏng vấn, giám đốc phòng nhân sự thường xuyên làm khó anh ta, hỏi rất nhiều câu nằm ngoài phạm vi mà một nhân viên mới có thể trả lời được dựa vào năng lực cá nhân hơn người, những câu trả lời của Ninh Hạo Bân cũng có thể coi là khiến người ta vừa lòng. Cho dù giám đốc phòng nhân sự muốn bới lông tìm vết thì cũng phải thừa nhận rằng Ninh Hạo Bân ưu tú hơn hẳn những người từng tới phỏng vấn lúc trước. Chỉ cần không có thành kiến với anh ta thì chắc chắn là sẽ trúng tuyển. Quá trình phỏng vấn kéo dài nửa tiếng mới kết thúc, sau đó giám đốc phòng nhân sự đứng dậy vươn tay về phía Ninh Hạo Bân, công ty chúng tôi không thích dài dòng, tôi là người chịu trách nhiệm phỏng vấn, có quyền quyết định xem anh có được nhận vào làm hay không, vậy nên tôi rất vui khi được trực tiếp thông báo với anh rằng anh đã đạt tiêu chuẩn tuyển dụng của chúng tôi. Kể từ hôm nay, anh chính là một thành viên của công ty Hy vọng mới. Tôi xin được chúc mừng anh, đồng thời cũng mong rằng anh không quên đi bài học trong quá khứ và hãy luôn ghi nhớ rằng cơ hội sẽ đến với những người có sự chuẩn bị, nhưng không phải cứ có chuẩn bị là được. Đánh mất một lần thì có thể sẽ có lần thứ hai, nhưng tuyệt đối không có lần thứ ba chương 449, quầy hoa quả. Ninh Hạo Bân hiểu rõ lời nói này để nói cho anh ta nghe. Ở trong công ty này không có người thứ hai cần phải nghe những lời nói như thế. Tôi sẽ nhớ kỹ, Ninh Hạo Bân gật đầu dứt khoát rồi dừng lại một lát mới cất giọng nói, chuyện trước đây, xin lỗi. Giám đốc nhân sự nhìn anh ta rồi nói, người cậu phải nói xin lỗi không phải tôi mà là những người đã từng kỳ vọng rất nhiều vào cậu. Tổng giám đốc Ninh, Chủ tịch và giám đốc Giản, nói thật lòng, Trước đây tôi rất đố kỵ với cậu, nhưng bây giờ mới phát hiện, cậu quá ngốc. Cho nên, sau khi gia nhập vào công ty, hy vọng cậu đừng để tôi nắm được điểm yếu. Vì bây giờ tôi rất ghét cậu, nếu để tôi phát hiện ra cậu làm chuyện có lỗi với công ty hoặc có sai sót trong công việc thì nhất định sẽ không chút nể nang mà đuổi cậu ra khỏi công ty. Ninh Hạo bân lặng im một lát mới nói, tôi hy vọng bản thân mình sẽ không cho anh cơ hội làm vậy vậy chúng ta cùng chờ đợi xem giám đốc nhân sự nói xong thì rời khỏi phòng phỏng vấn ra khỏi cửa một nhân viên cùng phỏng vấn với anh ta tò mò hỏi giám đốc cả anh và giám đốc giản đều quen người này sao nghe anh nói thì có vẻ như trước đây từng làm cùng nhau sao giám đốc nhân sự không phủ nhận gật đầu nói khi công ty vừa thành lập ngoài tổng giám đốc ninh chỉ có năm người chúng tôi là do chủ tịch đích thân tuyển vào lúc còn trong trường tôi cho rằng mình đã đủ ưu tú rồi nhưng khi gia nhập công ty mới phát hiện mọi người ai cũng không hề thua kém tôi nhất là giám đốc giản và ninh hạo bân kia hai người họ học cùng một trường cũng là một đôi yêu nhau khả năng làm việc của hai người họ khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng trên đời này tại sao lại có người tài giỏi như thế ai cũng có thể nhìn ra hai người đó chính là tay trái tay phải của tổng giám đốc ninh và chủ tịch không ngờ mới qua vài tháng khi công ty đang phát triển cực tốt thì ninh hạo bân bán đứng công ty khiến chúng tôi chút nữa lỗ nặng. May mà có chủ tịch cố gắng xoay chuyển tình thế mới có công ty hy vọng mới như bây giờ. Hóa ra là như thế, vậy còn tuyển người như vậy quay lại làm gì? Chắc không phải là giám đốc giản và anh ta, nhân viên đó đoán nói. Đừng nói vớ vẩn, giám đốc nhân sự lắc đầu nói, giám đốc giản được tổng giám đốc Ninh rất tín nhiệm, là người ưu tú nhất trong công ty, không gian phát triển rộng lớn. Cô ấy sẽ không ngốc như Ninh Hạo Bân vì chút lợi ích còn con mà tự đào mồ chôn mình. Nếu có vài phần đồng tình thì cũng không khó hiểu, nhưng tôi nghĩ, giám đốc giản tuyển anh ta quay lại chắc chắn là do xem trọng năng lực làm việc của anh ta. Cho nên sau này các cậu phải soi anh ta thật kỹ, nếu phát hiện năng lực làm việc của anh ta không phù hợp với những gì chúng ta kỳ vọng thì nói ngay với tôi, không cần nể nang gì hết. Nhân viên đó gật đầu, không có ý kiến gì thêm. Những người chung sức với công ty thời kỳ đầu là những người đáng được tôn trọng, nhưng chỉ là đối với ai còn ở lại còn với kẻ phản bội thì không xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bất kỳ ai cho dù là một nhân viên mới nhận chức nhưng chủ tịch của chúng ta thật sự quá thần bí tôi vào công ty lâu như vậy mà chưa từng gặp anh ấy có rất nhiều người bên ngoài đều nói người đại diện pháp luật của chúng ta chỉ có danh nghĩa chứ không hề tồn tại người nhân viên nói giám đốc nhân sự cười ha ha Nói cậu hiểu cái gì, nếu chủ tịch không tồn tại thì cậu cho rằng công ty chúng ta có thể phát triển như thế sao? Tôi tận mắt nhìn nơi này từ một công ty mới thành lập chỉ có 5 nhân viên trở thành công ty lớn mà doanh số bán hàng mấy trăm triệu như bây giờ. Tôi nói cho cậu hay, đối với chủ tịch, cậu chỉ cần kính nể trong lòng là được rồi, đừng nghe người ngoài nói vớ vẩn. Bản lĩnh của chủ tịch không phải là điều mà cậu với tôi có thể tưởng tượng. Anh ấy không ở công ty là vì không để tâm đến công ty nhỏ này, hiểu không? có lẽ sự kính sợ của những người mới nhậm chức đối với Hoắc Khải phần nhiều là do tầng lớp quản lý tẩy não nhưng giám đốc nhân sự và những người quản lý cao cấp thì đều kính sợ từ trong tâm họ biết tài năng của Hoắc Khải đừng nói bản thân họ mà coi như người tài giỏi như Ninh Hạo Bân cũng không thể so sánh với anh ấy ở hy vọng mới sự tồn tại của chủ tịch như một vị thần Ninh Hạo Bân quay lại công ty Hoắc Khải không quan tâm nhiều chuyện nhỏ như thế anh tin tưởng Ninh Thần có thể giải quyết tốt. Còn Ninh Hạo Bân có thể phản bội lần nữa hay không thì chuyện đó càng không cần suy xét. Qua đợt khủng hoảng lần trước, bây giờ những văn kiện cơ mật của công ty đều được bảo vệ vô cùng nghiêm khắc, cho dù bất kỳ mặt nào có vấn đề thì đều có thể tìm ra người chịu trách nhiệm. Cho nên, không có ai dám tiết lộ bí mật, càng không thể xảy ra sự việc giống như người của phòng nghiên cứu trước đây đưa Ninh Hạo Bân vào khu vực cấm. Lúc này, Hoắc Khải đã cùng Đường Thế Minh đến một thành phố nhỏ thành phố này nhiều nhất cũng chỉ có bốn con đường, nhỏ đến thảm thương. Từ Bắc đến Nam không quá mấy cây em, một đường sắt ở thành phố lớn cũng có thể đi quanh thành phố này vài vòng còn dư. Theo manh mối mà nhà họ Lý cung cấp, Hoác Khải rất nhanh chóng tìm đến chỗ của một quầy hoa quả. Vị trí của quầy hàng này là ở trong chợ nông sản bán buôn, Hoác Khải và đường Thế Minh người trước người sau đi vào một nhà trong số đó. Người chủ quầy đang ngồi trên ghế gọt táo, lần lượt gọt từng nhát nhưng vỏ táo không hề bị đứt đoạn độ dày và độ rộng đồng nhất từ đầu đến cuối chỉ là trên cánh tay của hắn có một vết sẹo rất dọa người và một bên mắt bị che kín lại khiến người khác nhìn thấy có chút không thoải mái bộ râu sơ sát thể hiện rõ sự khốn khó của con người này chỉ có cách trang trí gọn gàng sạch sẽ ở trong quầy hàng còn nhìn thuận mắt một chút muốn mua quả gì thì tự chọn giá cả ghi hết ở trên biển rồi người đàn ông không ngẩng đầu lên nói Hoác Khải đi đến trước giỏ lê cầm một quả, đưa lên mũi người, mùi vị không đúng lắm, không phải đồ ở đây phải không? Ở đây làm gì có lê, đều là hàng từ Hoàn Châu đưa đến, ngon ngọt nhiều nước, chủ quầy nói. Hoác Khải cầm túi bóng ở bên cạnh, chọn lấy bốn quả để vào, nói cân cho tôi. Lúc này chủ quầy mới đặt quả táo vừa gọt xong lên đĩa, đứng lên nhận lấy túi trong tay Hoác Khải, cầm đến cân xong rồi nói, ba cân sáu, tính cho anh 13 tệ. Hoắc Khải không nhận lại cái túi ngay, lấy từ trong túi ra tờ 100 tệ đặt lên sọt hoa quả, sau đó nói tôi không cần nữa, tặng cho ông, đổi lấy một tin tức. Chủ quầy ngẩng đầu lên nhìn anh, con mắt còn lại lộ ra vẻ hoài nghi, anh nói gì? Hoắc Khải cũng không vì biểu hiện của hắn mà nghi ngờ điều gì. Một sát thủ đã gác kiếm, muốn che giấu thân phận của mình thì phải học cách làm người bình thường. Mà phản ứng của hắn là biểu hiện cực kỳ bình thường của người bình thường. Mười năm trước, anh giết Lý Trấn Quốc, tôi muốn biết thân phận của người thuê anh, Hoác Khải nói. Đường Thế Minh đi lên trước một bước, đứng bên cạnh Hoác Khải. Đồng thời, một tay mở hành lý cầm ra một cây gậy. Đó là một cây gậy sắt đen, nhìn không rõ chất liệu, nhưng khiến cho người khác cảm thấy rất nặng. Bên trên còn có hoa văn được khắc rất tỉ mỉ, không hề phản quang, nhìn rất kỳ dị. Chủ quầy liếc nhìn đường Thế Minh, sau đó bỏ quả lê ở trong tay xuống, nói với Hoắc Khải, tôi không hiểu các anh nói cái gì. Không mua hoa quả thì đừng gây chuyện, nếu không tôi báo cảnh sát. Tôi có thể giúp anh báo cảnh sát, nhưng trước khi anh bị bắt vào đồn thì tốt nhất nên nói cho tôi biết ai là người thuê anh. Chuyện này rất quan trọng, Hoắc Khải nói. Chủ quầy im lặng một lát, trong lòng hắn hiểu rõ, người kia tìm đến đây rồi, mình muốn giả ngu qua mặt là chuyện không thể làm được. Duy nhất một chuyện có thể làm, chính là giữ kín như bưng. Lúc này, một bé gái từ phòng sau chạy ra, trong tay cầm chóng chóng vừa gấp xong, đưa cho hắn xem, bố ơi, bố ơi, bố nhìn trong chóng con gấp này, có đẹp không? Bé gái chỉ hơn 4 tuổi, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu khiến người khác yêu thương. Ánh mắt của đường Thế Minh và Hóc Khải nhìn về phía cô bé. Chủ quầy lập tức ôm lấy bé gái vào lòng, cười híp mắt giỏi, quá giỏi, đi tìm mẹ chơi đi. Lúc nói, ánh mắt của anh ta nhìn Hoắc Khải và Đường Thế Minh rõ ràng là vô cùng cảnh giác, sợ hai người này gây ra điều bất lợi cho đứa bé. Chắc chắn anh không hy vọng chúng ta bàn luận về quá khứ quá nhiều trước mặt đứa bé chứ? Hoắc Khải hỏi. Bố, họ đến mua hoa quả sao? Có cần con giúp đỡ không? Bé gái tò mò hỏi. Chủ quầy đặt cô bé xuống, vỗ vỗ vào lưng, nói, họ là bạn của bố, bố đang nói chuyện, con vào trong phòng tìm mẹ đi, được ạ, à, bé gái cầm trong chóng giấy đi vào phòng. Sau đó, chủ quầy nhìn Hoác Khải và Đường Thế Minh hỏi, nếu tôi nói tôi không biết gì hết thì thế nào? chương 450, kế hoạch. Cũng không thế nào cả, bây giờ là xã hội pháp trị, tôi sẽ không thể làm gì anh hay bất kỳ người nào, Hoác Khải nói, nhưng tôi có thể nói cho họ sự thật. Một người chồng người cha thành thật bán hoa quả, thật ra là một đao phủ hai tay đầy máu tươi. Sự tồn tại của các người chỉ là công cụ để hắn che giấu thân phận. Theo lời của Hoắc Khải, bàn tay của chủ quầy dần dần nắm chặt. Sắc mặt của hắn cũng trở nên u ám, tay đường thế minh đang cầm gậy hơi dơ lên, cho dù người đàn ông trước mắt muốn làm gì thì một đòn gậy này cũng đều kịp thời đánh vào chỗ yếu ớt nhất của hắn. Thật ra trước khi đến, Hoắc Khải không định dùng lời nói để thuyết phục một kẻ từng làm sát thủ. Theo anh thấy, đáp án nhận được có thể sẽ không phải là sự thật. Phương pháp hiệu quả nhất là trói hắn lại rồi đưa đi, dùng hình ép cung nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện vừa rồi của chủ quầy và bé gái thì Hoắc Khải liền đổi ý. Anh có thể nhìn ra, chủ quầy đã không phải là một sát thủ máu lạnh nữa, sự yêu thương của hắn với bé gái là từ tận tim gan. Trên một ý nghĩa nào đó mà nói, thì cách hắn che giấu thân phận của mình là khiến bản thân trở thành một người cha chân chính. Mà ở điểm này, hắn đã thành công rồi. Do đó, muốn biết đáp án thì lựa chọn tốt nhất không phải là đe dọa, rụ dỗ, dỗ mà là nói cho chủ quầy biết, hắn sẽ mất đi cái gì nếu hắn nỡ từ bỏ cuộc sống hiện tại và người nhà của hắn thì không sao hắn có thể làm bất kỳ việc gì mà bản thân hắn muốn làm nhưng cho dù hắn muốn làm gì thì đều sẽ có người theo sau khiến hắn vĩnh viễn không an toàn một người đã quen với cuộc sống bình an thì sẽ không dễ thay đổi cho dù hắn đã từng là sát thủ đây là bản năng của con người và cũng là thói quen lời nói của hoác khải tạo nên hiệu quả rất tốt chủ quầy nhìn anh chầm chầm hồi lâu, có thể nhìn ra, hắn có ý giết người, nhưng hắn không dám ra tay vì có đường thế minh ở đây. Người đàn ông đang cầm đoạn côn màu đen trong tay, như một con dao găm vào đầu tim hắn, cho dù chỉ là có ý muốn giết người cũng sẽ cảm thấy toàn thân như kim châm. Rõ ràng đây là một cao thủ. Bản năng sát thủ còn lại nói cho hắn biết, đừng dễ dàng ra tay, nếu không kết cục sẽ không tốt lắm. Huống hồ năm đó sau khi hắn thất thủ bị bắt, hai tay và một con mắt đã bị hủy rồi chỉ có thể coi như một người bình thường có chút tài mọn chứ không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao nếu không hắn cũng không cần thiết phải thay tên đổi họ sống như một người bình thường ở thành phố nhỏ này nếu anh nói tới lý trấn quốc người của nhà họ lý phía tây bắc thì tôi có thể nói cho anh biết người thuê tôi là ai tôi không quen cũng không biết tôi chỉ biết thân phận của anh ta không tầm thường có quen biết với lý trấn quốc chủ quầy nói chỉ có thế thôi hoác khải hỏi chỉ có vậy chủ quầy trả lời nói chắc chắn anh hiểu rõ công việc như của chúng tôi không thể nắm quá nhiều thông tin của người thuê biết nhiều thì chỉ đem đến nhiều phiền phức hoác khải im lặng một lát sau đó bỗng nhiên nói với chủ quầy xin lỗi chủ quầy sững sờ gần như không hiểu lắm tại sao anh lại đột nhiên nói xin lỗi lúc này trong phòng có một người phụ nữ ôm bé gái đi ra vừa đi vừa nói ông xã họ là bạn của anh sao tại sao không vào phòng ngồi trò chuyện chúng tôi còn có việc khác, thuận đường đi qua nói vài câu, giờ phải đi rồi, Hoắc Khải cười nói. Sau đó, anh rời đi không quay đầu nhìn lại, đường thế minh cũng chỉ liếc mắt nhìn vẻ mặt sướng sở của chủ quầy rồi xoay người rời đi. Họ là bạn thế nào vậy anh? Sao em chưa từng gặp nhỉ? Là bạn bè bình thường thôi. Cuộc nói chuyện của hai vợ chồng chủ quầy ở phía sau truyền tới. Đường Thế Minh đặt cây gậy màu đen trong tay vào hành lý rồi cầm nó lên rồi hỏi, tại sao cậu phải nói xin lỗi với hắn? Vì phải làm một số chuyện không tốt với hắn, Hoác Khải nói, hơn nữa cũng không biết còn có cơ hội nói xin lỗi không nên đành nói trước. Cậu muốn làm gì? Đường Thế Minh hỏi. Dụ rắn ra khỏi hang, Hoác Khải trả lời. Đường Thế Minh ngây người, hiểu ra vài điều nên cũng không nói gì nữa. Sau khi rời khỏi cửa hàng hoa quả, Hoắc Khải không quay về nhà mà tìm chỗ ở tại một nơi gần đó. Anh chọn một gian phòng có thể nhìn thấy quầy hoa quả, để nhìn rõ hơn còn cố ý mua một chiếc ống nhòm. Đồng thời, Hoắc Khải cũng gửi tin nhắn cho nhà họ Lý, nội dung rất đơn giản, tôi đã tìm ra thân phận thật sự của hung thủ từ sát thủ dây em. Tin nhắn này không mã hóa, cứ quang minh chính đại mà gửi đi, tin rằng trước khi đến tai của bà cụ thì sẽ có nhiều người biết đến tin nhắn này. Mặt khác, Hoắc Khải gọi điện thoại cho Vương Vũ Hành, bảo cậu ta tìm giúp một vài kênh tin tức ngầm truyền đi một vài tin tức đặc biệt. Nội dung tin cũng rất đơn giản, đã tìm ra thân phận của hung thủ thật sự đứng sau cái chết của Lý Trấn Quốc, còn riêng nhà họ Lý đã tìm sát thủ dây em năm đó, nắm được tin tức cụ thể. Nhà họ Lý vô cùng tức giận đang tìm cách báo thù. Vương Vũ Hành là người kinh doanh ngành tài chính nhưng ngành này vốn dĩ cũng phải dùng không ít thủ đoạn, cho nên trong tay cậu ta cũng có khá nhiều kênh tin tức ngầm, sau khi được hoác khải giao việc, Vương Vũ Hành cũng không hỏi để làm gì mà đi tìm những kênh tin tức ngầm không quá quen thuộc để phát đi tin tức này. Những kênh tin tức ngầm này không thuộc giới truyền thông nhưng cũng phát triển như giới truyền thông, luôn có một vài tin tức nhỏ, thật thật giả giả truyền ra từ chỗ họ. Sau khi tin tức được tung ra, Hoác Khải cũng không quan tâm nhiều nữa mà bình tĩnh chờ đợi bước tiếp theo. Sau khoảng 2 tiếng, bà cụ nhà họ Lý gọi cho anh một cuộc điện thoại, hỏi thật sự cậu đã tra được thân phận của hung thủ rồi sao là ai bây giờ không tiện nói với bà bà chỉ cần bảo nhà họ lý làm tốt công tác chuẩn bị báo thù là được tin tưởng tôi địa vị của hung thủ không cao nhà họ lý có đủ thực lực để báo thù rửa hận khoác khải nói hơn nữa tôi cần bà phải làm tốt việc chuẩn bị báo thù nếu không nhà họ lý chính là kẻ thù của tôi thế nào thì tôi cũng là bà nội của cậu cậu không thể nói với tôi lời nào hay ho sao cứ phải uy hiếp người khác mới được à, bà cụ không vui nói. Gần đây, sự phát triển của nhà họ Lý rất tốt, những quyết sách của phòng kế hoạch vô cùng thành công, những kế hoạch trước đây đều được thực hiện gần như hoàn hảo. Ba hạng mục một tỷ, trước mắt có một hạng mục đang tiến hành, một hạng mục vừa chuẩn bị xong, còn có một hạng mục đang nghiên cứu rất khẩn trương, cấp tập. Người nhà họ Lý tham gia kế hoạch này, bây giờ đều mừng đến phát điên, vì chỉ trong vài tháng nữa, họ sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Đồ thị lợi nhuận đang tăng tốc đi lên, đợi đến cuối năm, nói không chừng thật sự có lợi nhuận một tỷ. Đối với nhà họ Lý mà nói, món lợi nhuận lớn như thế đã lâu rồi không thấy, khiến họ không thể không vui mừng. Còn những người nhà họ Lý không tham gia vào dự án kiểu như Lý Chính Thụy, Lý Tinh Thanh thì vô cùng hối hận. Có người thì căm hờn, có người thì ôm tâm lý may mắn chờ xem trò cười. Nói ra thì những ngày gần đây của Lý Chính Thụy trôi qua không yên ả cho lắm những người tham gia dự án một tỷ đã nếm được vị ngọt cả ngày tỏ vẻ trước mặt người khác khiến không ít người tức đến đỏ mắt nhưng ai đỏ mắt thì đã sao kỳ góp vốn đã hết hạn bây giờ bà cụ cũng không cho phép bất kỳ ai tham gia vào dự án nữa mà trước đây lý chính thụy nghiêm khắc cấm người trong chi của mình tham gia còn cực lực khuyên những người khác không tham gia những dự án đó rất nhiều người ngại quyền thế và uy danh của ông ta mà lựa chọn từ bỏ bây giờ thấy người ta kiếm được tiền mình lại không được uống một ngụm canh, đương nhiên khiến lòng người không vui. Không ít người đều thầm cân nhắc xem có cần tìm cơ hội nịnh nọt bà cụ một chút. Phải biết rằng, đây là ba hạng mục một tỷ đấy, cộng vào thì lợi nhuận một năm cũng đạt ba tỷ, chính là một phần ba gia sản nhà họ Lý. Một phần ba gia sản và ba tỷ lợi nhuận dòng, hoàn toàn không thể so sánh được. Hơn nữa, năm nay được ba tỷ, sang năm nói không chừng là sáu tỷ, mười tỷ đấy. Sự cám dỗ lớn như thế, ai có thể chịu nổi. Cho nên, hành vi trước đây của Lý Chính Thủy khiến rất nhiều người ghi hận trong lòng, cảm thấy người này vì mâu thuẫn cá nhân mà không quan tâm đến lợi ích của mọi người. Bây giờ thì hay rồi, dòng chính chiếm số lượng lớn, mấy nhánh phụ khác tham gia chiếm phần nhỏ, còn bọn họ thì chỉ có thể dương mắt lên nhìn tất cả mọi việc xảy ra, không có cách nào để cứu vãn. Lý Chính Thủy cũng rất đau đầu ông ta không ngờ phòng kế hoạch mà Hoắc Khải tạo dựng và ba dự án một tỷ lại thật sự có thể phát huy tác dụng ở nhà họ Lý. Rõ ràng chỉ là tổng hợp và tối ưu hóa những dự án cũ, tại sao lại đạt hiệu quả kinh ngạc như thế? Không tận mắt nhìn thấy thì có lẽ sẽ nghi ngờ là giả, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy sự việc từng bước phát triển thì sao có thể nghi ngờ nữa? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 450